Bí thư suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu khi khuyên ngài theo chính trị tôi đã tính cùng ngài đến huyện. Dù điều kiện tốt hay xấu, chỉ cần ngài không ghét bỏ thì tôi vẫn ở bên ngài, tính kế giúp ngài, cố gắng với hết khả năng của mình. Trưởng ban thư ký Cao thưởng thức tôi chỉ là coi trọng chút ý tưởng đột nhiên có của tôi, nhưng nếu ở lâu với nhau thì giữa người với người phải thực lòng phải có cảm giác đồng tâm hiệp lực. Lý Đình Sơn rõ ràng là sửng sốt, sau đó lại cười cười. Tiểu Hạ, tôi đúng là không nhìn lầm người. Cũng đúng, chúng ta cùng đến huyện bá, cậu nói đúng, phải đồng tâm hiệp lực, một khi đã như vậy thì có một số việc cậu đã biết thì tốt hơn không biết nhiều. Y đứng dậy đóng cửa ban công lại, sau đó ngồi xuống bên hạ tường. Cậu có biết Tống Chiêu Độ vì sao dùng hết sức hoạt động, cứ muốn tôi theo chính trị làm bí thư huyện ủy không? Hạ tưởng lúc ấy nghĩ chính là Tống Chiêu Độ nghĩ cho đường lui của mình. Tống Chiêu Độ đây là coi trọng mạng lưới quan hệ của Lý Đình Sơn ở Bắc Kinh, cùng sức ảnh hưởng trong giới truyền thông. Hắn không ngờ còn có nguyên nhân sâu xa hơn nữa. Chỉ sợ cậu cũng đã biết hôn nhân của tôi có vấn đề. Vợ trước của tôi vẫn hy vọng tôi theo chính trị, hy vọng tôi có thể làm quan lớn cấp bộ, cấp tỉnh. Đáng tiếc chí hướng năm đó của tôi là vua phóng viên không ngai, vì thế có không ít lần cãi nhau với cô ấy. Theo tuổi tôi càng lúc càng lớn, suy nghĩ muốn tôi theo chính trị của cô ấy càng lúc càng mạnh, giống như tôi không làm quan lớn sẽ không xứng với cô ấy vậy. Kết quả mấy năm trước chúng ta đã phải ly hôn. Lý Đình Sơn hút thuốc, đó có thể thấy được tâm trạng của y rất không tốt. Đây cũng là lần đầu tiên y nói suy nghĩ trong lòng với Hạ Tưởng. Nói chuyện trong lòng với một người trẻ hơn gần 20 tuổi so với y, Lý Đình Sơn đúng là có chút không tự nhiên. Chẳng qua không nói thì không làm Hạ Tưởng biết rõ nguyên nhân câu chuyện, cho nên y chỉ có thể mượn làn khói che giấu một chút. Hạ Tưởng cũng biết Lý Đình Sơn nói lời này là không dễ. Vấn đề hôn nhân vẫn là nỗi đau trong lòng Lý Đình Sơn, cho nên y giấu rất sâu. Hôm nay có thể nói thẳng với Hạ Tưởng như vậy, điều này nói rõ Lý Đình Sơn hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn lặng lẽ ngồi bên nhìn vẻ mặt Lý Đình Sơn có chút đau buồn, hắn cũng thấy đau lòng. Bởi vì sự phản bội của Dương Bối đã đánh mạnh hắn, đời sau hắn vẫn không lấy ai. Mặc dù sau đó gặp Vệ Tân một cô gái dịu dàng như nước, rất tốt với hắn. Hắn cũng có mấy lần muốn lấy cô nhưng cuối cùng không thể bước đến bước đó. Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng có một người phụ nữ làm anh ta đau lòng? Thực ra tôi có thể đi tới hôm nay hoàn toàn là dựa vào sự ủng hộ của bố cô ấy. Bố cô ấy trước đây là bí thư tỉnh Yến. Tuy rằng khi tôi và cô ấy lấy nhau thì bố cô ấy đã về hưu. Nhưng lão nhân gia ngài có tính cách tốt, có địa vị rất cao tại tỉnh, ngay cả Bắc Kinh cũng có nhiều quan lớn chịu ân của ông. Cho nên sức ảnh hưởng của ông là rất lớn. Tôi vào tòa soạn cấp quốc gia, làm trưởng chi nhánh thì trong đó đều do mọi người nể mặt lão nhân gia. Tuy tôi và con gái ông đã ly hôn, nhưng lão nhân gia vẫn đối xử với tôi như trước. Chỉ cần tôi mở miệng nói thì ông sẽ cố hết sức giúp tôi. Lý Đình Sơn cười nói, trong mắt lộ rõ một tia cảm kích. Tống Chiêu Độ biết tôi chỉ cần bước vào con đường làm quan, dù tôi không mở miệng nói, vợ cũ tôi biết thì sẽ chủ động đến tìm tôi. Cô không phải không yêu tôi mà giận tôi không nghe lời cô. Lúc trước tôi và cô ấy khác nhau là việc có theo chính trị không. Nếu bây giờ biết tôi đã đổi ý, theo cô ấy thấy thì khoảng cách giữa hai người đã không có. Cô cũng không bỏ được tình cảm trước kia. Lại nói sau khi lão nhân gia biết thì cũng sẽ nhân cơ hội sức ảnh hưởng của ông còn mà thầm trải đường giúp tôi. Tiểu Hạ, cậu bây giờ đã biết được ý đồ thực sự của Tống Chiêu Độ rồi chứ? Hạ Tưởng đúng là sợ đến độ không biết nói gì. Hắn mới đầu không phải không đoán Lý Đình Sơn có chỗ dựa nào khác, nhưng không ngờ hóa ra nguyên nhân chính là trên người vợ cũ của Lý Đình Sơn. Hạ Tưởng không biết hắn nên bất đắc dĩ thay Lý Đình Sơn, hay là thấy may mắn cho mình. Lúc này theo sát Lý Đình Sơn, mới đầu hắn chỉ nhìn thấy mối quan hệ sau lưng Lý Đình Sơn là Tống Chiêu Độ sẽ trở lại. Thật không ngờ Lý Đình Sơn cũng có chỗ dựa rất kinh người. Chỉ là hắn không dám khẳng định, một lãnh đạo tỉnh đã về hưu, không phải lãnh đạo quốc gia, hơn nữa theo lời của Lý Đình Sơn thì ông ta đã lui nhiều năm thì có còn sức ảnh hưởng hay không. Bảo sao Tống Chiêu Độ vẫn cố gắng muốn Lý Đình Sơn theo chính trị. Thì ra nguyên nhân là chỗ dựa của Lý Đình Sơn. Cũng có thể là do Tống Chiêu Độ muốn buộc chặt mình với Lý Đình Sơn. Chỉ cần Lý Đình Sơn theo chính trị, chẳng những vợ cũ của Lý Đình Sơn sẽ cảm ơn y, con đường làm quan của Lý Đình Sơn cũng sẽ cùng bước tiến với Tống Chiêu Độ. Đến lúc đó bố vợ Lý Đình Sơn chỉ cần ra tay giúp Lý Đình Sơn,
chẳng khác nào giúp y. Tống Chiêu Độ đúng là tính kế quá sâu xa. Hạ Tưởng nghĩ được điểm này không khỏi thầm phục Tống Chiêu Độ nhìn quá xa. Chẳng qua nếu cho hắn biết khoản tài chính đầu tư mạo hiểm hạng mục màn tinh thể lỏng cũng có bóng dáng Tống Chiêu Độ thì không biết hắn sẽ kinh ngạc đến mức nào. Hạ Tưởng thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt bổn phận thư ký, làm cơ sở cho từng bước tiến của Lý Đinh Sơn. Không chỉ làm cho con đường làm quan của Lý Đinh Sơn kéo càng lâu càng tốt, cũng cần phải làm Lý Đinh Sơn càng tin vào mình hơn. Tôi nói với cậu chính là muốn nhắc cậu một chút, Tống Chiêu Độ đúng là bạn học của tôi, anh ta luôn giúp tôi cũng là thật lòng nhưng chuyện trong chốn quan trường đều là dựa vào nhau. Nếu anh không có gì để mượn thế, lại không thể mang tới lợi ích thiết thực cho đối phương, như vậy giúp một hai lần còn được, còn về sau thì phải dựa vào sự cố gắng của anh. Lý Đinh Sơn cũng không biết mình vì sao lại động tâm đột nhiên nói nhiều bí mật riêng như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì thanh niên trước mặt này thật lòng giúp mình? Hay là bởi vì hắn còn trẻ mà lại có ánh mắt và năng lực bố cục kinh người? Có lẽ là cả hai, hoặc là không phải gì hết. Chỉ là Lý Đinh Sơn cần một người tin tưởng để nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Hạ Tưởng cũng hiểu phía sau Lý Đinh Sơn là một mạng lưới quan hệ khổng lồ. Lý Đinh Sơn mới chỉ nói ra một góc với mình mà thôi. Chương 64, khảo sát thực địa. Hạ Tưởng chỉ trầm ngâm mà gật đầu. Lý Đinh Sơn nói bí mật với hắn, đây là nói Lý Đinh Sơn đã tuyệt đối tin tưởng mình. Hơn nữa hắn còn có thể bày mưu tính kế cho đối phương, phải nói bây giờ Lý Đinh Sơn đã tin tưởng và nể trọng hắn hơn cả cổ hợp. Lúc này được Lý Đinh Sơn tuyệt đối tin tưởng, có lẽ là lúc nên đề xuất chuyện của Tào Vĩnh Quốc với đối phương. Hạ Tưởng đã có quyết định. Bí thư, chúng ta đã đến huyện bá một thời gian mà không có cơ hội xuống dưới xem. Hôm nay vừa lúc rảnh hay là đến xã một chuyến. Hạ Tưởng thấy tâm trạng Lý Đinh Sơn hơi kém nên đề nghị. Được. Lý Đinh Sơn không hề suy nghĩ đã đồng ý. Tôi sớm nghe Thảo Nguyên huyện bá rất đẹp, nếu chúng ta muốn phát triển du lịch thì tự mình không đi xem thì sao có thể thuyết phục ai khác. Đi, gọi cổ hợp, chúng ta cùng đi. Trên giấy tờ chỉ thể hiện một góc vấn đề. Không khảo sát thực địa thì luôn có cảm giác xem hoa trong sương mù. Cổ hợp nhận được điện của Hạ Tưởng nói là Lý Đinh Sơn muốn đi, y liền rất kích động lái xe số 1 huyện ủy ra, lau chùi sạch sẽ đợi dưới lầu. Lại nói y thấy Hạ Tưởng nhanh chóng đến gần Lý Đinh Sơn, thay mình thành người mà Lý Đinh Sơn tin tưởng nhất thì trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, cũng có chút mất mát. Chẳng qua y và Hạ Tưởng ở cùng nhau, tối hàng ngày Hạ Tưởng đều nói chuyện huyện ủy với y, ngay từ đầu y còn có chút hứng thú. Sau đó nghe thấy đều là những từ ngữ đánh nhau, đấu trí nên dần không có hứng thú. Khi Hạ Tưởng nói việc này, y liền chuyển đề tài, nói mấy chuyện khác thú vị hơn. Không phải y không muốn thảo luận chuyện thị phi trong huyện ủy cùng với phát triển kinh tế huyện bá như thế nào, mà y nghe không hiểu, cũng không biết vấn đề sâu như vậy. Trong lòng cổ hợp cũng dần bình tĩnh, chút oán giận trong lòng cũng biến mất. Nếu y có ánh mắt và đầu óc như Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn nhất định sẽ trọng dụng và tin tưởng y, chuyện gì cũng bàn với y. Đáng tiếc y không có, việc này không trách được Hạ Tưởng, cũng không thể trách được Bí Thư Lý. Hơn nữa do Hạ Tưởng khuyên nên Bí Thư Lý mới đổi ý đi làm Bí Thư huyện ủy. Nếu là y thì không có năng lực này. Hơn nữa y bây giờ hàng ngày ở ban lái xe cũng rất thoải mái, tốt hơn nhiều so với ở công ty trước đây, có một đám người luôn nịnh bợ y, coi y là trung tâm. Y rất thích cảm giác hơn người này. Xe số 1 huyện ủy là một chiếc xe Toyota cũ, xe này cũng được. Cổ hợp rất linh hoạt lái xe, một đường đi về phía Bắc. Hạ Tưởng ngồi bên cạnh y, hỏi y về tình hình ở ban lái xe. Y đắc ý nói những gì mình được ưu đãi, cuối cùng còn than thở nói. Chờ sau này khi Bí Thư Lý làm Bí Thư Thành ủy, Bí Thư Tỉnh ủy thì tôi có phải coi như là quan. Xe Nhật có một điểm rõ ràng là thiết kế không cứng, đường núi không dễ đi, đường gồ ghề. Thi thoảng lại sóc lên truyền vào xe, cả xe lay động như ngồi thuyền. Xe Nhật tuy tốt nhưng không thích hợp đi đường núi, khi tốc độ xe thấp thì thoải mái hơn đi xe của Đức cứng cáp. Chẳng qua khi đi ở đường cao tốc, xe chạy tốc độ cao thì xe Nhật lại có một khuyết điểm chết người là dễ lật xe. Tốc độ xe không cao, nhiều lắm là 60, 70 km, chẳng qua vấn đề giao thông ở đây quá kém, xe lắc rất mạnh. Lý Đinh Sơn đột nhiên nói. Tiểu cổ, lái chậm một chút. Không có người dục thì lái nhanh như vậy làm gì? Giọng Lý Đinh Sơn hơi cứng ngắc, cổ hợp theo Lý Đinh Sơn nhiều năm thì biết Lý Đinh Sơn đang có chút khó chịu nên vội vàng nói. Bí thư Lý,
tôi có phải có điểm nào làm không đúng? Ngài trực tiếp phê bình tôi, ngài cũng biết đầu óc tôi ngu muội, có đôi khi không nghĩ ra, cũng không thể đoán ra. Lý Đình Sơn thở dài một tiếng nhìn Hạ Tưởng, y thầm nghĩ rằng sao cổ hợp không thể giống Hạ Tưởng, lúc nào cũng có thể nắm chắc chừng mực thì tốt. Chẳng qua y cũng biết đây là làm khó người khác, không phải mọi người đều có thể từ hiện tượng mà thấy bản chất vấn đề. Bình thường ăn uống, chơi đùa với người khác cũng không sao. Nhưng cậu phải nhớ không được lấy danh nghĩa của tôi làm việc vi phạm pháp luật, càng không thể nhận quà người khác, mở miệng nói giúp người khác với tôi. Nếu là Hạ Tưởng, Lý Đình Sơn thậm chí không cần chỉ ra, chỉ cần ám chỉ một chút là được. Nhưng đối với cổ hợp thì phải nói rõ ràng y mới hiểu, mới ghi nhớ trong lòng. Tôi biết, bí thư Lý, tôi sẽ không làm ngài mất mặt. Cổ hợp lập tức đáp ứng, quay đầu lại nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cười cười vỗ vai y, có những lời không thể nói quá rõ. Hắn tin cổ hợp biết ba người bọn họ là quan hệ đồng tâm hiệp lực, bất cứ một ai lộ ra sơ hở thì sẽ tạo thành chìm thuyền. Đoạn đường 20 km đi rất nhanh đã tới, thôn cổ trại nơi có trụ sở chính quyền xã cổ trại mà mấy hôm trước Hạ Tưởng đã bảo cổ hợp đến. Nơi này thực ra là một thôn lớn, hai bên sườn đều là các nhà của nông dân thấp nhỏ, hơi tốt một chút là nhà ngói đỏ, thậm chí còn có cả nhà vách đất. Lọt vào tầm mắt bọn họ là một nơi nghèo khó và lạc hậu, trên đường có đám người túm tụm lại không biết nói gì. Một cô bé gầy gò mở to đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào đám người Hạ Tưởng. Trong mắt ngoài sự sợ hãi thì không còn gì khác, còn có một con chó đen gầy gò da bọc xương đang ve vẩy đuôi tìm đồ ăn trong bãi rác, thi thoảng còn ngẩng đầu nhìn vài lần đầy mệt mỏi. Lại nhìn phía xa xa là những núi nhỏ không cao, giữa núi là thảo nguyên xanh như ngọc. Bây giờ đang là thời điểm cỏ cây tươi tốt, gió thổi qua làm thảo nguyên bập bềnh như sóng, là một biển xanh, bảo tàng của thiên nhiên, chỉ là không có đường nên bảo tàng này chỉ có thể giấu trong lòng núi không ai nhận ra. Lý Đình Sơn thấy cảnh trước mặt thì càng thêm quyết tâm nên làm chuyện vì quần chúng nhân dân, trong lòng nặng trịch như bị một tảng đá đè nặng. Cho dù tất cả như lời Hạ Tưởng nói, có thể mượn cơn gió khai phá làng du lịch ở Tam Sơn, chỉ cần làm 20 km đường núi là có thể thông đường lên Bắc Kinh. Cảnh trước mặt tuy đẹp, nhưng trước khi đường được thông thì sao có thể thu hút đầu tư để mà khởi công xây dựng? Sao có thể thuyết phục nhà đầu tư về tương lai tốt đẹp? Nếu chờ dự án làng du lịch Tam Sơn được phê duyệt xong rồi tìm nhà đầu tư thì ít nhất cũng chậm nửa năm. Tâm trạng Lý Đình Sơn đột nhiên trở nên cấp bách. Cháu bé, cháu tên gì? Hạ Tưởng chào cô bé, hỏi mấy câu. Không ngờ hắn vừa nói thì cô bé như rất sợ hãi xoay người chạy còn thi thoảng quay đầu nhìn vài lần giống như nhìn một con sói trong truyền thuyết vậy. Cô bé vừa chạy làm mấy người lớn xung quanh đang nói chuyện bị kinh động, mấy người liền vây quanh. Một người đàn ông hơn 30 tuổi răng vàng khè nhếch môi cười nói. Khách qua đường, các người là ở thành phố nào tới? Ở đây cái gì cũng đẹp, cây cỏ cũng tươi tốt. Hạ Tưởng thấy Lý Đình Sơn không có ý mở miệng nói, hắn liền hỏi. Cỏ tươi tốt như vậy thì có thể thấy đất rất màu mỡ, như vậy có thể trồng hoa màu mà. Ha ha, ha ha, mấy người cười cười, người đàn ông răng vàng nói. Vừa nhìn là biết anh sống trong thành phố, có thể nói ra là trồng cỏ, trồng hoa màu chắc là xem từ sách phải không? Người đàn ông răng vàng còn có chút khinh thường mà nói. Cỏ sống lâu, sống dai, sức sống rất mãnh liệt, không cần chăm sóc mà tự nó lớn lên. Trời mùa đông rất lạnh, các cây khác đều chết nhưng cỏ lại sống, khi mùa xuân tới lại tươi tốt. Cô bé kia không biết sao lại chạy về trốn sau lưng người lớn rồi dùng giọng trẻ con mà nói. Đốt cũng không chết, gió xuân tới lại sống. Người đàn ông răng vàng mắng cô. Người lớn nói chuyện trẻ con đừng làm loạn. Tiểu nha, đi ra làm đi. Mấy vị khách đến chỗ chúng tôi là có việc gì? Một nông dân già một bên hút thuốc lá một bên dùng mắt nhìn ba người. Chương 65, tương lai không sáng tỏ mấy. Hạ Tưởng đưa một điếu thuốc tới rồi nói. Chúng tôi chỉ đến xem cảnh thảo nguyên một chút. Chẳng qua tôi cũng khá buồn bực đó là cỏ tốt như vậy vì sao không thể trồng hoa màu. Lão nông dân này nhìn có vẻ hơn 50 tuổi, răng đã mất vài chiếc, lúc cười lên thì giống như một đứa bé, trông khá buồn cười. Chẳng qua khi nói chuyện mặt người này lại ra vẻ nghiêm túc. Thuốc ngon đó, thuốc ngon cho một điếu đi, bình thường cũng không tìm ra thuốc tốt như vậy. Cậu thanh niên, thảo nguyên này cũng không có gì đẹp, chỉ có cỏ và muỗi là nhiều. Trước kia còn nuôi ngựa.
bây giờ không nuôi ngựa nên thành đồng cỏ này. Chẳng qua nếu như vượt qua ngọn núi kia, ở đó có một thung lũng. Trong thung lũng cỏ mọc rất đẹp, trong cỏ có hoa, rất nhiều cỏ mọc dài trông đẹp lắm. Ông lão rút một điếu thuốc rồi thoải mái mở máy ra nói một tràng. Hạ Tường vội vàng cắt ngang lời lão vì sợ lão nói càng lúc càng xa. Ông lão, vì sao cỏ mọc tốt như vậy mà không thể trồng hoa màu? Hoa màu có thể trồng chẳng qua trồng không tốt mấy. Hơn nữa ở đây cũng không có hoa màu nào tốt. Mấy thứ như bông, gạo, ngô đều không trồng. Chủ yếu là ban ngày quá nóng, tối quá lạnh nên không hoa màu bình thường không thể sống. Cho dù có thể sống cũng không dễ trồng, cho nên ở đây liền chỉ như vậy. Lão nông dân như nói chuyện của người khác vậy, vẻ mặt si mê phun một hơi thuốc rồi đưa tay ra nói. Cho thêm điếu nữa được không? Hạ Tưởng nhét bao thuốc còn nửa bao vào tay lão mà nói. Ở đây trồng loại cây gì? Lão nông dân không nhịn được vui vẻ nói. Cho tôi hết. Thấy Hạ Tưởng gật đầu liền cầm lấy bao thuốc vào tay, giữ thật chặt, vui vẻ nói. Bao thuốc này chắc phải mấy tệ phải không? Tốt rồi, về rồi tôi phải cất cho kỹ, không được để kẻ khác thấy sẽ tranh với tôi. Đúng, cậu thanh niên hỏi tôi ở đây trồng cây gì phải không? Trồng khoai tây, củ cải, dù sao đều là thứ không đáng giá, vừa lúc có thể ăn quanh năm nên không chết đói. Lão nông dân có chút xấu hổ nói. Cái này, cậu thanh niên, tôi đi cất thuốc đây, không thể nói chuyện với cậu. Nói xong liền cầm chặt bao thuốc chạy đi. Hạ Tưởng không nhịn được cười. Người đàn ông răng vàng đến gần, ánh mắt thèm thuồng nói. Còn thuốc không, tôi cũng thèm, một điếu thuốc tốt là được. Cổ Hợp đưa một bao thuốc tới, Hạ Tưởng không đưa cả bao cho đối phương mà rút hai điếu nói. Sao không trồng cải trắng? Cải trắng. Người đàn ông răng vàng giữ hai điếu thuốc trong tay, châm một điếu đeo lên tai. Trồng cái đó làm gì? Có khoai tây ăn là được rồi. Cải trắng ăn không ngon. Chủ yếu là do nơi này quá lạnh, cải trắng trồng vào mùa thu, thu hoạch vào mùa thu thì ăn mới ngon. Ở nơi khác khi tuyết rơi thì cải trắng vừa lúc có thể thu hoạch, sau đó thu hoạch là giữ được qua mùa đông. Nơi này không được, cải trắng chưa thể thu hoạch đã chết vì lạnh. Sao không trồng từ sớm để trước khi đến mùa đông thì thu hoạch được? Cổ Hợp không biết Hạ Tưởng hỏi cái này làm gì, nhưng y lớn nên ở nông thôn nên biết cải trắng. Không được. Người đàn ông răng vàng biết thuốc là Cổ Hợp đưa nên cười cười lấy lòng đối phương. Nếu làm như vậy thì nó cũng có thể lớn, cũng có thể thu hoạch chẳng qua khó ăn. Cải trắng là đồ ăn, không thể ăn thì ai trồng làm gì, cũng không phải lương thực mà. Nếu cần đồ ăn thì còn không bằng trồng khoai tây. Khoai tây huyện bá nổi tiếng xa gần, Hạ Tưởng cũng nghe ra. Trong tương lai, hắn cũng từng có ý định đem khoai tây chất lượng cao của huyện bá bán cho cửa hàng ăn nhanh Kentucky. Bởi vì huyện bá sản xuất nông nghiệp sạch, không ô nhiễm. Chẳng qua sau đó không ngờ khoai tây của Kentucky gần như toàn bộ nhập khẩu từ Mỹ, yêu cầu rất cao. Khoai tây đều là loại chuyên dùng, củ hình dài, bề ngoài sáng bóng, ít mầm, sau khi rán rất giòn, dễ thành hình, hơn nữa hàm lượng protein cũng đạt đến tỷ lệ nhất định. Mà khoai tây trong nước phần lớn đều là do cá nhân trồng, hình tròn, nhiều mầm mà lại thâm, hàm lượng tinh bột lại không đạt yêu cầu. Sau đó hắn mơ hồ còn nghe nói Kentucky chọn khoai tây của nước Mỹ đều là khoai tây chuyển đổi gen, bảo sao có hương vị độc đáo. Nghĩ đến việc tranh luận kỹ thuật gen còn ảnh hưởng tới sức khỏe con người, hắn liền vứt bỏ ý tưởng trồng khoai tây chuyển đổi gen ở huyện bá. Cổ Hợp kết hợp cuộc sống của mình ở nông thôn nên buồn bã nói. Bảo sao lại nghèo như vậy? Nơi này đất không tốt, khí hậu không tốt, nông dân có tiền mới là lạ. Chỗ chúng tôi còn có thể trồng bông bán tiền, còn có thể trồng vừng, ngô, đậu nành, vừng. Trồng gì cũng được, ví dụ cần ăn thì rau sống, cà, bầu, cải trắng, cái gì cũng có. Còn có thể trồng táo, đào, hạnh, mọi nhà hàng năm đồ ăn không hết, dựa vào bán bông cũng lãi không ít tiền. Ít nhất tốt hơn ở đây nhiều. Nhà Cổ Hợp ở khu đồng bằng, vốn là một trong các nơi sản xuất lương thực chủ yếu của Trung Quốc, khí hậu ôn hòa, các cây ôn đới đều có thể sống. Huyện bá đúng là không thể so sánh. Lý Ninh Sơn còn không rõ sao Hạ Tưởng lại hỏi chi tiết việc này. Trong lòng y bây giờ chỉ có là làm như thế nào phát triển du lịch, không nghĩ đến các việc khác nên không để tâm đến việc Hạ Tưởng vừa hỏi. Hạ Tưởng, chúng ta có phải nên sang thung lũng xem một chút không?
Hạ Tưởng biết nỗi cấp bách trong lòng Lý Đinh Sơn nên gật đầu và vội vàng hỏi người đàn ông răng vàng. Đi sang thung lũng thế nào? Người đàn ông răng vàng nhìn xe ba người rồi có chút khó xử nói. Xe không đi được, đường không dễ đi, nếu đi bộ thì phải nửa ngày. Hơn nữa các anh là người thành phố nên sợ không đi xa như vậy được, phải cưỡi ngựa. Hạ Tưởng thật ra biết cưỡi ngựa, hắn quay đầu lại nhìn Lý Đinh Sơn và Cổ Hợp. Cổ Hợp vỗ ngực nói. Khi tôi tham gia quân ngũ thì học đủ thứ, cưỡi ngựa là việc nhỏ. Lý Đinh Sơn cũng cười nói. Không vấn đề gì, trước đây tôi đã cưỡi ngựa. Người đàn ông răng vàng vui vẻ nói. Cái này thì tốt rồi, tôi đi dắt 4 con ngựa, phải có người cùng đi với các anh chứ, nếu không sợ lạc đường thì không hay. Giá cả thì cũng dễ nói, coi như làm chân chạy tiếp đón các vị khách, có thể đổi tôi bao thuốc không? Chỉ lát sau người đàn ông răng vàng đã dắt 4 con ngựa tới. 2 con đen, 2 con đỏ, 4 con đều có thân hình cao to, móng kiên cố, mắt to, tai thẳng. Cổ Hợp vừa thấy liền khen. Ngựa hay, ngựa này rất rắn chắc, có sức lại chịu đựng tốt, tố chất tổng hợp lại cao. 4 người lên ngựa chạy về phía bắc, người đàn ông răng vàng họ Hoàng, tên Hoàng Hải. Y là người sinh sống ở huyện Bá từ nhỏ, cả đời đi xa nhất chính là thị trấn. Khi Hạ Tưởng giới thiệu 3 người thì để Hoàng Hải gọi bọn họ là Tiểu Hạ, Tiểu Cổ, Lão Lý. Chẳng qua Hoàng Hải cũng có chút ánh mắt, nhìn ra Lý Đinh Sơn là người cầm đầu nên gọi là anh Lý. Thực ra từ xã Cổ Trại đến thung lũng không quá xa, nhiều nhất chỉ là 5, 6 km. Chẳng qua gần như cả đoạn đường đều là đi trong cỏ, căn bản không có đường đi. Cũng may có ngựa cưỡi nên đi không quá chậm, nếu đi bộ thì đúng là rất khó đi. Tiểu Cổ còn hiểu về ngựa sao? Không ngờ cậu lại là chuyên gia. Hoàng Hải nhìn cảnh thảo nguyên quen nên không giống Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn mắt đang sáng lên, dõi mắt nhìn xung quanh, không ngừng chỉ trỏ nên đi chậm phía sau. Y và Cổ Hợp đi trước mở đường nên bắt đầu nói chuyện. Không thành vấn đề, chỉ là trước đây tham gia quân ngũ nên tìm hiểu một chút mà thôi. Ngựa này của các anh là tạp giao phải không? Sức chịu đựng tốt, có lẽ sức chở cũng lớn, xem ra vừa có thể chở đồ, vừa có thể làm việc nhà nông, có phải không? Đúng thế, ánh mắt rất chuẩn. Ngựa của chúng tôi là ngựa tạp giao với ngựa Mông Cổ, sức chịu đựng tốt hơn ngựa Mông Cổ, loại tốt đó, chẳng qua chạy không thể sánh bằng ngựa Mông Cổ, nhưng cũng là ngựa tốt. Mỗi nhà đều nuôi 1-2 con dùng để cưỡi ngựa trên thảo nguyên, vừa làm ngựa kéo. Hoàng Hải và Cổ Hợp nói chuyện rất vui vẻ. Cảnh thảo nguyên rất đẹp, đi dưới ánh mặt trời chói chang mà người cũng không quá nóng. Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn cưỡi ngựa đi song song, giữa đất trời mênh mông thì ngoài tiếng vó ngựa còn đâu chỉ có tiếng gió thổi qua đám cỏ, rất im lặng. Cỏ mọc dài thi thoảng đánh vào chân và bụng ngựa, cũng khá thú vị. Du lịch thảo nguyên ngoài cưỡi ngựa và thưởng thức cảnh đẹp thảo nguyên thì còn có thể san phẳng một mảnh đất trống, xây vài nhà Mông Cổ. Sau đó làm vài hạng mục như thi bắn tên thì có lẽ hấp dẫn không ít khách du lịch đến chơi. Hạ Tưởng, cậu còn có ý nào không? Lý Đinh Sơn đang lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp thảo nguyên, khi sắp đến thung lũng liền đột nhiên hỏi một câu. Chương 66, hay cho một con đường phát tài? Thảo nguyên có thể có nhiều hạng mục vui chơi, nhưng theo kinh tế không ngừng phát triển thì mới từ từ hiện ra. Ví dụ như làm một đàn ngựa lớn ở thảo nguyên, trong thảo nguyên vừa có thể cưỡi ngựa, bắn tên, tổ chức lửa trại, ăn đồ nướng. Lại có thể vào lều Mông Cổ ở, thử nghiệm cuộc sống thảo nguyên. Sau đó lại có thể xây dựng một số nhà nông ở quanh trang trại ngựa, cung cấp các đồ ăn nông thôn, đón tiếp du khách từ các nơi, dần dần phát triển thành khu nghỉ dưỡng với đầy đủ trò chơi, đồ ăn ngon, để khách du lịch thả lỏng tâm trạng. Chẳng qua với giai đoạn hiện nay thì tốt nhất đó chính là lấy cảnh đẹp thảo nguyên mà tuyên truyền tổ chức du lịch sinh thái về thiên nhiên là tốt nhất. Các hạng mục sau đó sẽ theo số khách du lịch tăng lên từ từ phát triển. Nếu như một bước hợp lại thì sẽ tạo thành hậu quả không tốt. Tâm trạng Lý Đinh Sơn lúc này khá gấp, muốn tạo thành tích ở huyện Bá, không có 2-3 năm là không thấy hiệu quả rõ ràng. Trong lòng Hạ Tưởng không khỏi thầm than thở, ưu điểm và khuyết điểm của Lý Đinh Sơn cùng xuất hiện, gặp chuyện dễ xúc động, làm việc lại quá gấp. Ví dụ như lúc trước khi vụ làm ăn đầu tiên của công ty thất bại, vốn cũng có nhiều hạng mục nhỏ khá được, tuy lợi nhuận không cao nhưng với quan hệ của y thì có thể chắc chắn không lỗ, chỉ có lãi. Chẳng những có thể duy trì hoạt động bình thường của công ty, một ngày cũng kiếm được vài trăm ngàn.
Chẳng qua Lý Đình Sơn cảm thấy uất ức khi vụ làm ăn đầu tiên thất bại nên muốn xoay chuyển tình hình, còn muốn làm việc kinh người nên tìm mọi cách muốn làm hạng mục màn hình tinh thể lòng. Nếu là theo lịch sử bình thường thì ông ta sẽ hoàn toàn sụp đổ vì hạng mục này, không thể gượng dậy. Bí thư, thảo nguyên quá rộng, chưa chắc đã nhìn thấy tất cả cảnh đẹp vào tầm mắt. Nếu muốn một ngày tìm hiểu hết cảnh đẹp thảo nguyên là không thể. Chúng ta bây giờ chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng du khách tới đây không phải ai cũng dám cưỡi ngựa. Hầu hết du khách đến thảo nguyên chơi là do thấy mới lạ, thích náo nhiệt. Nên tôi thấy ngay từ đầu nên xây dựng một làng du lịch. Khi tiếng tăm lan xa, du khách nhiều hơn thì các nhà kinh doanh khác sẽ thấy lợi, không cần chúng ta chủ động tìm đầu tư, nhà kinh doanh cũng sẽ chủ động tới cửa. Ý của Hạ Tưởng rất đơn giản, ngay từ đầu dồn khoản tài chính có hạn vào một chỗ, trước hết tạo khuôn mẫu. Chỉ cần thấy hiệu quả và lợi ích thì về sau việc phát triển các làng du lịch mới sẽ dễ dàng hơn, dễ hơn việc thu hút đầu tư từ thời kỳ đầu. Lý Đình Sơn gật đầu không nói gì nhưng trong lòng đang thầm khen. Hạ Tưởng đúng là không đơn giản, nhìn nhận vấn đề xa hơn mình nhiều, hơn nữa luôn có vẻ rất tự tin, không hề nóng nảy, đúng là không biết đầu cậu ta là như thế nào. Đằng trước là một sườn núi, cưỡi ngựa trên sườn núi lập tức thấy mắt sáng rực lên giống như một nơi đầy màu sắc rực rỡ được ngọn núi che phủ. Đập vào mắt chính là biển hoa tươi và cỏ xanh biếc. Vô số các loài hoa không biết tên lung lay trong gió, nằm trong đám cỏ xanh. Cỏ xanh, hoa vàng. Màu sắc rực rỡ làm người ta nhìn không rời mắt. Lý Đình Sơn vui vẻ nói. Nơi tốt như vậy mà không biến thành thắng cảnh du lịch thì quá đáng tiếc di sản của thiên nhiên. Tiểu Hạ, chúng ta hôm nay coi như đến đúng rồi, chuyến này đi không uổng. Ha ha! Hạ Tưởng cũng bị cảnh đẹp trước mắt làm cho kinh ngạc. Hắn mở to mắt nhìn, một lúc sau mới nói. Đẹp quá, vẻ đẹp không thể hình dung. Đáng tiếc vẻ đẹp như vậy mà vẫn giấu ở sâu trong núi. Đây không những là đáng tiếc với nhân dân huyện Bá, còn là một tổn thất lớn đối với người yêu du lịch Trung Quốc. Hoàng Hải nghe ra gì đó nên lộ vẻ khiếp sợ mà nói. Các vị là quan trên huyện. Không phải, chúng tôi là phóng viên nên muốn viết một bài về phong cảnh Thảo Nguyên. Hạ Tưởng thuận miệng nói dối. Chẳng qua hắn thấy vẻ mặt của Hoàng Hải không đúng nên hỏi. Sao thế, chẳng lẽ quan trong huyện cũng thường xuyên đến xã sao? Không thường xuyên tới, nếu thường xuyên đến thì xong rồi. Nhất định bị bọn họ làm khổ đến chết. Hoàng Hải rất tức giận mà nói, sau đó ra vẻ hốt hoảng nói. Các anh là phóng viên thật sao? Vậy đừng đưa lời tôi nói lên, nếu không tôi sẽ không được sống yên. Sao thế, anh nói nghe xem, công tác sẽ giữ bí mật. Lý Đình Sơn nói. Hoàng Hải còn ra vẻ thần bí nhìn xung quanh một chút. Hạ Tưởng ném cho y một điếu thuốc. Mấy người xuống ngựa đứng trong đám cỏ. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Ở đây chỉ có bốn chúng ta, anh nhìn gì thế? Hạ Tưởng cười cười trêu chọc Hoàng Hải, đánh lên vai y. Hoàng Hải đúng là sợ bị nói như vậy, y cười cười nịnh bợ châm thuốc, cúi đầu cười nói. Tôi chỉ là người dân bình thường, nếu nói bậy mà truyền đến tai người ta thì tôi sao có đường sống chứ? Cẩn thận vẫn hơn, phải không? Nghe y còn cố ra vẻ huyền bí. Hạ Tưởng giơ tay muốn cướp điếu thuốc của y mà nói. Không muốn hút thuốc nữa hả? Nếu còn nói linh tinh nữa thì lát không cho anh thuốc. Hoàng Hải vội vàng thành thật nói. Ha ha, đừng mà, tôi nói ngay. Thực ra cũng không có quan gì hay đến xã tôi cả. Là con của một quan chức thường đến đây, hắn bình thường một tuần đến một lần, vừa đến là muốn chúng tôi làm việc cho hắn. Là ai? Bảo các anh làm gì? Lý Đình Sơn rất khó hiểu hỏi. Hoàng Hải lại tái phát bệnh cũ, ấp a ấp úng không nói. Hạ Tưởng giao tiếp với người này thì phải mắng và dọa nên trừng mắt nhìn y mà nói. Nói thẳng đi, cho anh hai bao thuốc, nếu không nói thì một điếu cũng không có. Hoàng Hải cười ha hả nói. Lưu Hà con của Phó Chủ tịch Lưu, hắn mỗi lần đến đây đều bảo chúng tôi đến Thảo Nguyên bắt thỏ cho hắn ăn, đương nhiên không phải ăn không mà cho thuốc hay gì đó. Đây là việc nhỏ, mọi người lúc rảnh rỗi đều đi bắt thỏ ăn, đều có dư thừa mà. Lưu Hà, chúng tôi đều gọi hắn là giám đốc Lưu, chính là bảo chúng tôi chạy đến khe suối giúp hắn tìm nấm khẩu bắc, rau quyết thái ăn ngon. Mấy thứ đó đều sống ở nơi không dễ tìm, nó lại nhỏ, không dễ tìm nên rất mệt. Nấm khẩu bắc là thứ tốt, đều là đồ ăn đắt tiền ở Bắc Kinh và thành phố Yến,
nhất là giá trị dinh dưỡng của nó đạt đến đỉnh cao của thực phẩm hoang dã, được chuyên gia người nước ngoài đề cử là một trong 10 món ăn tốt cho sức khỏe. Rau quyết thái còn được gọi là rau trường thọ, nó là rau hoang dã, được gọi là vua rau trong núi, dinh dưỡng rất phong phú. Lại là Lưu Hà, Hạ Tưởng hơi động tâm. Hắn bảo các anh lấy nấm khấu bắc và rau quyết thái thì có trả tiền không? Hạ Tưởng cũng đoán được ý đồ của Lưu Hà. Trả tiền gì chứ? Người ta là con của phó chủ tịch huyện, hơn nữa còn là phó chủ tịch cao nhất huyện. Nghe người ta nói chuyện còn có tác dụng hơn chủ tịch huyện, toàn bộ huyện không ai không dám nghe lời phó chủ tịch Lưu. Tất cả mọi người đều nói dù là bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện cũng không phải quan lớn nhất huyện bá. Quan lớn nhất huyện bá thực ra là Lưu Thế Hiên. Hoàng Hải được hứa cho hai bao thuốc liền nói chuyện không hề e ngại gì. Vẻ mặt Lý Đinh Sơn khá khó coi. Dù là ai làm bí thư huyện ủy nghe người dân nói quan lớn nhất huyện là một phó chủ tịch thì sao có thể thoải mái. Y là bí thư huyện ủy, là quan lớn nhất huyện danh chính ngôn thuận trong toàn huyện. Hạ Tưởng nghĩ không phải là tranh đoạt ai tiếng lớn hơn ai, mà là con đường phát triển kinh tế kia. Nấm khẩu bắc và rau quyết thái ở chỗ các anh có sản lượng nhiều không? Nhiều lắm, khắp núi đều có. Hoàng Hải chỉ về phía đông, phía xa xa ngoài cỏ và hoa ra thì đúng là không thấy chỗ nào khác. Cứ đi về phía đông hơn 10 km là đến một khe suối, nấm khẩu bắc và rau quyết thái ở trong rất nhiều, lấy không hết. Chẳng qua do đường quá xa lại không dễ lấy nên không ai muốn điều này. Thứ này mặc dù ăn cũng được nhưng chỉ là một món ăn, lại không thể ăn trừ cơm nên không ai coi vào đâu, không biết Lưu Hà kia cần làm gì. Có người hỏi hắn có phải bán lấy tiền, hắn còn nói là không phải, nói là hắn thích ăn món này. Hắn một tuần có thể lấy 200, 300 cân, đừng nói một mình hắn, cả nhà hắn ăn no chết cũng không hết. Hoàng Hải nói một tràng, tất nhiên không ít lần bị Lưu Hà sai đi làm việc này. Giọng điệu nói chuyện của Hoàng Hải lộ rõ vẻ khinh thường và khó chịu. Mấy trăm cân nấm khẩu bắc và rau quyết thái là món ăn thuần thiên nhiên. Cho dù bán ở thành phố chương trình một cân cũng được từ 10 đến 15 tệ, bán ở Bắc Kinh cũng được trên 20 tệ. Lưu Hà không tốn tiền mua thì ít nhất cũng thu được mấy ngàn. Mỗi tuần mấy ngàn, một tháng được hơn 10 ngàn. Đúng là một con đường phát tài không tốn tiền. Chương 67, rút dây động rừng. Lợi dụng tin tức không thông, lợi dụng nông dân sợ quyền, ỷ vào bố y là phó chủ tịch huyện, Lưu Hà không ngờ làm vụ không tốn tiền. Chỉ phải bỏ chút thuốc ra là khiến các nông dân nghèo bị áp bức làm lao động miễn phí cho y. Hạ Tưởng nhớ đến cô bé mặt vàng và ánh mắt bất lực ở trong thôn, lại nghĩ tới lão nông dân nhận được bao thuốc thì như lấy được món quà rất lớn thì trong lòng không khỏi có chút tức giận. Lưu Hà là người huyện bá, y ăn thì tốt xấu cũng phải chia cho nông dân ít canh để uống chứ. Vậy mà y ăn một mình, vì giàu mà bất nhân đến độ ngay cả lão nông dân cũng không buông tha. Khiến hắn rất tức giận sự tham lam của Lưu Hà. Sau chuyện lần trước ở trụ sở huyện ủy, Lưu Hà cũng đã chủ động đến tìm Hạ Tưởng, nói là mời hắn ăn cơm nhưng hắn khéo léo từ chối. Lúc ấy hắn đúng là có việc nên không phải cố ý từ chối. Sau đó Lưu Hà cũng không xuất hiện, có lẽ cũng không coi một thư ký nhỏ bé như hắn vào đâu. Cho rằng mình ra mặt mời hắn một lần, dù hắn có đi hay không coi như cũng đã cho đủ mặt mũi. Về phần Trương Tín Dĩnh, Hạ Tưởng không nghe thấy tin của cô ta, cũng không buồn đến hỏi Đỗ Song Lâm. Theo hắn thấy Trương Tín Dĩnh ngây thơ như đứa bé không hiểu chuyện, được nuông chiều như cô công chúa vậy, cũng không nghĩ xem nếu bác của cô ta là Trương Thục Anh nếu có đủ sức ảnh hưởng ở huyện bá thì vì sao không đưa cô ta ra khỏi ban tuyên giáo, thậm chí trực tiếp điều đến thành phố chương trình chứ. Nếu ngay cả từ ban tuyên giáo huyện ủy cũng không thể điều đến phòng ban khác, nguyên nhân trong đó đúng là phải suy nghĩ. Chẳng qua đúng là phải cảm ơn ánh mắt của Lưu Hà. Bởi vì nguyên nhân là y nên Hạ Tưởng lập tức nghĩ đến một hạng mục rất tốt có thể trong thời gian này mang đến chỗ tốt cho dân chúng. Hắn ra vẻ không để ý mà nói. Nấm khẩu bắc và rau quyết thái đối với người thành phố chúng tôi thì rất hiếm thấy. Nếu muốn ăn thì tôi trả anh 10 tệ, anh có thể lấy bao nhiêu cho tôi? Thực sự cho tôi 10 tệ. Mắt Hoàng Hải sáng lên như con sói thấy con thỏ. Không được lừa người. 10 tệ là con số lớn, trước lấy ra xem đã. Hạ Tưởng không đành lòng trêu y, ngay cả 10 tệ cũng coi là tiền lớn thì bảo sao sẽ vì một bao thuốc mà mang 4 con ngựa đi cùng bọn họ đến núi. Hắn lấy ra 10 tệ nhét vào tay Hoàng Hải. Đưa tiền trước cho anh. Hoàng Hải nhìn 10 tệ trong tay,
sờ sờ một lúc rồi vội vàng cất đi rồi sợ Hạ Tưởng đổi ý. Cậu muốn bao nhiêu thì tôi đưa cho cậu từng đó. Khi về xã cổ trại thì vẫn còn sớm, Lý Đinh Sơn định đi dạo quanh thôn chờ Hoàng Hải về. Hoàng Hải một mình cưỡi ngựa đi lấy rau dại, Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều, Lý Đinh Sơn còn nghĩ hắn chỉ là đột nhiên thích ăn đồ hoang dã, cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng Lý Đinh Sơn chỉ đang tức giận Lưu Thế Hiên không ngờ dung túng Lưu Hà làm hại thôn quê, khiến nông dân làm lao động miễn phí cho y. Chẳng qua chuyện này có chỗ lớn có nhỏ, Lưu Hà nếu cứ nói y có quan hệ tốt với nông dân, đây là quan hệ riêng tư. Các nông dân tự nguyện lấy rau giúp hắn, đến lúc đó hắn lại mua vài nông dân khai như vậy, Lý Đinh Sơn cũng không làm gì được hắn. Đây là ưu thế lớn nhất của cán bộ bản địa, có thể lợi dụng tốt quan hệ của bọn họ với nông dân địa phương. Lý Đinh Sơn thật không ngờ Hạ Tưởng đã nghĩ được cách chỉnh Lưu Hà. Đối với tình hình cả huyện bá, Lý Đinh Sơn sau khi bàn với Hạ Tưởng vài lần thì coi như y đã hiểu rõ. Trước không nhắc đến Lưu Thế Hiên đại biểu phái bản địa với thế lực mạnh đang trốn ở chỗ nào đó chuẩn bị ra tay. Chính là Thạch Bảo Lũy có thái độ không rõ cũng làm y đau đầu, lại càng không nhắc đến phái trung gian chỉ muốn tự bảo vệ mình. Cho dù là cố gắng đạt được phái từ bên ngoài thì cũng bó tay với tình hình huyện bá, không đưa ra được biện pháp tốt thay đổi bộ mặt và nghèo khó của huyện bá. Có thể nói huyện bá là chia thành nhiều bè phái, vẻ hài hòa ở ngoài mặt không che giấu được sự thật chia rẽ nhiều phái. Hơn nữa làm cho người ta lo lắng nếu là đẩy mạnh kế sách phát triển du lịch thì không biết sẽ gặp cản trở như thế nào. Chỉ có điều khi y đi vòng quanh thôn vài vòng thì phát hiện hai bên đường mới có nhà gạch, trong thôn lại là nhà gỗ, nhà đất. Lý Đinh Sơn chắp tay sau lưng nhíu mày, trong lòng luôn có một âm thanh đang quanh quẩn, làm quan một khóa, tạo phúc một phương. Chỉ cần có thể thay đổi tình hình lạc hậu và nghèo khó thì dù cho dùng một vài thủ đoạn cũng không tiếc. Hạ Tưởng không biết tính cách làm việc cấp bách của Lý Đinh Sơn khiến y có quyết tâm bất chấp tất cả. Nếu sau này hắn biết nhất định sẽ khuyên Lý Đinh Sơn đổi ý. Trong quan trường hay thương trường thì quyết không thể tử chiến khi chưa hoàn toàn nắm chắc. Nhất là đối với người muốn một phen làm sự nghiệp mà nói thì có đôi khi phải lựa chọn sự thỏa hiệp bề ngoài, dùng kế sách phu hồi. Nhìn như nhường bước nhưng đó là lấy lùi làm tiến, mà không phải cứng đối cứng để hai bên cùng thất bại. Ba người Hạ Tưởng đợi gần tiếng cũng không thấy Hoàng Hải về. Thấy gần đến chưa nên đi đến một nhà hàng duy nhất của xã ăn cơm. Nhà hàng tuy đơn giản nhưng lại sạch sẽ, ba người gọi một nồi thịt thỏ cách thủy, một đĩa rau núi, một đĩa đậu. Bởi vì chiều còn đi làm, ba người cũng không uống rượu. Đồ ăn không quá ngon chẳng qua cách nấu thỏ cách thủy bằng củi khác so với cách nấu bằng bếp ga, càng thơm, càng ngon. Đậu và rau núi cũng có mùi vị khá lạ, khiến mấy người Hạ Tưởng vừa ăn vừa khen ngon. Cổ Hợp ăn hơn nửa con thỏ, sau lại nói mới vừa đủ ăn no. Lý Đinh Sơn cũng ăn nhiều, cũng thấy ngon miệng. Trong nồi cách thủy có mấy miếng nấm khâu bắc, Lý Đinh Sơn ăn vài miếng rồi khen. Mùi rất được, ăn ngon hơn ở thành phố Yến nhiều. Thứ này không rẻ, hóa ra là do không dễ lấy. Hạ Tưởng không nói ý tưởng sau đó của mình với Lý Đinh Sơn là vì không muốn cho y phân tâm. Để Lý Đinh Sơn yên tâm làm tốt chuyện làng du lịch đi. Ngoài ra chuyện phải làm từng bước, đi từng bước một, tham nhiều lại thành hỏng chuyện. Hắn thấy mặt Lý Đinh Sơn có vẻ không vui, nghĩ đến y suy nghĩ đến chuyện của Lưu Hà nên nói. Thực ra người như Lưu Hà thì ở đâu cũng có, chẳng qua thể hiện ở huyện bá càng quá hơn một chút. Bởi vì nông dân ở đây chất phác, y vừa đấm vừa xoa, lừa nông dân làm lao động miễn phí cho hắn mà thôi. Việc này cũng không nên so đo với hắn, chỉ cần sau khi làng du lịch thành công, ánh mắt và kiến thức của nông dân nâng lên, biết cách làm việc kiếm tiền, hắn còn muốn tùy tiện lừa dân cũng không được. Bí thư, gần đây thành phố Yến có tin gì không? Sau khi có số máy mới, Hạ Tưởng đã gọi điện cho Phùng Húc Quang một lần, biết siêu thị coi như đã xong. Bây giờ đang khẩn trương trang trí bên trong, khoảng một tháng nữa là chính thức khai trương. Ngoài việc này thì tất cả đều bình thường. Hạ Tưởng có chút buồn bực, Cao Kiến Viễn khi nào mới phát hiện ra giá trị của siêu thị Dai Gia và xen vào một chân. Chẳng lẽ là sau khi siêu thị khai trương nửa năm và trở nên hút khách, nếu đợi đến khi đó hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Cao Kiến Viễn thì sẽ làm kế hoạch của hắn thất bại. Theo hắn nghĩ nếu trong vòng 3 tháng Cao Kiến Viễn có thể xuất hiện, có thể khiến hắn thuận lợi tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch. Nếu không xuất hiện trong thời gian dự định thì tất cả bố trí trước đó sẽ phí công. Chẳng những không thể giúp Tào Vĩnh Quốc,
chỉ sợ Cao Hải còn có thể vì Trần Phong và Cao Thành Tùng có mâu thuẫn mà liên lụy, tương lai vô vọng. Tính cách của Cao Hải như thế nào thì Hạ Tưởng còn chưa dám dễ dàng kết luận. Chẳng qua sau hai lần Cao Hải giúp mình có thể thấy đây là người cũng biết xử sự. Hơn nữa nếu Cao Hải có quan hệ tốt với Lý Đinh Sơn, tự nhiên có chỗ đáng giúp. Về phần Trần Phong, Hạ Tưởng thực tế là do có cảm tình tốt, cho rằng y đã đưa ra cống hiến không nhỏ vì sự phát triển của thành phố Yến, không nên bị Cao Thành Tùng hãm hại mà vào tù. Có thể âm thầm giúp y thì tự nhiên cũng là chuyện tốt. Rút dây động rừng, tính cách của Cao Kiến Viễn không cần phải nói cũng biết cho nên Hạ Tưởng luôn chờ y xuất hiện, trong lòng hắn luôn chú ý động tĩnh ở thành phố Yến. Chương 68, sự kiện thôn đỗ và công ty xây dựng Phương Nam. Bây giờ thì không có việc gì đặc biệt, Cao Hải đang dùng hết sức giúp thị trưởng Trần Phong cải tạo thôn trong thành. Ồ, bây giờ Cao Hải đang được thị trưởng Trần Phong trọng dụng. Thị trưởng Trần bàn với Cao Hải rất nhiều việc, hỏi ý kiến cậu ta. Chẳng qua hình như cải tạo thôn trong thành gặp nhiều vấn đề khó. Đúng, Cao Hải còn hỏi đến cậu, nói nếu cậu về thành phố Yến nhất định phải gặp anh ta. Hạ Tưởng có số điện thoại của Cao Hải, trước khi đến huyện bá cũng gọi cho y, nói cảm ơn y giúp mình, cũng đem việc thiết kế bản vẽ nói cho Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn có thái độ vui vẻ, trong lòng cũng không có ý gì. Lý Đinh Sơn cũng biết vì sao Cao Hải lại coi trọng Hạ Tưởng, đây là vì câu nói sau khi uống rượu của Hạ Tưởng hôm đó. Cải tạo thôn trong thành gặp khó khăn, chẳng lẽ là sự kiện thôn đỗ rất nhanh sẽ bộc phát? Sự kiện thôn đỗ là một sự kiện mà Trần Phong cải tạo thôn trong thành dùng biện pháp cứng rắn để làm. Nói là nổi tiếng vì việc này đã gây chấn động một thời gian, qua đó cũng tạo lên uy danh của thị trưởng Trần Phong mạnh mẽ. Sau khi sự kiện thôn đỗ xảy ra thì xu thế cải tạo thôn trong thành diễn ra như trẻ tre, không còn ai dám chống cự việc giải phóng mặt bằng. Lúc ấy trong thôn đỗ có hơn 20 thanh niên trai tráng cầm dao làm bếp, xẻng, xà beng không chấp nhận cho máy ủi đi qua. Trần Phong dẫn hơn 100 cảnh sát đến, trên người mặc y phục giả vờ làm quần chúng vây xem. Y thân phận thị trưởng một mình đi đến trước tường người, không hề sợ hãi và lùi bước trước vũ khí như dao, xẻng, rất bình tĩnh đàm phán với người cầm đầu quần chúng. Kết quả đối phương chính là dù chết cũng không nhường bước, đòi bồi thường gấp 3 giá quy định nếu không dù chết cũng không nhường. Trần Phong nói chuyện với đối phương 2 tiếng liên tiếp, đối phương không hề nhân nhượng. Trần Phong cuối cùng vỗ vai đối phương và nói. Cậu thanh niên, tôi đã hết lòng hết nghĩa với cậu, sau đây cũng đừng trách tôi không khách khí. Trong quá trình đàm phán thì hơn 100 cảnh sát đã vây quanh bọn họ. Trần Phong vừa xoay người đi thì hơn 20 thanh niên này đã bị khống chế và bắt đi hết. Chuyện đến đây cũng không kết thúc, lúc muốn phá một căn nhà thì trong đó còn có một ông lão hơn 70 tuổi. Lớn tiếng nói ai đẩy đổ nhà của lão, kẻ đó là hung thủ giết lão. Lão dù chết cũng phải chết trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài nửa bước. Trần Phong vào trong nhà, đầu tiên nói mấy việc nhà khiến ông lão bớt cảnh giác, sau đó nói với lão. Tôi là thị trưởng, ông lão, ông nói xem nếu nhà này mà không bị phá thì làm như thế nào mới giữ được tốt. Ông lão tin là thật, nghĩ Trần Phong là thị trưởng thì nói lời giữ lời, thật sự thay đổi suy nghĩ giữ lại nhà của lão. Lão có nhiều lời để nói nên liền cùng Trần Phong đi ra sân chỉ trỏ nhà cửa và nói cái nhìn của mình. Trần Phong một bên làm như thật ghi vào sổ, y cùng ông lão đi càng lúc càng xa, chờ khi rời khỏi nhà mấy trăm mét liền vung tay lên nói. Phá! Ông lão vừa tức vừa vội, mắng to Trần Phong là thị trưởng mà nói như dám. Trần Phong không hề cãi lại, còn giơ tay để ông lão đánh. Ông lão, thành phố phát triển thì cần một bộ phận người hy sinh. Cũng phải có người chấp nhận làm kẻ ác, bị người chỉ vào sau lưng chửi cả tổ tiên. Nếu trong phạm vi năng lực của tôi mà có thể làm chút chuyện vì sự phát triển của thành phố Yến, cho dù bị người ta mắng cũng đáng. Cho dù làm kẻ có tội trong mắt mọi người thì tôi cũng chấp nhận. Chuyện này truyền rất xa trong thành phố Yến. Chẳng những không ai chỉ trích Trần Phong quá ngang ngược, hơn nữa còn thấy y thật đáng yêu, không có vẻ quan liêu, đây là một người kéo lại quan hệ với quần chúng. Gần như khi mọi người nhắc đến Trần Phong đều không nhịn được giơ tay lên nói. Thị trưởng Trần của chúng tôi đúng là tốt, là một người đàn ông. Chẳng qua Hạ Tưởng cũng biết sự kiện thôn đỗ là tai họa ngầm, sau đó bị đối thủ nói y là thị trưởng dã man, thị trưởng bạo lực, thị trưởng lừa đảo. Tóm lại luôn phê phán y. Thực ra quần chúng thành phố Yến đều hiểu vấn đề thôn trong thành là khó xử, ngăn cản sự phát triển của thành phố. Hầu hết thôn trong thành bị vây quanh nhà cao tầng.
nhà đã cũ, thậm chí nơi thoát nước không có, mùi hôi thối ngập trời, nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố Yến. Hơn nữa còn tạo thành nhiều đường chết, thậm chí có vài thôn trong thành tự lập rào chắn vào trong thôn, thành lập vương quốc thôn trong thành. Thôn trong thành có nhiều tệ nạn, phải cải tạo, nếu không làm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Hạ Tưởng còn nhớ rõ ngay sau khi Trần Phong bị bỏ tù, còn một thôn trong thành chưa được cải tạo. Thị trưởng tiếp theo thấy thôn trong thành như một mối họa lớn nên không dám chạm. Kết quả mấy năm sau trong thôn phát triển một đám xã hội đen hơn 100 người thành lập bang đầu búa, làm rất nhiều chuyện sằng bậy, nhiều năm sau mới bị bắt. Sau đó mười mấy người của bang này bị xử tử hình. Theo tên đại ca khai thì trong bang đầu búa có không ít người năm đó dùng dao làm bếp ngăn cản Trần Phong. Tuy rằng không cùng thôn nhưng bọn họ đều tìm tới xin vào bang đầu búa. Hơn nữa vì mong được khoan hồng nên khi đó y còn khai một chuyện cũ. Chính là lúc đó hơn 20 thanh niên sở dĩ dám công khai chống đối thị trưởng Trần đó là có người sai khiến phía sau. Người chủ mưu là công ty xây dựng Phương Nam. Công ty xây dựng Phương Nam là công ty xây dựng do vợ của bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng Cảnh Hiểu Ảnh làm ra. Nhắc đến công ty xây dựng Phương Nam, tất cả các công ty xây dựng của thành phố Yến, thậm chí tỉnh Yến, dù lớn hay nhỏ đều nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Công ty xây dựng Phương Nam mới đầu chỉ là một công ty xây dựng nhỏ không tên tuổi. Bởi vì không có thực lực nên lăn lộn mãi ở phía Nam không được. Sau này không biết dựa vào quan hệ của ai mà biết Cảnh Hiểu Ảnh. Kết quả Cảnh Hiểu Ảnh liền lợi dụng quyền lực trong tay mà gần như đem tất cả công trình do chính quyền thành phố Yến đầu tư giao cho công ty xây dựng Phương Nam thi công. Sau đó công ty xây dựng Phương Nam phát triển đến toàn tỉnh, cuối cùng làm cho hơn 100 công ty xây dựng lớn nhỏ của tỉnh Yến hoặc bị phá sản hoặc bị thua mua. Ngay cả công ty xây dựng số 3 là công ty mà mới đầu Hạ Tưởng bố trí đến làm việc cũng bị công ty xây dựng Phương Nam làm phá sản. Hơn nữa bởi vì bàn tay của công ty xây dựng Phương Nam thò ra quá dài, nhúng vào quá nhiều việc làm cho Tào Vĩnh Quốc phải rời đi, Trần Phong bị bỏ tù đều là do chống đối với công ty xây dựng Phương Nam. Rất nhiều người không ngờ được vị bí thư tỉnh ủy có tác phong cứng rắn lại vì giữ lợi ích của công ty xây dựng Phương Nam mà thậm chí công khai bảo vệ công ty xây dựng Phương Nam. Theo lịch sử trước đó thì công ty xây dựng Phương Nam là ác mộng của nhiều người tỉnh Yến. Hạ Tưởng day day thái dương và có chút đau đầu. Hắn cho dù biết hành vi quá quát của công ty xây dựng Phương Nam nhưng sau lưng lại là bí thư tỉnh ủy, là một ngọn núi quá lớn, hắn căn bản không có năng lực ngăn cản cơn ác mộng kia xảy ra. Trừ phi Cao Kiến Viễn có thể xuất hiện đúng như kế hoạch của hắn, có lẽ còn có một tia thay đổi cơ hội. Có khó khăn gì? Hạ Tưởng suy nghĩ và không nhịn được mở miệng nói. Chương 69, chuyện đen đủi khi gặp lại Dương Bối. Không rõ lắm, không nói cụ thể. Lý Đình Sơn có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng và thầm nghĩ chuyện của thành phố Yến xa tận chân trời, cậu suy nghĩ làm gì? Lý Đình Sơn mặc dù hơn Hạ Tưởng gần 20 tuổi nhưng thật không biết Hạ Tưởng biết hướng đi của lịch sử. Y càng không biết Hạ Tưởng có thể từ một việc nhìn như rất bình thường mà nhìn ra ảnh hưởng rất sâu rộng. Hạ Tưởng lo lắng chính là bởi vì hắn xuất hiện khiến cho việc cải tạo phố Bắc Đại hoàn thành sớm. Nếu là thực sự bởi vì một cái vỗ cánh nhỏ nhoi của hắn mà khiến sự kiện thôn đỗ vốn xảy ra nửa năm sau lại xảy ra sớm, như vậy có phải cho rằng Nam Phương Nhất Kiến cũng sẽ tiến vào thành phố Yến sớm hơn thời gian dự định không, và đã bắt đầu nhúng tay trên quy mô lớn vào thị trường xây dựng thành phố Yến? Nếu là như vậy thì rất nhiều chuyện phải làm từ trước. Bí thư, ngài nếu tiện thì gọi cho trưởng ban thư ký Cao, hỏi trưởng ban thư ký có gì khó khăn. Nếu như cũng là mấy việc như cải tạo phố Bắc Đại thì tôi có lẽ có ý tưởng gì đấy. Hạ Tưởng cố nói một cách đầy ẩn ý, chuyện lần trước thì Lý Đinh Sơn cũng biết rõ mà. Cũng đúng, bảo sao Cao Hải lại chủ động nhắc đến chuyện công tác của anh ta, hóa ra trong đó có ý đồ. Tôi sẽ hỏi anh ta một chút, Tiểu Hạ, cậu học ngành xây dựng nên cũng là chuyên gia bên quy hoạch. Lý Đinh Sơn không nghĩ nhiều mà rút điện thoại di động ra gọi thì thấy bên kia không có tín hiệu nên đành cười cười bất đắc dĩ. Nếu đã xảy ra sự kiện thôn đỗ, Hạ Tưởng không quá tự tin làm như thế nào thuyết phục Cao Hải phải nghiêm khắc điều tra người chủ mưu phía sau. Có lẽ Trần Phong chỉ coi đây là chuyện ngẫu nhiên xảy ra, mà không phải có kẻ chủ mưu. Chẳng qua Hạ Tưởng đến bây giờ vẫn phục Trần Phong, nếu không phải lúc ấy y dùng hành động quyết đoán ngoài suy nghĩ của mọi người. Nếu y yếu đuối một chút hoặc là xử lý không thỏa đáng thì đã lập tức đã bị người nắm nhược điểm. Dù thật ra thủ đoạn của Nam Phương Nhất Kiến không cao,
nhưng thường thường biện pháp ngu ngốc đối phó với đám cán bộ quốc gia nhát gan lại có tác dụng nhất. Hạ Tưởng rút điện thoại di động ra thì thấy không có tín hiệu, xem ra sóng di động vẫn chưa có ở khu vực miền núi. Hắn đứng lên thầm nghĩ Hoàng Hải kia sao mãi vẫn chưa về. Hắn gật đầu với Lý Đình Sơn rồi vén rèm cửa chuẩn bị đi ra ngoài hít thở không khí. Nhưng khi hắn đang cúi đầu nhét điện thoại di động vào túi thì không lưu ý đến dưới chân và bước ra ngoài cửa nửa bước. Hạ Tưởng không kịp ngừng lại nên lao về trước, chỉ nghe, bịch, một tiếng, hắn và một người đập đầu vào nhau. Tuy rằng không quá mạnh nhưng đầu va vào nhau khá đau. Hắn đau đến độ hít sâu một hơi. Đối phương kêu, ôi, một tiếng, hai tay ôm đầu, mắt đầy nước mắt, mở to mắt như đầy uất ức, như kinh ngạc, như thấy chuyện khó thể tin nhất trên đời, rất kinh ngạc nhìn hắn. Hạ Tưởng xoa xoa đầu còn chưa kịp đứng vững đã thấy mắt như đầy sao, giống như vô số ngọn lửa hiện lên trước mặt, lại giống như ký ức toàn bộ hiện về. Trước mắt hắn hiện ra một cô gái đẹp và trong trắng nhưng lại làm người ta không thể tin. Cô gái mặc áo tím nhạt, bên dưới là quần bò màu xanh da trời. Đầu buộc đuôi ngựa, vừa có vẻ ngây thơ trong sáng của sinh viên, lại có vẻ đẹp thành thục mà học sinh, sinh viên không có. Mặt cô rất sinh động, ánh mắt như trăng lưỡi liềm rất quyến rũ. Nhất là miệng cô như luôn cười trông có vẻ bướng bỉnh, đáng yêu. Dương Bối. Sâu trong lòng Hạ Tưởng khẽ gọi một tiếng. Thật là Dương Bối, không ngờ còn có thể gặp cô ở đây, hơn nữa còn gặp nhau với cách buồn cười như vậy. Hắn thậm chí còn chưa kịp gọi tên cô đã nghe thấy bên cạnh có tiếng gầm giận dữ. Mẹ nó chứ, mày mắt mù à? Dám đụng vào bạn gái tao, không muốn sống hả? Hạ Tưởng dù sao cũng có chút thân thủ, cảm thấy không đúng liền nhảy dựng về sau nên mới miễn cưỡng tránh một đấm của đối phương, nhưng không tránh được cú đá của đối phương. Đùi hắn trúng một cú nên không đứng vững, bịch, một tiếng ngã xuống mặt đất. Đối phương không chịu dừng mà muốn tiến lên đánh tiếp thì cổ hợp từ phòng đã nhảy ra vung chân đá vào sau lưng y, làm cho y ngã xuống mặt đất. Hạ Tưởng mặc dù trúng một đá nhưng không hề cảm thấy đau. Hắn vốn nghĩ huyện bá rất lớn nên dù Dương Bối ở đây thì muốn gặp cô cũng không khác gì tìm kim đáy bể, gần như là không thể. Hắn tuy có số điện thoại của Dương Bối nhưng vẫn cố chịu đựng không gọi. Cũng không biết là trốn tránh hay là không muốn đối mặt quá khứ. Hắn ngồi dưới đất và muốn đứng lên nhưng không đứng. Tâm trạng hắn rất hoảng loạn, có một cảm giác đau lòng của kiếp trước. Đời sau, khi hắn tốt nghiệp thì chưa từng gặp và liên hệ với Dương Bối. Máy nhắn tin của hắn vẫn giữ đến khi nó bị rơi vỡ mới thôi. Đã nhiều năm qua chỉ vì chờ một cuộc nhắn tin quen thuộc nhưng không có. Khi hắn biết sẽ cùng Lý Đình Sơn đến huyện bá nhận chức thì trong lòng có một tia mê man. Không rõ là ông trời cho hắn cơ hội tái sinh lần nữa. Chẳng lẽ còn cho hắn cơ hội gương vỡ lại lành? Nói thật đời sau hắn tuy rằng hắn vẫn không quên mối tình đầu với Dương Bối, nhưng những tổn thương và lưu luyến với cô khi Dương Bối chia tay đã phai nhạt, bay theo gió. Sau khi đến huyện bá công tác, hắn bận đủ các loại việc nên càng không nghĩ đến Dương Bối đang ở đây. Chỉ có điều hắn tuyệt đối không ngờ lại đột nhiên gặp lại ngẫu nhiên như vậy. Dương Bối cũng đã quên nỗi đau, ngẩn ra đứng đó, không thể tin nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng ngồi dưới đất. Trên mặt cô lộ vẻ mê man và chua xót. Hạ Tưởng, sao lại là anh? Thật sự là anh. Hạ Tưởng, là bạn trai của con khi con học đại học sao? Bối Bối, sao lại thế này? Hắn sao lại chạy theo đến đây? Mẹ không phải nói cho con là phải chia tay hắn, kiên quyết chia tay hắn, không được có chút quan hệ nào với hắn nữa sao? Một người phụ nữ béo đột nhiên xuất hiện. À không cao và rất béo, eo rất to, lưng rộng và dày. Mặt toàn thịt nhất là đôi mắt tam giác nhìn người đầy vẻ khinh thường. Một thằng danh nghèo có gì tốt, ở lại thành phố Yến là giỏi sao? Còn không phải là một kẻ bình thường. Ả đi đến trước mặt Hạ Tưởng rồi khinh thường hừ một tiếng. Hạ Tưởng, cậu sao còn chưa từ bỏ ý định, từ xa theo đến tận huyện bá, đúng là có lòng. Chẳng qua cậu đừng nghĩ chạy đến bên con gái tôi. Nói cho cậu biết, con gái tôi phải lấy con quan to. Cậu đẹp trai thì sao chứ? Chẳng qua người đàn ông có đẹp cũng vô dụng, phải có tiền có quyền mới có tác dụng. Tốt nhất mau cút khỏi huyện bá, nếu không. Mắt Ả lóe lên và nhìn thấy người đàn ông mới bị ngã xuống mặt đất. Có lẽ cổ hợp dùng sức quá mạnh nên người ngã trên mặt đất một lúc không đứng dậy được. Ả phụ nữ béo vội vàng la lên. Ai ra tay, ai dám đánh Lưu Hà, ai không muốn sống mà đánh con của phó chủ tịch huyện. Lại nhìn Dương Bối đang kinh ngạc đến ngẩn ra, Ả đột nhiên quát to.
Bối bối, con còn đứng ngây ra đó làm gì? Con không mau đỡ Lưu Hà lên. Có người đánh bạn trai con còn không đánh lại. Dù sao cũng phải biết ra ngoài gọi người giúp chứ. Mau đi gọi người. Ả đỡ Lưu Hà lên rồi chống tay vào eo đi đến trước mặt Hạ Tưởng, mặt đầy tức giận nói. Cậu biết cậu ta là ai không? Cậu biết tôi là ai không? Nói cho thằng danh thối tha cậu biết, đó là con của Phó Chủ tịch huyện Lưu, tôi là trưởng phòng văn hóa. Chuyện hôm nay đừng nghĩ xong rồi. Cậu chờ, lập tức sẽ có người đến xử lý cậu. Chương 70, ai cũng có giới hạn. Lưu Hà đứng lên, một tay đỡ eo, mặt lạnh lùng khó coi nhìn chằm chằm Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, mày và tao đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ Dương Bối trước kia lại là bạn gái mày. Nói như vậy tao và mày sẽ không thể thành bạn tốt hả? Dương Bối nhìn mẹ cô, lại nhìn Hạ Tưởng, đột nhiên khóc. Hạ Tưởng, sao anh lại phải như vậy? Sao lại phải đến huyện bá tìm em? Trong lòng Hạ Tưởng đang quay cuồng, cố nhịn cơn kích động, hắn không thèm để ý Lưu Hà đến mà nói. Em sai rồi Dương Bối. Anh đến huyện bá không phải vì tìm em, anh đến đây công tác. Công tác, nực cười, ở thành phố Yến không sống nổi nên chạy về huyện bá công tác. Huyện bá mặc dù nghèo cũng không thiếu kẻ vô dụng như mày, đến huyện bá công tác. Mày nói xem mày đang làm ở phòng nào, bà tìm trưởng phòng mày bảo y đuổi việc mày. Mẹ Dương Bối hùng hổ nói. Bác gái, bác vừa mới nói bác là trưởng phòng văn hóa, có lẽ bác có thể quản lý được các phòng khác chứ. Hạ Tưởng đột nhiên cười cười lễ phép mà hỏi. Mẹ Dương Bối đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức. Bà đây không quản được, nhưng bố Lưu Hà quản được. Bố cậu ấy là chủ tịch huyện. Hình như là phó chủ tịch huyện chứ. Tôi nghe nói chủ tịch huyện họ Thạch, không phải họ Lưu, phải không Lưu Hà. Hạ Tưởng nhìn Lưu Hà, thấy trên mặt y ra vẻ không sao, trên mặt còn có vẻ tức giận. Hạ Tưởng biết giữa mình và hắn coi như đã không đội trời chung. Huống chi Lưu Hà lại là bạn trai của Dương Bối, khiến hắn không biết là đau buồn hay ghê tởm. Hắn lại nhìn Dương Bối thấy hai mắt cô rưng rưng, luống cuống tay chân đứng bên đầy đáng thương. Bao tình cảm trước đây của hắn đối với cô, sự dịu dàng của cô đối với hắn thì bây giờ đã không thể khiến hắn có một chút đau lòng và thương hại, chỉ có lạnh lùng và coi thường. Phó chủ tịch huyện thì sao chứ? Phó chủ tịch huyện vẫn có thể khiến chủ tịch huyện nhường bước. Ngay cả bí thư huyện ủy cũng không dám làm gì phó chủ tịch huyện Lưu. Mày là người từ bên ngoài đến thì sao biết ai thực sự là chủ huyện bá sao? Nói cho mày, là phó chủ tịch Lưu. Phó chủ tịch Lưu mới là vua, nói 102 của huyện bá. Hôm nay đã là lần thứ hai tôi nghe nói như vậy. Xem ra bí thư huyện ủy tôi chỉ có tiếng mà không có tác dụng gì. Lý Đình Sơn từ trong phòng đi ra, mặt đầy vẻ khó chịu mà nhìn Lưu Hà. Lưu Hà hôm nay đến thị trấn cùng Dương Bối và mẹ cô Ngưu Hồng Muội, đến xã cổ trại bàn chút việc nên thuận tiện mang hai người đến đây ăn đồ tươi ngon, ăn các món cách thủy. Hắn rất quen đường trực tiếp đỗ xe trước cửa nhà hàng. Hắn cũng không thấy xe của mấy người Lý Đinh Sơn đỗ ven đường. Lưu Hà biết các nhà trong thôn đều có chim rừng và thỏ hoang, nhà ai cũng có nấm khấu bắc và rau quyết thái. Hắn bảo Dương Bối và Ngưu Hồng Muội đến nhà hàng chờ mình trước, hắn đi đến mấy hộ nông dân lấy đồ. Từ lần trước sau khi mời Hạ Tưởng ăn mà không được, trong lòng hắn cũng có chút không hài lòng, không coi Hạ Tưởng vào đâu, ngay cả Lý Đinh Sơn cũng không thể thành mối uy hiếp của hắn. Lưu Thế Hiên tuy rằng dặn hắn gần đây phải làm việc cẩn thận một chút, nể mặt Lý Đinh Sơn một chút. Dù sao ngoài mặt Lý Đinh Sơn cũng là bí thư huyện ủy, là lãnh đạo cao nhất của huyện bá. Nhưng Lưu Hà rất quen với giọng điệu ông bố thì sao không nghe ra vẻ khinh thường trong giọng Lưu Thế Hiên. Cũng đúng. Hai ba bí thư huyện ủy liên tiếp đến rồi đi, Lưu Thế Hiên vẫn ngồi vững chắc trên vị trí phó chủ tịch thường trực, không lên làm chủ tịch huyện là do Lưu Thế Hiên là người địa phương, trên nguyên tắc không thể đảm nhiệm chức chủ tịch hoặc bí thư ở địa phương. Nhưng chức phó chủ tịch không ảnh hưởng đến việc Lưu Thế Hiên làm người cầm đầu phái bản địa huyện bá, vẫn sừng sững không ngã. Lưu Thế Hiên là phó chủ tịch huyện nhưng dù là huyện ủy hay ủy ban nhân dân đều có người nghe theo lời y. Càng đừng nói những người tiến vào các xã. Thị trấn, các phòng do y cài vào từ nhiều năm cũng lục tục lên làm trưởng hoặc phó. Có thể nói cả huyện bá đều có rất nhiều quan hệ của y. Đừng nói một bí thư huyện ủy nhỏ bé, dù là bí thư thành ủy tự mình xuống cũng không thể lập tức thay đổi tình hình huyện bá. Cho dù cách chức Lưu Thế Hiên, y cũng tin đám tay chân do mình cẩn thận đào tạo nhiều năm sẽ đứng chung một chỗ với mình.
Lực lượng khổng lồ như vậy thì không cần phải rõ ràng chèn ép Lý Đinh Sơn, chỉ cần ở lúc quan trọng khiến cho Lý Đinh Sơn cảm nhận một chút lực cản không lớn không nhỏ là sẽ khiến y biết khó mà lui. Huyện bá là huyện bá của Lưu Thế Hiên, người khác nếu không gây nguy hiểm đến lợi ích của y, mọi người sống bình yên vô sự. Muốn ở vài năm sau đó thăng quan mà đi, y cũng có thể phối hợp một chút. Muốn làm ra công trình thành tích, chỉ cần có lợi cho y cũng có thể giúp. Nhưng y có giới hạn, không được động tới vấn đề trung tâm của y chính là Lưu Hà. Lưu Thế Hiên chỉ có Lưu Hà là con trai duy nhất. Y làm tất cả đều là vì Lưu Hà, từng có cơ hội đến huyện khác làm chủ tịch nhưng y không động tâm. Đây là vì y không muốn tiếp tục phát triển ở chính trị. Y thầm nghĩ nhân lúc mình còn công tác thì tạo đường tốt cho Lưu Hà, để Lưu Hà kiếm đủ tiền. Lưu Thế Hiên hiểu rõ ưu thế của huyện bá. Huyện bá nghèo thì nghèo nhưng là bảo tàng. Nấm khâu bắc, rau quyết thái có thể bán kiếm nhiều tiền. Chẳng qua y cũng biết bây giờ do thời gian chưa tới, lợi dụng tin tức không thông mà kiếm tiền. Cho nên y không cho Lưu Hà một lần lấy với số lượng quá nhiều sẽ bị người ta nghi ngờ. Vì thế mỗi tuần mỗi thứ chỉ lấy 100 kg, tích gió thành bão. Theo Lưu Thế Hiên thấy chỉ cần mình còn công tác một ngày, như vậy có thể đảm bảo Lưu Hà kinh doanh không vốn một ngày. Ngoài việc kinh doanh này thì Lưu Hà còn mở một nhà hàng và quán hát ở thị trấn, mấy năm qua kiếm ít nhất cũng có mấy triệu. Lưu Thế Hiên tính toán thì chờ khi mình về hưu liền chuyển cả nhà lên thành phố chương trình hưởng phúc. Dù sao tiền cũng đã kiếm đủ, lúc ấy làm ăn gì đó là an hưởng tuổi già. Chỉ là y không ngờ dù sao Lưu Hà vẫn còn trẻ, làm sao nhịn được đến độ trơ mắt nhìn khắp nơi là tiền không lấy. Hắn giấu Lưu Thế Hiên mỗi lần đều lấy 200, 300 cân nấm, rau mới chịu, còn không nghe Lưu Thế Hiên khuyên. Chẳng những không cho nông dân một xu, ngay cả chia mấy hộp thuốc cũng không nhiều. Theo y thấy thì đám nông dân đều ngu, chỉ cần nghe thấy phó chủ tịch huyện bảo bọn họ lấy nấm khẩu bắc, rau quyết thái thì nhất định liều mạng mà làm. Chỉ cần hắn hứa vài câu vu vơ là xong chuyện. Con người ai chẳng theo đuổi lợi ích, dù là kiền quý hay là nông dân không đầu óc trong mắt Lưu Hà. Chẳng qua cách thức theo đuổi và quá trình khác nhau mà thôi. Lưu Hà vô tình đã chôn một mối họa cho mình. Bí thư Lý. Ngay trước mặt mẹ vợ tương lai và bạn gái, Lưu Hà vốn định ra vẻ ngang ngạnh một chút, nhưng bốn chữ bí thư huyện ủy như có ma lực, tự nhiên mang theo uy nghiêm ép người. Y cảm thấy mình dù giỏi cũng chỉ có ông bố che chở mình thôi. Dù sao huyện bá thì Lý Đinh Sơn trên danh nghĩa là bí thư huyện ủy. Nếu thật sự muốn để phó chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy đấu nhau đến chết, cho dù phó chủ tịch huyện có quan hệ đến đâu, bí thư huyện ủy mà phát tác cũng đủ khiến cho Lưu Thế Hiên bước đi khó khăn. Cho nên Lưu Hà vẫn ghi nhớ lời dặn của Lưu Thế Hiên, trước khi hai bên hoàn toàn trở mặt thì phải cung kính với Lý Đinh Sơn. Ngài sao lại ở đây? May mắn quá! Lý Đinh Sơn có một khuyết điểm đó là bao che người của mình. Hạ Tưởng là người y coi trọng nhất, thấy Hạ Tưởng ngồi dưới mặt đất thì trong lòng liền tức giận không áp chế được. May mắn thì anh sẽ lấy cớ đánh thư ký của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai anh đánh Hạ Tưởng. Lưu Hà, anh có phải cảm thấy bí thư huyện ủy tôi đây dễ nói chuyện, không nhớ thù? Chương 71, xung đột và tai họa ngầm. Lý Đinh Sơn chưa từng làm quan từ cơ sở, nhưng y cũng là từ phóng viên nhỏ tiến lên cán bộ trung tầng tòa soạn cấp quốc gia, tiếp xúc đủ loại người nên mạnh hơn Lưu Hà, thậm chí Lưu Thế Hiên nhiều. Từ quần chúng, từ bí thư tỉnh ủy, thậm chí lãnh đạo quốc gia thì y đều đã tiếp xúc. Mềm lòng chỉ là với người quen với y, rộng lượng, không cứng rắn là do chưa chạm vào cực hạn của y. Bây giờ Hạ Tưởng chịu thiệt, uy thế của y không thể ngăn lại mà phát ra. Ngưu Hồng Muội còn không rõ tình hình trước mặt, theo ả thấy chỉ cần theo sát cây cột Lưu gia, ở huyện bá này ai dám động tới ả. Ả nghe Lưu Hà gọi Lý Đinh Sơn là bí thư Lý liền nghĩ là bí thư đảng ủy xã nào. Lại thấy Lý Đinh Sơn lớn tiếng nói, ả liền đầy khí thế chỉ vào Lý Đinh Sơn mà nói. Anh là bí thư xã nào, sao nói chuyện với Lưu Hà như vậy? Anh biết cậu ta là ai không? Có biết tôi là ai không? Dương Bối đúng là không muốn thấy mẹ mình ra vẻ như vậy. Nhưng cô lại rất sợ mẹ nên không dám nhiều lời. Đành phải kéo áo Ngưu Hồng Muội rồi nói. Mẹ, đừng nói nữa, mất mặt lắm. Mất mặt, mày còn biết mất mặt. Người ta theo đến tận huyện bá, mày không phải nói đã cắt đứt quan hệ với hắn sao? Sao hắn còn có thể đến tìm mày? Ngưu Hồng Muội không hề nói lý, gào lên với Dương Bối. Đủ rồi.
Lý Đình Sơn rất chán xua tay, hỏi Ngưu Hồng muội. Cô là trưởng phòng văn hóa. Đúng, tôi là trưởng phòng văn hóa. Cậu ta là con của chủ tịch huyện Lưu, anh trêu vào được sao? Ngưu Hồng muội đầy tinh tướng nói với Lý Đình Sơn, lại phát hiện mình thấp hơn Lý Đình Sơn nhiều, hơn nữa từ đầu đến cuối đều bị uy thế của đối phương chèn ép nên trong lòng rất không vui. Cô, đừng nói nữa. Lưu Hà sợ Ngưu Hồng muội lại nói lời khó nghe nào nữa, hắn cũng không dám trực tiếp làm quá căng với Lý Đình Sơn nên vội vàng đứng ra hòa giải. Bí thư Lý, tôi giới thiệu một chút, đây là Ngưu Hồng muội phó trưởng phòng văn hóa, phó trưởng phòng Ngưu, vị này là bí thư huyện ủy Lý. Lưu Hà lấy chức danh mà gọi làm Ngưu Hồng muội mới đầu không có phản ứng, chờ đến cuối cùng nghe nói là bí thư huyện ủy Lý, à không đầu óc cũng hiểu cả huyện ủy chỉ có thể có một bí thư Lý. Nói cách khác người trước mặt chính là bí thư huyện ủy, cũng không là bí thư đảng ủy xã nào cả. Ngay mặt mà mắng bí thư huyện ủy, trong lúc nhất thời đầu óc Ngưu Hồng muội trở nên trống rỗng, sau đó suy nghĩ thật nhanh. Vừa rồi Lý Đình Sơn nói hạ tưởng là thư ký của y, nói như vậy hạ tưởng là thư ký của bí thư huyện ủy, thành người tâm phúc của bí thư huyện ủy. Mặt Ngưu Hồng muội cứng đờ lại, sau đó lập tức nở nụ cười. Bí thư Lý, hóa ra ngài là bí thư Lý mới đến nhận chức. Ngài thấy đó, tôi đúng là có mắt không tròng, có mắt không thấy núi Thái Sơn. À đúng là có Lưu Thế Hiên ủng hộ, nhưng ai ở quan trường chẳng biết sự quan trọng của bí thư, nắm quyền nhân sự nên nếu muốn động cái mũ phó trưởng phòng văn hóa nhỏ nhoi của Lưu Thế Hiên muốn ngăn cũng không được. Lý Đình Sơn không thèm để ý đến Ngưu Hồng muội, chỉ nói một câu. Cán bộ phòng văn hóa không phải đều có văn hóa sao? Y đến bên cạnh Hạ Tưởng, giơ tay đỡ Hạ Tưởng lên. Tiểu Hạ, cậu yên tâm, lần trước tôi đã nói tương lai còn dài, hôm nay tôi cũng nói câu đó. Bí thư huyện ủy tự mình đỡ một thư ký, dù là ai cũng có thể thấy địa vị của Hạ Tưởng trong mắt Lý Đình Sơn. Lưu Hà biết một chút tình hình nên không kinh ngạc mấy. Ngưu Hồng muội lại há hốc mồm, mặt đỏ bừng như ăn cái gì không nuốt nổi, yết hầu run run không nói thành lời. Cũng không biết khiếp sợ vì Lý Đình Sơn nói, hay là bởi vì Hạ Tưởng được bí thư huyện ủy tự mình đỡ. Lưu Hà nghe thấy rõ sự ám chỉ mãnh liệt và khó chịu của Lý Đình Sơn, trong lòng không cho là đúng. Hắn nghĩ Lý Đình Sơn mày là trời, là rồng thì đến cái đất huyện bá này cũng không làm gì được đâu, chỉ có thể uất ức ngoan ngoãn. Nếu không đến lúc đó không thu được cục diện thì đừng nói muốn lấy thành tích rời đi, có thể làm hết khóa hay không cũng khó nói. Ngưu Hồng muội biết mình nói sai, làm cho bí thư huyện ủy có ấn tượng không tốt nên rất lo lắng. Lại thấy Lưu Hà ở bên tuy cung kính nhưng ánh mắt lại nhìn đâu đâu, tất nhiên cũng tức giận Lý Đình Sơn. Ả biết Lưu Hà ỷ vào Lưu Thế Hiên không coi bí thư huyện ủy vào đâu. Nhưng ả chỉ là một phó trưởng phòng văn hóa nhỏ nhoi, rất dễ dàng thành quân cờ hy sinh. Thấy Lưu Hà không ra mặt nói giúp mình, lại nghĩ vừa rồi mình rất kiêu ngạo với Hạ Tưởng, ả giống như một con chuột bị con mèo bắt được, chỉ có thể ngồi chờ chết. Hạ Tưởng là thư ký của bí thư Lý. Xem ra bí thư Lý rất coi trọng hắn. Nếu hắn nói xấu mình trước mặt bí thư Lý, mình là phó trưởng phòng đừng nói là lên làm trưởng phòng, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bị cách chức. Bí thư huyện ủy không động được phó chủ tịch thường trực, nếu muốn động một cán bộ cấp phó phòng chính quyền chỉ là một câu nói. Ngay ở trước mặt Lưu Hà nên không thể mất mặt đi xin Hạ Tưởng, vội vàng xoay người nói với Dương Bối. Bối bối, Hạ Tưởng là bạn học cũ của con, bạn học đến sao không chào? Từ xa đến huyện bá thì dù như thế nào cũng là khách. Có thời gian thì mời Hạ Tưởng đến nhà chơi cho biết nhà. Cô có ý gì? Có phải muốn một lần nữa tác thành cho bọn họ? Tôi đã thấy người hám lợi nhưng chưa thấy ai trở mặt không nhận người nhanh như cô. Lưu Hà đầy kiêu căng nhìn Ngưu Hồng muội, sau đó nói với Dương Bối. Bối bối, đi với anh. Nhà hàng nông thôn là một căn nhà một tầng đơn sơ, sân trước phòng không lớn. Có mấy cây liễu cảnh lá dày đang kêu xào xạc trong gió. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Hạ Tưởng đứng giữa Lý Đình Sơn và Cổ Hợp, mắt lạnh nhạt nhìn Dương Bối, nhìn cô gái trước kia mình rất yêu. Dương Bối do dự một chút nhìn Lưu Hà, lại nhìn Ngưu Hồng muội, chỉ duy nhất không nhìn hắn. Tâm trạng hắn rất kém. Dương Bối thật sự là một cô gái thích quyền quý sao? Nếu có nguyên nhân nào khác khiến cô chia tay, Hạ Tưởng sẽ không trách cô, cũng không ôm giận. Có lẽ hoàn toàn tha thứ được cho cô, đồng thời cũng sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu vì cô tham quyền thế của Lưu Hà, hắn cũng sẽ không trách cô.
mỗi người đều có cách theo đuổi hạnh phúc của mình, chẳng qua hắn sẽ hoàn toàn xóa hình ảnh cô khỏi đáy lòng. Cổ Hợp thấy Hạ Tưởng mặt mày rất bình tĩnh, nghĩ hắn sợ Lưu Hà nên tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Không được đi, nói rõ chuyện đi, đừng nghĩ có thể thích đánh ai thì đánh. Lưu Hà cười lạnh một tiếng, lớn tiếng gọi ra ngoài. Vào một chút cho anh Cổ đây xem. Lưu Hà vừa dứt lời thì bên ngoài có bốn tên cao to đi đến đứng phía sau Lưu Hà. Lý Đình Sơn đã không thể giữ được vẻ nho nhã. Y tức giận đến mặt trầm như nước. Lưu Hà, anh còn muốn đánh chúng tôi? Tôi nói cho anh chỉ cần anh dám động tới chúng tôi thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Tưởng thấy tình hình như vậy thì vội vàng tiến lên một bước, cùng Cổ Hợp chắn Lý Đình Sơn ở phía sau. Lưu Hà thực sự dám đánh bí thư huyện ủy sao? Trừ phi là hắn điên hoặc không muốn sống. Ngưu Hồng muội sợ đến độ mặt trắng bệch, run run không nói thành lời. Lưu Hà muốn đánh bí thư huyện ủy, hắn điên rồi sao? Nếu thực sự đánh bí thư huyện ủy, huyện bá này không động đất mới lạ. Chẳng những Lưu Thế Hiên bị liên lụy, trưởng phòng công an cũng lập tức bị cách chức, còn có ả là phó trưởng phòng văn hóa nhỏ nhoi nhất định cũng bị liên lụy. Dương Bối mím môi, mắt rưng rưng như sắp khóc, nhưng lại không nói ra câu Hạ Tưởng muốn nghe. Chương 72, thu hoạch từ trò hề. Lưu Hà nhìn chằm chằm Dương Bối, lại nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt đầy lửa giận rồi đột nhiên vung tay lên nói với người phía sau. Bí thư Lý ở đây, bọn mày còn ngẩn ra đó làm gì, mau chào đi. Bốn người phía sau đều khom lưng lớn tiếng nói. Bí thư Lý. Hạ Tưởng thiếu chút nữa không nhịn được, Lưu Hà học gì không học, lại học xã hội đen của Hong Kong. Trong nước đâu thể so với Hong Kong. Căn bản không có đất cho xã hội đen sống. Đóng cũng được đó, chẳng qua vừa nhìn đã biết đám Ô Hợp. Chút lo lắng trong lòng hắn đã biến mất, xua tay với Lưu Hà mà nói. Lưu Hà, diễn đủ rồi đó, mặt mũi cũng đã có, anh có thể đi. Hắn lại nhìn Dương Bối rồi nói. Mang người không liên quan đi, đừng ảnh hưởng tâm trạng chúng tôi khi ăn. Dương Bối thấy Hạ Tưởng đột nhiên có thái độ không sao cả, cô vốn chần chừ thì càng thêm do dự. Cô nhìn Lưu Hà, lại nhìn Hạ Tưởng, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Hạ Tưởng, xin lỗi. Em có thể sống hạnh phúc, không có lỗi với mình là được. Chúng ta trước khi gặp nhau là người xa lạ, sau khi kết thúc thì lại thành người xa lạ. Hôm nay gặp nhau là hiểu lầm, nếu là hiểu lầm thì bây giờ đã rõ, tất cả sẽ thành quá khứ. Dương Bối mãi cũng không giải thích, cô có một người mẹ hám lợi như vậy, lại có bạn trai như Lưu Hà. Hạ Tưởng đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không có tâm trạng mà chỉ trích cô. Không cần biết sai ở cô hay không, cô bây giờ không dám dũng cảm đối mặt, hắn nếu còn có lại cô thì còn gì thích thú. Không bằng bỏ đi. Ánh mặt trời chiếu lên mặt Hạ Tưởng, khiến hắn trông rất cô đơn mà quyết đoán, còn có một tia lặng lẽ. Lưu Hà, Ngưu Hồng Muội và Dương Bối đi một lúc, vẻ mặt Lý Đinh Sơn vẫn không tốt. Y chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sân. Cổ Hợp không nghĩ nhiều, một lát sau liền hỏi quan hệ giữa Hạ Tưởng và Dương Bối. Hạ Tưởng không chịu nói, y liền cứ quấn lấy không bỏ khiến Hạ Tưởng thầm than ai nói chỉ phụ nữ là tò mò. Người đàn ông lớn tuổi như Cổ Hợp cũng rất tò mò. Đợi một lát khi Lý Đình Sơn đã bình tĩnh lại, Hạ Tưởng mới lộ ra, cười ha hả nói. Bí thư Lý, chúng ta mới đến huyện bá có mấy ngày. Người ta ở đây đã nhiều năm. Hơn nữa vừa nãy người ta không phải bảo mấy người kia chào chúng ta sao? Lý Đình Sơn không nhịn được mà mắng. Tôi biết cậu muốn nói gì. Đừng có giấu giấu giếm giếm như vậy với tôi. Tôi trước kia là phóng viên, vẫn luôn làm công tác viết bài thì còn không biết cậu khuyên tôi không nên vội vàng đấu bọn họ sao? Có gì cậu cứ nói thẳng, thật không rõ sao cậu lại như vậy. Ở huyện bá còn giấu một bạn gái mà không nói sớm, còn bị Lưu Hà đoạt mất, đúng là quá uất ức. Hạ Tưởng lắc đầu, thở dài nói. Trời cũng phải mưa, bạn gái muốn chạy thì ai quản được. Trên đời này có một số việc cố gắng có thể làm được, có việc dù tốn bao công sức cũng không có biện pháp. Ví dụ như lòng phụ nữ, tôi và cô ấy học chung 4 năm, yêu nhau 2 năm, sau khi tốt nghiệp thì chia tay. Bây giờ theo con của phó chủ tịch huyện tương đương lên cao, được hạnh phúc. Tôi không thể cứ quấn lấy mà. Không nên bắt người ta phải chịu cuộc sống nghèo khổ với tên thanh niên nghèo như tôi mà. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Hạ Tưởng vẫn có chút đau đớn. Từ đầu đến cuối Dương Bối không hề giải thích với hắn. Chẳng lẽ những lời thề, lời ngon ngọt của cô trước đây đều là lừa dối?
Trước kia hắn chỉ thấy đàn ông phụ bạc, thực ra phụ nữ tuyệt tình cũng không hề kém đàn ông. Lý Ninh Sơn có thể nhìn ra Hạ Tưởng có chút mất mát, biết thanh niên đối với tình cảm thì trong lúc nhất thời không thể quên nên trêu chọc. Đừng suy nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi mà. Nghe tôi nói đi Tiểu Hạ, tôi quen rất nhiều người có tiền, có thế ở thành phố Yến, không ít là đều có con gái có tuổi cũng tương đương cậu. Đến lúc đó xem ai thích hợp sẽ giới thiệu cho cậu, chẳng lẽ không tốt hơn huyện bá sao? Không việc gì phải lưu luyến một người con gái bạc tình. Khi mọi người đang nói chuyện thì Hoàng Hải cuối cùng đã thở hổn hển quay về. Hóa ra y lấy một bao tải nấm và rau to, mệt đến độ mặt trắng bệch, không ngừng thở lấy hơi rồi nói. Đừng chê ít, đúng là không lấy được nữa, mệt chết tôi. Có đáng 10 tệ không? Hạ Tưởng không biết nói gì, không biết nên nói đối phương thành thật và chất phác, hay nên thương cho y vì 10 tệ mà ra sức như vậy. Hắn vội vàng đỡ lấy bao tải thì thấy nặng trên dưới 100 kg, thiếu chút nữa không đỡ được, may mà có cổ hợp ở bên giúp một tay mới xong. Hạ Tưởng vỗ vỗ vai Hoàng Hải, lấy ra 20 tệ trong túi nhét vào tay y. Cảm ơn ông anh, vất vả rồi. Hoàng Hải cầm 20 tệ mà trong lúc nhất thời không hiểu là như thế nào, thở hổn hển vài hơi mới tỉnh ra. Y đỏ mặt trả lại tiền cho Hạ Tưởng. Nói 10 tệ là 10 tệ, đưa theo 20 tệ là như thế nào? Tôi lấy được ít, không đủ 30 tệ, cái này không được, nhiều lắm. Không rõ Hoàng Hải tính dựa trên cái gì, chẳng lẽ nói một tải rau, nấm trong mắt y chỉ đáng 10 tệ sao? Hạ Tưởng không khách khí với y, dùng sức vỗ tay Hoàng Hải mà nói. Đưa cho anh đó, về sau tôi còn tìm anh làm việc là được chứ gì? Tôi nói Hoàng Hải, những người trong thôn cũng không biết Lưu Hà bảo bọn họ lấy nấm khâu bắc và rau quyết thái để làm gì sao? Biết. Ít nhiều cũng biết một chút là bán lấy tiền. Hoàng Hải nhận được tiền nên rất khách khí với Hạ Tưởng, gần như cúi đầu khom lưng mà trả lời, cười rất tươi. Vậy các anh còn làm lao động miễn phí cho hắn sao? Cũng không hoàn toàn như vậy. Lưu Hà cũng đưa tiền, chẳng qua để cán bộ thôn được một phần, không đến được tay chúng tôi. Còn có chỉ cần đi đào nấm, hái rau dại cho người ta, như vậy các hộ nông dân sẽ được giảm một phần sản lượng, coi như là bồi thường. Hơn nữa mọi người tuy biết người ta lấy đi bán kiếm tiền nhưng chúng tôi không có bản lĩnh này, cũng không biết mang đi đâu bán, chỉ có sức lực mà thôi. Có lẽ do tác dụng của 20 tệ nên Hoàng Hải nói nhiều. Nghe nói như vậy làm Lý Đinh Sơn ở bên càng khó chịu với bố con Lưu Thế Hiên. Đám người này vừa ngang ngược hống hách, còn lấy việc công làm việc tư. Hạ Tưởng không phải không nghĩ đưa thêm tiền cho Hoàng Hải. Nhưng cho người ta con cá không bằng dạy người ta cách bắt cá. Cái đó gọi là cứu lúc nhất thời, không phải cứu đói. Nếu muốn làm bọn họ thoát nghèo từ căn bản thì cần làm rất nhiều việc, không phải là bố thí. Bố thí sẽ gây hậu quả là bọn họ sinh ra lười biếng, không cố sức muốn kiếm tiền. Có thể làm một nông dân trung thực thành kẻ tham lam, giảo hoạt. Sau đó ở một vùng núi nghèo của tỉnh Yến xảy ra động đất, quần chúng khắp nước quyên góp tiền. Các khoản tài chính, vật tư cứu nạn vượt xa tổn thất nơi này vài lần. Nông dân chẳng những được quốc gia cung cấp miễn phí gạch ngói để xây dựng nhà kiên cố thay cho nhà tranh vách đất, hơn nữa còn tranh nhau đi mua vật tư, rất nhiều mì tôm bị giấu ở trong nhà cho đến mốc meo, những đồ này khi cứu tế ngay cả các chiến sĩ quân đội giải phóng bị đói mệt mà choáng váng ngất xỉu cũng không dám ăn một ngụm. Việc này vừa truyền ra khiến một vị rất có danh tiếng không nhịn được nói một câu. Vùng nghèo khó, đám điêu dân. Thực ra nếu thật sự muốn hoàn thiện chế độ khích lệ, từng người nhất định phải tuân thủ nguyên tắc, phát huy tính nhiệt tình của nông dân, như vậy có thể phát huy sức sản xuất lớn. Suy nghĩ trong đầu Hạ Tưởng dần hình thành, trên đường về Lý Đinh Sơn thấy Hạ Tưởng đang suy nghĩ liền không nhịn được hỏi một câu. Tiểu Hạ, có phải có gì giấu không nói không? Có phải là có ý với nấm khẩu bắc và rau quyết thái? Chương 73, muốn thừa nước đục thả câu. Suy nghĩ của Hạ Tưởng đột nhiên trở nên thông suốt. Đời trước hắn vẫn nhớ mãi không quên mối tình đầu, chỉ là do trước đây Dương Bối đối xử rất tốt với hắn. Đúng là vì nhớ sự dịu dàng, ngoan hiền của cô nên bỏ qua nhiều thứ. Ví dụ như Dương Bối phản bội mình có lẽ cũng không có nguyên nhân gì khác, chỉ là cô mệt mỏi. Cô về căn nhà ấm áp ở huyện Bá, không muốn cùng hắn đến thành phố Yến chịu khổ. Cô muốn sống an nhàn, theo đuổi hạnh phúc có thể tới tay mà không phải lời hứa vu vơ của hắn. Lựa chọn ở lại thành phố Yến vất vả kiếm tiền để được ở bên người mình yêu, hay là về huyện Bá để không phải chịu khổ, ở bên người yêu cô.
Dương Bối cuối cùng lựa chọn vế sau. Lý Đình Sơn hỏi như vậy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tưởng. Hắn cười cười một tiếng rồi nghĩ có nên nói kế hoạch trong lòng ra hay không. Không phải hắn có ý giấu Lý Đình Sơn, mà là trước khi nắm chắc thì không muốn lộ ra quá nhiều tin để Lý Đình Sơn phải phân tâm. Bí thư Lý, tôi chỉ mới có ý tưởng mà thôi, còn một thời gian dài mới có thể áp dụng. Chờ đến khi thành hình hài thì tôi sẽ báo cáo với ngài không muộn. Bây giờ tình hình huyện bá rất phức tạp, bí thư không nên phân tâm vì việc nhỏ này. Việc nhỏ giao cho tôi xử lý là được. Lý Đình Sơn cười ha hả nói. Cũng được, lúc này huyện bá thoạt nhìn rất bình tĩnh, thực ra khắp nơi đều có dòng nước ngầm, chỉ chờ cơ hội thích hợp sẽ bộc phát. Chúng ta có thế lực hơi yếu, tôi đã quyết định rồi, Tiểu Hạ, mau chóng đưa cậu lên cấp phó trưởng phòng, chẳng qua cần một thời cơ phù hợp. Hạ Tưởng gật đầu, hắn đúng là thư ký của bí thư huyện ủy nhưng không cấp bậc nên không có thực quyền, làm việc có nhiều lúc không tiện. Hắn vừa đến huyện bá không lâu đã đề lên làm phó trưởng phòng. Mặc dù có chút gấp gáp nhưng nếu vận động tốt cũng có thể làm cho người ta không tìm ra sai lầm. Hắn đang chuẩn bị phối hợp cơ hội Lý Đình Sơn đưa hắn lên làm phó trưởng phòng rồi quấy rối một chút cục diện chính trị ở huyện bá. Khi mọi thứ yên ổn thì bùn đất đều chìm dưới đáy nước làm người ta không nhìn rõ. Một khi nước bị quấy đục tuy rằng lẫn lộn khiến người ta khó phân biệt tốt xấu, chẳng qua cũng có một chỗ lợi rất lớn là đục nước béo cò. Lý Đình Sơn không quên gọi điện cho Cao Hải. Khi gần về thị trấn thì có sóng điện thoại, y liền gọi cho Cao Hải. Chẳng qua chưa nói được vài câu Cao Hải có vẻ bận việc nên chỉ nói bảo Hạ Tưởng có cơ hội về thành phố Yến rồi lập tức đến tìm mình. Đúng rồi bí thư Lý, chuyện Lưu Hà thì chúng ta sẽ dùng kế vu hồi, dùng phương pháp cắt nhỏ từng miếng thịt đối phó y. Phát triển làng du lịch Thảo Nguyên cần ngài phải mang ra hội nghị thường ủy thảo luận, xem phản ứng của mọi người rồi nói. Về phần phó trưởng phòng văn hóa kia thì trước hết không cần để ý. Chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, không nên vì bà ta mà ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Hạ Tưởng nghĩ đến ánh mắt ai oán của Dương Bối, mặc dù hắn rất chán ghét tính cách hám lợi và kiêu căng của Ngưu Hồng Muội, nhưng hắn không đành lòng nhìn Ngưu Hồng Muội vì mất chức mà khiến Dương Bối đau lòng. Hắn luôn thầm chê Lý Đình Sơn mềm lòng, không ngờ khi chuyện đến trước mặt thì mới phát hiện mình cũng có lúc do dự. Đều là con người thì sao có thể đến mức tuyệt tình không nhận người thân. Một dao chém đứt đoạn chỉ thích hợp với kẻ không đội trời chung, không có tình cảm sâu sắc trong lòng. Nói dễ, làm khó, các chuyện trên đời vốn là như vậy. Chỉ có điều hắn thật không ngờ Dương Bối lại theo Lưu Hà. Mà hắn dù muốn cũng không tránh khỏi có xung đột với Lưu Hà. Cho dù đây không coi là mày chết tao sống mới kết thúc, ít nhất cũng phải phân ra thắng bại, không thể chung sống hòa bình. Đến lúc đó con đường Dương Bối đi sẽ như thế nào? Hạ Tưởng không còn là tên thanh niên luôn xúc động, mặc dù có tình cảm cũ với Dương Bối, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Đối với Lưu Hà thì hắn nhất định sẽ coi là đối tượng trọng điểm để đả kích. Bởi vì Dương Bối xuất hiện nên có lẽ càng làm hắn thêm mạnh tay. Đồng thời Hạ Tưởng cũng không loại trừ hắn muốn Ngưu Hồng Muội cả ngày phải sợ hãi, lúc nào cũng lo mình bị cách chức. Đối với một số người tuy một gậy đánh chết sẽ thoải mái. Nhưng tuyệt đối không đã giận như làm cho kẻ đó hàng ngày đều lo lắng, sống trong sợ hãi. Lý Đình Sơn cười cười không nói gì, y không phải người có thù tất báo, nhưng cũng không phải là người không có suy nghĩ với kẻ dám khiêu chiến quyền uy của mình. Ngưu Hồng Muội mặc dù là một phó trưởng phòng không quan trọng, dám kiêu ngạo ở khắp nơi như vậy còn không phải là do ả tự nhận có Lưu Thế Hiên làm chỗ dựa sao? Lưu Thế Hiên, Lý Đình Sơn hơi nhíu mày nhớ đến mấy hôm nay Lưu Thế Hiên vẫn thể hiện kêu căng nhưng về tổng thể vẫn còn được, giữ quy củ, không tùy tiện nói chuyện, luôn ra vẻ vững như núi Thái. Lưu Thế Hiên khó đối phó, Lý Đình Sơn suy nghĩ một chút đến thái độ của mấy thường vụ, lại nghĩ đến việc Trương Thục Anh gây chuyện trong bữa tiệc đón tiếp, trong lòng mơ hồ thấy bắt được gì đó, rồi lại như không nắm được trọng tâm. Nếu Cao Hải không nói rõ cải tạo thôn trong thành có vấn đề gì, có lẽ không quá nghiêm trọng. Hạ Tưởng liền yên tâm một chút. Chiều hôm đó Lý Đình Sơn gọi về cho người ở Bắc Kinh, bắt đầu kiểm chứng chuyện làng du lịch Tam Sơn. Hạ Tưởng cũng trốn sang bên gọi điện cho Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang rất vui vẻ khi Hạ Tưởng gọi cho, y nói một tràng về tình hình siêu thị bây giờ, đã trang hoàng xong, các nhân viên công tác cũng đã đủ, đang huấn luyện. Công tác thu hút đầu tư vào siêu thị cũng đạt thành công lớn. Không ít các công ty lớn chủ động gia nhập, vượt xa mong đợi. Hạ Tưởng có thể hiểu niềm vui của Phùng Húc Quang,
là siêu thị lớn đầu tiên của thành phố Yến thì vừa là cơ hội vừa là sự khiêu chiến. Thành công sẽ chiếm được cơ hội, thất bại sẽ rất thảm. May chính là ánh mắt Phùng Húc Quang coi như không tệ, đi được một bước rất chắc chắn. Tin sau đó càng làm cho Hạ Tưởng chấn động, đồng thời cũng mừng như điên. Vì bảo vệ Tiếu Giai, Hạ Tưởng đã giới thiệu Tiếu Giai với Phùng Húc Quang, cũng nhờ đối phương bảo vệ Tiếu Giai không bị ai ức hiếp. Phùng Húc Quang cũng không hỏi hắn và Tiếu Giai có quan hệ gì, lập tức đáp ứng. Hạ Tưởng không ngờ chính là Tiếu Giai sau khi được mình giới thiệu với Phùng Húc Quang, cô cảm thấy rất hứng thú với siêu thị của Phùng Húc Quang, cô làm đại lý cho một số công ty, làm trung gian đưa đồ vào siêu thị. Bởi vì có nhiều xưởng bởi vì đủ nguyên nhân không thể trực tiếp tiếp xúc với quản lý siêu thị. Có thể do bọn họ vốn có đại lý ở tỉnh Yến, không tiện trực tiếp ra mặt đàm phán với siêu thị, mà các đại lý lại vì lợi ích của cá nhân nên từ chối hợp tác với siêu thị. Tiếu Giai liền chui vào chỗ trống ở giữa đàm phán, không ngờ thành tổng đại lý cấp 1, trực tiếp cung cấp hàng hóa vào siêu thị Giai ra, từ giữa ăn giá chênh lệch. Phùng Húc Quang đương nhiên là vui vẻ với chuyện này. Siêu thị của y rất lớn, tuy rằng thu hút người vào rất tốt, nhưng làm siêu thị thì hàng hóa càng đầy đủ, càng có quy mô thì ảnh hưởng càng lớn. Cho nên y không ngừng khen ánh mắt nhạy bén trong kinh doanh của Tiếu Giai. Càng làm cho y coi trọng Tiếu Giai chính là Tiếu Giai đã nói mấy điểm còn thiếu của siêu thị y. Ví dụ như khu rau quả quá nhỏ, vị trí khu hoa quả không tốt. Cái nhìn của Tiếu Giai là khi siêu thị phát triển thì không ít người già và bà chủ gia đình đều muốn tới siêu thị mua đồ ăn, mua hoa quả, thuận tiện mua chút đồ khác. Bởi vì cho dù rau quả ở siêu thị giá không rẻ bằng bên ngoài nhưng rất nhiều người đều tin hàng ở siêu thị là đảm bảo tiêu chuẩn, tốt hơn các hàng rau nhỏ bên ngoài. Kể từ đó cũng rất có lãi, đương nhiên trong đó còn một vấn đề thói quen. Đến siêu thị đều là muốn thuận tiện, nếu mua đồ ăn đương nhiên là các đồ này càng nhiều càng tốt. Có lẽ rất nhiều người sẽ vì mua đồ ăn mà đến siêu thị, kết quả nhìn mấy thứ đó sẽ mua nhiều. Phùng Húc Quang nghe Tiếu Giai phân tích thì rất kinh ngạc. Y cẩn thận suy nghĩ càng thêm phục ánh mắt tinh tế của Tiếu Giai, hơn nữa cô còn có đầu óc kinh doanh. Lúc ấy y đã muốn giữ cô làm phó tổng siêu thị. Không ngờ Tiếu Giai lại khéo léo từ chối. Chương 74, đầu óc kinh doanh của Tiếu Giai. Không lâu sau Phùng Húc Quang mới biết khi Tiếu Giai phát hiện một thị trường rau cách siêu thị Giai ra 1 km thì không ngờ sinh ra ý định kinh doanh rau quả, khiến y vừa không hiểu, vừa thầm khen đừng nhìn Tiếu Giai tuổi không cao, lại là con gái mà cũng là người có thiên tài kinh doanh. Chẳng qua y bội phục Tiếu Giai là bội phục nhưng lại không cho ý tưởng kinh doanh thị trường rau quả của cô là đúng. Cho rằng làm như vậy tuy số lượng lớn nhưng lợi nhuận thấp, hơn nữa còn dễ bị khí hậu và vận chuyển một loạt yếu tố khách quan ảnh hưởng, rất dễ phải bù lỗ. Phùng Húc Quang không muốn Tiếu Giai cứ cố chấp làm như vậy. Nếu Tiếu Giai đến giúp y xử lý siêu thị tuyệt đối là nhân tài hiếm có. Cho nên Hạ Tưởng vừa gọi điện, y liền vội vàng nói. Chú em, mau khuyên Tiếu Giai, tôi đoán cô ấy sẽ nghe chú, cũng đừng bảo cô ấy làm đại lý rau gì cả. Không an toàn, dễ dàng phá sản. Chú khuyên cô ấy giúp tôi, về sau siêu thị phát triển tôi sẽ mở đại lý, để cô ấy phụ trách một chi nhánh không vấn đề gì, chế độ không thấp, thậm chí còn có thể được cổ phần khích lệ. Hạ Tưởng vừa nghe liền thầm khen Tiếu Giai tinh mắt, thấy được lợi nhuận lớn của đại lý rau quả. Theo kinh tế phát triển, nhân khẩu của thành phố Yến càng lúc càng tăng. Số sinh viên đại học, công nhân, nông dân tiến vào thành phố Yến cũng càng lúc càng nhiều. Thành phố mở rộng mang tới ảnh hưởng rõ ràng nhất là bất động sản. Khác với bất động sản làm người ta chú ý, rất nhiều người không chú ý đến thị trường rau quả cũng theo đó mà phát triển mạnh, hình thành một ngành rất lớn. Ăn, mặc, ở, đi lại là những nhu cầu lớn nhất của con người. Nhất là ăn, phải giải quyết vấn đề cơm ăn thì mới có một loạt hoạt động kinh tế về sau. Cho nên thị trường rau quả theo cuộc sống quần chúng tăng cao, thị trường càng lúc càng lớn. Loại sản phẩm càng lúc càng nhiều. Bây giờ ở thành phố Yến còn khó gặp các loại hoa quả giá cả đắt đỏ, nhưng không lâu sau đó đã có vị trí trong các siêu thị lớn. Mặc dù thị trường rau quả cũng có nhân tố bất lợi, nhưng cơ hội luôn đi kèm nguy hiểm. Nơi có nguy hiểm thì mới có cơ hội lớn. Ở sâu trong lòng Hạ Tưởng cũng ủng hộ Tiếu Giai làm đại lý rau quả, hơn nữa hắn còn đang suy nghĩ ở cấp độ sâu sắc hơn. Nghe thấy Tiếu Giai quả nhiên nghe lời mình mà chuyển sang kinh doanh hợp pháp. Hạ Tưởng rất vui. Ông anh, chuyện của Tiểu Giang thì cứ để cô ấy làm, thành hay không toàn bộ do bản thân cô ấy. Em thật ra có một việc cần bàn với anh,
xem anh có hứng thú đến huyện bá làm một chuyến kinh doanh không. Hạ Tưởng nhẹ nhàng bỏ chuyện Tiếu Dai sang bên, tung ra một miếng bánh mê người. Nếu kinh doanh mà chú em nói, anh đây đương nhiên có hứng thú. Chẳng qua bây giờ đang là thời kỳ quan trọng phát triển siêu thị, anh không thể rút ra quá nhiều nhân lực, vật lực đi làm. Trước tiên chú nói xem là tình hình gì. Phùng Húc Quang cũng không giấu Hạ Tưởng mà trực tiếp nói. Tài chính đầu tư không nhiều, nhân lực cũng không nhiều, hơn nữa việc kinh doanh này còn liên quan chặt chẽ với siêu thị của anh. Nếu làm tốt đúng là một công đôi việc. Muốn Phùng Húc Quang động tâm thì phải tung đủ mồi. Hạ Tưởng nói chuyện đầy hấp dẫn. Phùng Húc Quang cười ha hả vài tiếng rồi nói. Chú em, chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng hợp tác lại rất tốt, hơn nữa lại tin tưởng nhau. Không cần vòng vo, chú nói thẳng muốn tôi làm gì. Nếu đến huyện bá làm công trình thành tích giúp bí thư Lý, tôi không nói hai lời nhưng bây giờ năng lực có hạn. Phùng Húc Quang nói thật càng làm cho Hạ Tưởng cảm thấy đối phương đáng tin cậy. Giữa người với người có lúc cần che giấu, có lúc lại cần chân thành, thật thật giả giả mới càng làm tăng sự chân thật và đáng tin cậy. Hắn cũng có lý do tin mình nhất định có thể thuyết phục Phùng Húc Quang, bởi vì đề nghị của hắn phù hợp chính sách kinh doanh của Phùng Húc Quang, chẳng qua hắn chỉ nói trước mà thôi. Anh có hứng thú làm một hàng thương phẩm không? Hạ Tưởng cuối cùng đã nói ra ý tưởng của mình. Hắn có thể cảm nhận Phùng Húc Quang bắt đầu thở hổn hển, hắn tiếp tục dùng lời nói tấn công vào tim Phùng Húc Quang. Ví dụ như lấy nhãn hiệu của siêu thị Dai ra mà tạo thành một số thương hiệu, bột mì, túi đựng sản phẩm cũng được. Chỉ cần tìm một xưởng gia công in bên ngoài bao bì có tên siêu thị Dai Dai, như vậy có thể kiếm thêm chút lợi nhuận, dù sao chúng ta có con đường tiêu thụ. Thứ hai cũng có thể biến tướng nâng cao giá trị của siêu thị Dai ra. Phùng Húc Quang đột nhiên lớn tiếng nói. Chú em giỏi thật, đúng là nói đúng suy nghĩ trong lòng tôi. Tôi đúng là phục chú rồi, nói mà giống hệt điều tôi nghĩ. Không, còn chi tiết hơn tôi nghĩ. Chú chờ, vài hôm nữa gặp ở huyện bá. Không ngờ Phùng Húc Quang cũng có lúc cấp bách như vậy. Hạ Tưởng đặt máy xuống rồi lắc đầu cười cười một tiếng. Ở đời sau siêu thị Dai ra phát triển đến khi có chi nhánh thứ ba thì bắt đầu xuất hiện sản phẩm có thương hiệu, có bột mì, rau dưa, đồ ăn chín, thậm chí cả bình đựng nước, dầu ăn, giấy vệ sinh. Mặc dù chỉ tiêu thụ giới hạn trong siêu thị Dai ra nhưng lại nắm giữ nguồn cung cấp trong tay, chẳng qua là chuyện từ tay phải sang tay trái, vừa có thể tăng lợi nhuận, vừa có năng lực điều tiết giá cả đầu cuối của thị trường, giảm trung gian, tăng lợi nhuận. Sau đó khi siêu thị Dai ra phát triển đến có chi nhánh thứ 7 thì sản phẩm thương hiệu của nó tiêu thụ ở mức kinh người, lợi nhuận rất khả quan, hơn nữa còn khiến các nhà xưởng sản xuất hàng hóa tương tự không thể không thay đổi cách hợp tác. Điều này làm cho tổng lợi nhuận của siêu thị Dai ra lại tăng cao. Phải nói bây giờ có lẽ trong đầu Phùng Húc Quang đã bắt đầu có hình dạng, còn chưa hoàn toàn hình thành. Bây giờ Hạ Tưởng đột nhiên nói ra thì sao có thể không mừng rỡ. Vì thế y vội vàng chủ động đề xuất đến huyện bá là rất hợp lý. Hạ Tưởng vốn còn định nhắc Phùng Húc Quang mang theo vài người nếu chẳng may xảy ra chuyện khẩn cấp cũng tiện thoát thân. Chẳng qua hắn nghĩ lại một chút rồi không gọi điện nhắc nhở làm gì. Gọi cho Phùng Húc Quang xong, Hạ Tưởng vốn định gọi cho Tiếu Dai nhưng suy nghĩ một chút lại thôi. Từ sau khi đến huyện bá, hắn đã gọi cho Tiếu Dai ba lượt. Lần đầu tiên là giới thiệu cô với Phùng Húc Quang. Lần thứ hai là Tiếu Dai nói việc viết thư của cô đã vào giai đoạn kết thúc. Lần thứ ba gọi, Tiếu Dai đầu tiên nói toàn lời đâu đâu, cuối cùng mới thở hổn hển mắng Hạ Tưởng đã lâu như vậy mà không nói một câu dịu dàng, cũng không nói gì là anh nhớ em. Phải nói điện thoại lần ba mới phù hợp tính cách của Tiếu Dai, mới lộ tình cảm của cô. Hạ Tưởng vốn định nhỏ giọng nói mấy câu dịu dàng thì Tiếu Dai lại cười hì hì nói. Đừng miễn cưỡng, em không có ý dựa vào anh. Chỉ là bây giờ vẫn cảm thấy anh là người thích hợp nhất với em. Tuy rằng anh cũng cảm thấy em nhất định thích hợp với anh, chẳng qua không có biện pháp. Em tự nguyện hiến thân, biết anh nhất định sẽ không quý trọng. Yên tâm, khi nào anh chán em sẽ tự rời đi, không hề do dự. Lúc ấy sau khi dập máy một lúc lâu mà Hạ Tưởng vẫn ngẩn ra đó. Tiếu Dai rất cứng cỏi, cũng có chủ kiến của mình. Chuyện viết sách là vậy, tình cảm cũng là vậy. Khiến hắn đúng là không có biện pháp nắm giữ cô hoàn toàn. Chương 75, đầu óc chính trị của Lý Đinh Sơn. Buổi chiều khi họp hội nghị thường ủy, Lý Đinh Sơn hàm xúc phê bình công tác của phòng văn hóa, nói là cuộc sống quần chúng thị trấn huyện bá quá đơn điệu, không có hoạt động giải trí văn hóa nào cả.
trời vừa tối là trên đường không một bóng người, không có lợi cho sự phát triển kinh tế huyện bá, không lợi cho việc nâng cao đời sống văn hóa của quần chúng, cần các phòng ban chuyên môn cố gắng để cao chất lượng công tác. Không nên cả ngày không có việc gì làm, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và chính quyền giao thì không bằng chủ động từ chức. Cuối cùng y còn mạnh mẽ phê bình tình hình an ninh trật tự huyện bá quá kém. Ba người đi khảo sát thực địa không ngờ bị mấy tên lưu manh uy hiếp, tình hình an ninh trật tự như vậy sao có thể thu hút đầu tư, sao có thể khiến các nhà kinh doanh yên tâm đến huyện bá phát triển. Lý Ninh Sơn cuối cùng rất nghiêm túc nói. Tôi đề nghị tất cả các cá nhân và đơn vị vừa nhắc tới phải suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ các sinh viên xuống nông thôn công tác có tính tích cực rất cao. Một vài đồng chí cũng có tư tưởng sơ cứng không phù hợp với sự phát triển của thời đại, nhưng không chủ động để các sinh viên mới ra trường gánh vác trọng trách. Anh thấy sao trưởng ban Đỗ? Làm mọi người không ngờ được chính là Lý Đinh Sơn lúc cuối lại đột nhiên hỏi Đỗ Song Lâm. Đỗ Song Lâm đang suy nghĩ việc Lý Đinh Sơn vì sao lại lấy vấn đề văn hóa ra làm khó dễ. Tuy rằng chỉ đích danh phòng văn hóa, nhưng y là trưởng ban tuyên giáo chủ quản ý thức, hình thái thì cũng cảm thấy mất mặt. Y đang định chủ động mở miệng nói gánh vác trách nhiệm một chút, không ngờ Lý Đinh Sơn lại hỏi một câu như vậy, làm y không kịp có phản ứng. Trong đầu y đột nhiên có suy nghĩ, nghĩ đến bí thư Lý phê bình phòng văn hóa chỉ là lời dẫn, quan trọng chính là khó chịu với công an huyện, nhưng câu nói cuối cùng để sinh viên mới ra trường gánh vác trọng trách đây không phải là Trương Tín Dĩnh, mà là Hạ Tường. Lý Đinh Sơn rốt cuộc đã có ý đề bạt Hạ Tường. Đỗ Song Lâm suy nghĩ như vậy liền có chút buồn cười. Nếu muốn đề bạt Hạ Tường thì cũng nên ám chỉ với trưởng ban tổ chức cán bộ Hoàng Bằng Phi mới đúng, sao lại nhắc tới tên mình. Chẳng lẽ Lý Đinh Sơn vì lần trước cãi nhau với Trương Thục Anh, lại có xung đột với Trương Tín Dĩnh nên coi mình là người nhà. Đỗ Song Lâm liền suy nghĩ rất nhiều. Là người kiên định ủng hộ phái trung gian, thái độ đối xử của Đỗ Song Lâm với Lý Đinh Sơn không khác gì bí thư huyện ủy trước. Mặc dù nói ở chuyện Trương Tín Dĩnh, Hạ Tường đã giúp y. Chẳng qua cảm kích là cảm kích, chính trị là chính trị, hai chuyện khác nhau. Thái độ của y là không đắc tội ai, hợp tác cả hai bên. Nếu hai bên có xung đột y tránh ra không giúp ai. Hơn nữa y cho rằng Lý Đinh Sơn đến huyện bá chỉ là đi ngang qua mà thôi, không lâu nữa sẽ đi. Thực lòng mà nói y cũng không cho rằng Lý Đinh Sơn vốn là phóng viên có thể làm được gì nhiều ở huyện bá, càng không coi trọng trí tuệ chính trị của Lý Đinh Sơn. Đỗ Song Lâm thậm chí còn cảm thấy không lâu nữa Lý Đinh Sơn sẽ bị Lưu Thế Hiên làm cho mất mặt. Y cùng Phó Bí thư Trịnh Khiêm, Bí thư Đảng ủy Công an huyện Dương Phàm cùng với Chính ủy Ban Chỉ huy Quân sự Quách Lượng đã trao đổi với nhau. Mấy người nhất trí cho rằng Lý Đinh Sơn không có bao kinh nghiệm chính trị sao có thể đấu lại Lưu Thế Hiên. Huống hồ ở giữa hai người còn có một Thạch Bảo Lũy thái độ không rõ ràng. Thạch Bảo Lũy từ khi làm chủ tịch huyện thì mới đầu cũng có tâm tư làm việc. Chẳng qua sau vài lần mâu thuẫn với Lưu Thế Hiên và bị thiệt nên phải nhường bước. Hơn nữa lần này Lý Đinh Sơn đột nhiên xuống làm bí thư huyện ủy, khiến giấc mơ làm bí thư của Thạch Bảo Lũy tan biến. Bắt đầu từ đó Thạch Bảo Lũy như thay đổi hẳn, im lặng ít nói, hùng tâm tráng trí trước đây giống như mai một, không còn chút tinh thần chiến đấu. Đương nhiên đám người Đỗ Song Lâm không hoàn toàn tin Thạch Bảo Lũy thực sự co đầu rụt cổ, cam tâm bị kẹp giữa Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên. Làm chủ tịch huyện bị cô lập và cho có. Thạch Bảo Lũy chỉ là tránh ở một bên, mở to mắt thầm nhìn chằm chằm Lý Đinh Sơn và Lưu Thế Hiên khi nào đấu nhau. Con hổ ngủ vẫn là con hổ, hơn nữa dù sao y cũng là chủ tịch huyện, nếu khi lên tiếng thì cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Đỗ Song Lâm ngẩn ra, người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào y. Lưu Thế Hiên vẫn luôn thích híp mắt nhìn người cũng mở to mắt nhìn y đầy thâm ý, ánh mắt khá phức tạp như đang nghĩ gì đó. Thạch Bảo Lũy lại rất bình tĩnh nhìn phía trước, ánh mắt lúc có lúc không nhìn về phía trưởng phòng công an Vương Quan Thanh. Hôm nay mặc dù là hội nghị thường ủy nhưng vì sự đặc thù của trưởng phòng công an nên Vương Quan Thanh được tham gia hàng ngũ nghe ngóng. Vương Quan Thanh ngồi nghiêm chỉnh ở đó, vẻ mặt có chút kích động. Xem ra y đúng là có chút lo lắng vì bị bí thư Lý chỉ danh phê bình. Ngô Anh Kiệt cũng có chút ngạc nhiên, lén nhìn Lý Đinh Sơn. Định từ vẻ mặt của Lý Đinh Sơn nhìn ra gì đó nhưng không có kết quả nên có chút thất vọng. Nếu Lý Đinh Sơn trước đó lộ gì đấy với y nhất định sẽ dùng hết sức hò hét giúp Lý Đinh Sơn. Nhưng Lý Đinh Sơn đột nhiên tập kích như vậy làm cho y không hiểu, lại có cảm giác bị vứt sang bên. Ngô Anh Kiệt coi như đã hiểu Lý Đinh Sơn cũng không hoàn toàn chấp nhận mình.
Y nhớ mấy hôm trước thị trưởng Hồ Tăng Chu gọi điện, Hồ Tăng Chu như lơ đãng hỏi về Hạ Tưởng, điều này làm y mất rất lâu để cân nhắc xem thị trưởng Hồ có ý gì, sao lại nhắc đến thư ký của Lý Đình Sơn. Bây giờ đột nhiên nghe Lý Đình Sơn hỏi, Ngô Anh Kiệt liền hiểu ra và tự cho rằng mình đã nắm được mấu chốt của vấn đề. Đây là thị trưởng Hồ ám chỉ mình khi Lý Đình Sơn đề bạt Hạ Tưởng, mình phải hùa theo. Ngô Anh Kiệt đâu biết Hồ Tăng Chu chẳng qua là vì dẫn vài người tới An Định Uyển Tử Khí Các ăn cơm, bị một tên không có mắt chê bức tranh trên tường nên rất tức giận. Y liền nghĩ tới chỗ tốt của Hạ Tưởng, càng ấn tượng tốt hơn về Hạ Tưởng nên cố ý nhắc một câu. Hoàng Bằng Phi ngồi bên khẽ kéo Đỗ Song Lâm, Đỗ Song Lâm lúc này mới giật mình tỉnh lại và thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Y có chút xấu hổ nói. Bí thư Lý nói đúng. Bây giờ có không ít sinh viên mới ra trường về làm phong phú đội ngũ cán bộ chúng ta. Chúng ta phải mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, làm bọn họ gánh vác trọng trách. Tôi thấy đồng chí Trương Tín Dĩnh biểu hiện rất tốt, quyết định đề nghị với ban tổ chức cán bộ tiến hành kiểm tra đồng chí Trương Tín Dĩnh, đề bạt lên làm phó trưởng phòng. Bịch, Quách Lượng đang nghịch bút liền giật mình đánh rơi xuống bàn. Bí thư Đảng ủy Công an huyện Dương Phàm cũng rất kinh ngạc nhìn Đỗ Song Lâm. Y thầm nghĩ lão Đỗ không sao chứ, bị bệnh à mà lại muốn đề bạt con bé điên Trương Tín Dĩnh kia. Còn chưa thấy ả làm loạn đủ sao. Hoàng Bằng Phi cũng có chút giật mình há hốc mồm, mặt không thể tin. Ngay cả Thạch Bảo Lũy mặt không đổi sắc cũng hơi động một chút, có chút khó hiểu nhìn Đỗ Song Lâm, rồi lại nhìn Lý Đinh Sơn. Lưu Thế Hiên cũng nhìn mọi người với ánh mắt âm trầm, cuối cùng dừng trên mặt Lưu Thế Hiên. Y thấy Lưu Thế Hiên đang cười cười có vẻ rất hài lòng câu nói của Đỗ Song Lâm. Phó Chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Toàn Hữu cũng ngẩn ra nhìn nhau, không rõ Đỗ Song Lâm sao lại nói như vậy. Lý Đình Sơn ở vấn đề phân công cán bộ mà không trực tiếp hỏi Hoàng Bằng Phi, lại hỏi Đỗ Song Lâm, hành vi này đúng là có ý đồ, không ngờ y lại nói một câu làm mọi người càng không ngờ được. Phó Chủ tịch Lưu, anh biết Phó trưởng phòng văn hóa Ngưu Hồng Muội không? Vừa nãy còn nói đến việc đề bạt sinh viên mới ra trường, không hỏi trưởng ban tổ chức cán bộ, lại hỏi trưởng ban tuyên giáo đã làm mọi người không hiểu Lý Đình Sơn có ý gì. Không ngờ sau khi Đỗ Song Lâm trả lời, Lý Đình Sơn không nói tiếp chuyện này mà hỏi Lưu Thế Hiên vấn đề khác. Mấy vấn đề này nhảy quá lớn làm mọi người không thể hiểu. Mặt Lưu Thế Hiên lại trở nên khẩn trương. Chương 76, lần đầu so chiêu. Xung đột giữa Lý Đình Sơn và Lưu Hà ở xã Cổ Trại thì Lưu Thế Hiên biết. Lưu Hà về cũng đã nói với y, mặc dù y không nói gì nhưng lại rất khó chịu việc Ngưu Hồng Muội mượn danh nghĩa của mình mà ỷ thế hiếp người. Y vẫn luôn thích nhẫn nhịn làm việc, im lặng phát tài. Tính cách kiêu căng của Ngưu Hồng Muội làm y rất khó chịu. Nhưng vì Lưu Hà không nghe lời Lưu Thế Hiên khuyên, nói cái gì chỉ thích Dương Bối, cứ muốn lấy Dương Bối nên làm Lưu Thế Hiên rất khó xử. Lưu Thế Hiên mặc dù không thích Dương Bối, cảm thấy tính cách cô gái này quá mềm yếu, không có ý kiến bản thân, nhưng y lại rất chiều Lưu Hà. Lưu Hà cứ mãi xin xỏ nên đành phải chấp nhận chuyện của Lưu Hà và Dương Bối. Chẳng qua Ngưu Hồng Muội từ khi cho rằng dựa được vào Phó Chủ tịch Lưu thì đi đường đầy khí thế, nói chuyện với ai cũng đầy kiêu căng khiến y biết thì rất khó chịu, cũng để phòng Ngưu Hồng Muội vài phần. Cho nên hôm nay sau khi Lưu Hà và Ngưu Hồng Muội về, nói chuyện mâu thuẫn với Lý Đình Sơn, y lúc ấy liền nổi trận lôi đình mắng Lưu Hà vài câu, cũng không cho Ngưu Hồng Muội vào văn phòng, trực tiếp đuổi cô ta đi. Lưu Thế Hiên là người rất trọng sĩ diện, y không muốn Lý Đình Sơn vì việc Ngưu Hồng Muội mà coi thường mình, coi Ngưu Hồng Muội ngu dốt thành người của y chính là làm nhục và coi thường y. Hội nghị buổi chiều thì suy nghĩ của y vẫn bị Lý Đình Sơn dẫn dắt, y còn đang không rõ ý đồ thật của Lý Đình Sơn thì đột nhiên bị hỏi một câu như vậy. Y không khỏi thầm mắng Ngưu Hồng Muội ngu xuẩn. Biết nhưng không quá quen. Sao bí thư Lý lại hỏi đến đồng chí này? Lưu Thế Hiên làm trong chốn quan trường nhiều năm nên rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lý Đình Sơn đưa vấn đề lên cao rồi lại nhẹ nhàng bỏ sang bên. Không có gì, chỉ là sáng hôm nay tôi đột nhiên gặp đồng chí này. Cách nói chuyện của đồng chí này làm tôi thầm than sao phó trưởng phòng văn hóa mà hình như trình độ văn hóa lại không cao. Xem ra về sau chúng ta phải tăng cường giáo dục cán bộ. Anh nói có đúng không phó chủ tịch Lưu? Người khác không hiểu ý của Lý Đình Sơn, Lưu Thế Hiên lại biết rõ là mình bị Lý Đình Sơn châm chọc. Tuy Lý Đình Sơn nói Ngưu Hồng Muội nhưng y cũng mất mặt, trong lòng lại chửi Ngưu Hồng Muội vài câu. Y vừa định mở miệng nói thì Lý Đình Sơn lại xoay sang hỏi Ngô Anh Kiệt.
Chánh văn phòng Ngô có suy nghĩ gì về việc phân công cán bộ? Mọi người lại bắt đầu rung lên, Lý Đình Sơn hôm nay sao thế, làm việc lúc đông lúc tây, không theo lẽ bình thường. Trong lời nói lại lộ ý đồ làm cho người khác nghĩ mãi không ra. Cân nhắc không ra cũng đúng, nghệ thuật của lãnh đạo chính là làm người khác không đoán được tâm tư của mình. Chẳng qua ý đồ thật của Lý Đình Sơn cũng không phải là cố ra vẻ thần bí mà có ý khác. Ngô Anh Kiệt nhìn lướt qua Hoàng Bằng Phi rồi từ từ nói. Vấn đề khảo sát cán bộ và phân công cán bộ là chuyện của ban tổ chức cán bộ. Chẳng qua nếu bí thư Lý điểm danh thì tôi xin nói. Hy vọng trưởng ban Hoàng không có suy nghĩ gì. Hoàng Bằng Phi đã đủ xấu hổ. Lý Đình Sơn rõ ràng không hỏi tới làm y rất bất mãn. Không rõ mình sao lại đắc tội bí thư huyện ủy nên rất tức giận. Ngô Anh Kiệt nói chuyện với giọng kỳ quái như vậy đã châm ngọn lửa giận trong lòng y. Chánh văn phòng y nói gì thế? Bí thư Lý là lãnh đạo cao nhất huyện, lãnh đạo cao nhất chỉ danh thì chúng ta phải phát biểu. Ngô Anh Kiệt cũng không thèm để ý Hoàng Bằng Phi bực tức, y gật đầu với Lý Đình Sơn rồi nói với mọi người. Bí thư Lý đề xuất sử dụng sinh viên mới ra trường là rất phù hợp với việc trẻ hóa cán bộ của Trung ương. Tôi kiên quyết ủng hộ. Y nói một tràng dài, còn nói rộng hơn cả những gì Lý Đình Sơn nói. Hiểu ý của lãnh đạo là quan trọng nhất, Lý Đình Sơn nói một câu liền bị y nói một tràng dài. Chỉ thấy mọi người không ngừng ngáp, ngay cả Lý Đình Sơn cũng lộ vẻ không hài lòng. Cũng may Ngô Anh Kiệt thu miệng đúng lúc, y liền đổi sang chuyện chính. Trưởng ban Đỗ đề cập đồng chí Trương Tín Dĩnh, tôi cũng hiểu một chút, đây là đồng chí nghiêm túc công tác. Cũng là một trong số ít sinh viên mới ra trường xuất sắc ở huyện Bá. Đương nhiên cũng còn nhiều sinh viên mới ra trường xuất sắc, ví dụ như đồng chí Hạ Tưởng của huyện ủy. Tôi cảm thấy đây là đồng chí có năng lực tổng hợp cao. Vừa lúc phòng thư ký của huyện ủy thiếu một phó trưởng phòng, tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ khảo sát đồng chí Hạ Tưởng một chút. Thạch Bảo Lũy mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý, biết Lý Đình Sơn sớm muộn sẽ đề bạt Hạ Tưởng. Thư ký bên cạnh lãnh đạo lên cấp nhanh là bình thường. Mọi người đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở, lại nói ai cũng muốn đề bạt người mình tin cậy nhất, Thạch Bảo Lũy y cũng không khác. Vì thế y cũng không có ý chỉ trích Lý Đình Sơn, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Mới đến vài ngày mà Lý Đình Sơn đã muốn đưa Hạ Tưởng lên vị trí phó trưởng phòng. Tuy rằng phó trưởng phòng thư ký không tính thực sự là cấp phó trưởng phòng, nhưng trước chiếm vị trí sau đó nâng cấp bậc không phải rất hợp lý sao? Thạch Bảo Lũy kinh ngạc không phải là vì Lý Đình Sơn nóng vội, mà đến bây giờ y mới hiểu được mục đích tại sao Lý Đình Sơn làm một loạt chuyện như không liên quan, nhưng trên thực tế cuối cùng là vì đề bạt Hạ Tưởng. Thủ đoạn cao, tính kế rất chuẩn làm y chấn động. Lý Đình Sơn không phải chưa làm chính trị sao, sao lại có chiêu cao như vậy? Đầu tiên là nhắc nhở trưởng phòng công an, sau đó điểm danh phê bình Ngưu Hồng Muội. Quan hệ giữa Ngưu Hồng Muội với Lưu Thế Hiên thì Thạch Bảo Lũy biết rõ. Mà trưởng phòng công an lại là người của Lưu Thế Hiên. Trong lời nói của Lý Đình Sơn chính là để Lưu Thế Hiên tốt nhất đừng phản đối, nếu không có món nợ nào cũng sẽ tính sổ hết. Sau đó Lý Đình Sơn lại mượn việc chỉ đích danh Đỗ Song Lâm phát biểu mà đề xuất Trương Tín Dĩnh. Trương Tín Dĩnh lại là cháu gái ruột của Trương Thục Anh. Trương Thục Anh lại có quan hệ không bình thường với Lưu Thế Hiên, tương đương chính là cột chặt việc đề bạt Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng vào nhau. Cao, quá cao. Thạch Bảo Lũy không khỏi cảm thấy run lên. Lý Đình Sơn này khó đối phó. Người ta đều nói tri thức đều có tác phong của thư sinh, sao Lý Đình Sơn lại làm việc cẩn thận không hành động theo cảm tính vậy? Thạch Bảo Lũy đang thở dài một tiếng, ngồi dựa trên ghế càng làm cho y là nhân vật số 2 ở huyện Bá không bắt mắt. Chỉ có điều y nghĩ mãi không ra đó là vì sao Đỗ Song Lâm lại để bạt Trương Tín Dĩnh nằm ngoài suy đoán của mọi người. Mâu thuẫn giữa Đỗ Song Lâm và Trương Tín Dĩnh đâu phải một hai ngày. Nếu không phải do Đỗ Song Lâm chèn ép quá chặt thì Trương Tín Dĩnh cũng không xuất hiện tình hình như bây giờ. Sao y lại đột nhiên đổi tính, thực sự rộng lượng như vậy sao? Còn có, y vì sao lại nói theo ý Lý Đình Sơn? Đỗ Song Lâm và Lý Đình Sơn quan hệ cùng nhau từ bao giờ? Chẳng những Thạch Bảo Lũy khó hiểu, mọi người ở đây đều không rõ tại sao Đỗ Song Lâm lại nghĩ tới Trương Tín Dĩnh. Chẳng lẽ y và Lý Đình Sơn đã có thỏa thuận gì với nhau? Lưu Thế Hiên ngồi không yên, vừa rồi khi nói chuyện Lý Đình Sơn cố ý cũng tốt, không cố ý cũng vậy, nhưng đã làm y mất mặt. Nhưng Lý Đình Sơn ở vấn đề nhân sự chỉ hỏi Đỗ Song Lâm và Ngô Anh Kiệt, không hỏi Hoàng Bằng Phi làm y rất buồn bực.
y biết đây là Lý Đình Sơn muốn mình khó coi. Ai cũng biết y quan hệ tốt với Hoàng Bằng Phi. Lý Đình Sơn đây rõ ràng là tỏ vẻ không tin Hoàng Bằng Phi, khiến lửa giận trong lòng y tăng vụt lên. Y cười lạnh một tiếng vì Lý Đình Sơn lấy Ngưu Hồng Muội ra làm điều kiện để y đồng ý đề bạt Hạ Tưởng. Lưu Thế Hiên vốn không có ấn tượng tốt đối với Ngưu Hồng Muội, quyết định thà hy sinh Ngưu Hồng Muội cũng không thể để Hạ Tưởng lên chức. Về phần Lý Đình Sơn lại buộc Trương Tín Dĩnh vào Hạ Tưởng, y đến lúc đó sẽ giải thích với Trương Thục Anh là được. Nếu Đỗ Song Lâm công khai đề xuất ban tổ chức cán bộ khảo sát Trương Tín Dĩnh, đến lúc đó Trương Thục Anh ở trên gây áp lực, Hoàng Bằng Phi cũng cố gắng, lại để Phó Bí Thư Trịnh Khiêm nói vài câu thì Lý Đình Sơn còn dám nói gì sao, không tôn trọng ý kiến đa số sao, dám đè việc này sao. Chương 77, người tự nguyện mắc câu. Lý Đình Sơn mày nghĩ mình thông minh ư, tao cho mày bị thông minh hại. Đến lúc đó Trương Tín Dĩnh vẫn được lên chức, Hạ Tưởng không được gì cả. Phải cho mày thấy rõ huyện bá này do ai định đoạt. Lưu Thế Hiên nheo mắt nhìn Hoàng Bằng Phi, hai người gật đầu hiểu ý nhau. Lưu Thế Hiên tuy rất tức giận nhưng lại nghi ngờ việc Lý Đình Sơn và Đỗ Song Lâm một hỏi một đáp. Y nghĩ Đỗ Song Lâm thấy tình hình không ổn thì sẽ hướng về phía phái bản địa, muốn có ý tốt với Trương Thục Anh. Ngô Anh Kiệt nói xong, y liền nhìn Hoàng Bằng Phi và thầm nghĩ bí thư huyện ủy quản nhân sự. Nếu trưởng ban tổ chức cán bộ không đồng lòng thì Lý Đình Sơn nhất định có suy nghĩ. Nếu như điều chỉnh một chút thì y là tránh văn phòng có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban tổ chức cán bộ có quyền cao chức trọng, chức tránh văn phòng sao có thể so sánh. Phó Bí Thư Trịnh Khiêm được phân công phụ trách ban tổ chức cán bộ nên cũng có chút không hài lòng việc Lý Đình Sơn đột nhiên tập kích. Tuy rằng y vẫn có chút đau đầu vì Hoàng Bằng Phi luôn không nghe lời mình. Nhưng cũng hiểu Lý Đình Sơn hỏi lúc đông lúc tây, nhảy qua ban tổ chức cán bộ không nói, còn không coi y là phó bí thư vào đâu. Y vô ý nhìn thoáng qua thấy Lưu Thế Hiên và Hoàng Bằng Phi thầm kết nối liền rất tức giận, y giơ tay nói. Bí thư Lý, tôi là phó bí thư được phân công phụ trách ban tổ chức cán bộ, vì sao việc thảo luận điều chỉnh cán bộ lại không nói trước với tôi? Lý Đình Sơn đúng là đang chờ câu này của Trịnh Khiêm, y cười ha hả nói. Là tôi sai. Phó Bí Thư Trịnh nói rất đúng lúc. Đề bạt cán bộ là việc lớn, về sau cứ là vấn đề liên quan đến cán bộ thì sẽ do tôi, Phó Bí Thư Trịnh và trưởng ban Hoàng trao đổi trước, sau khi có cái nhìn chung rồi sẽ đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Vừa nãy tôi nhắc việc đề bạt cán bộ là sinh viên mới ra trường chẳng qua chỉ thuận miệng mà thôi. Chẳng những Trịnh Khiêm ngẩn ra, Lưu Thế Hiên cũng nghẹn lời nhìn chân chối, kinh ngạc đến độ không giữ được phong cách im như núi. Y nhìn chằm chằm vào Lý Đình Sơn, giống như không rõ Lý Đình Sơn tính toán cái gì. Rõ ràng là muốn đề bạt Hạ Tưởng, nhân cơ hội buộc chặt Trương Tín Dĩnh lại để được mình ủng hộ. Y cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để cắn lại Lý Đình Sơn một miếng. Không ngờ Lý Đình Sơn không cho y cơ hội phản kích đã trực tiếp co đầu rụt cổ. Làm cho y giống như chuẩn bị hết đạn dược ra trận đối mặt kẻ thù thì phát hiện kẻ thù chạy sạch từ lúc nào. Chỉ còn lại một mình y đứng ngẩn ra đó như thằng ngu. Lý Đình Sơn đi vòng một vòng lại về điểm xuất phát, hắn có ý gì? Mọi người không ngờ kế sách dương đông kích tây hôm nay của Lý Đình Sơn chính là do bàn với Hạ Tưởng mà có. Phải nói hầu hết là thực hiện theo ý của Hạ Tưởng. Dựa theo ý của Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn thì vốn chỉ là dung cây dọa khỉ, mượn cơ hội nhắc nhở Vương Quan Thanh mà ám chỉ Lưu Thế Hiên. Dù sao ở xã Cổ Trại đã bị tức giận, không xử lý một chút thì ai cũng nghĩ bí thư huyện ủy chỉ dùng để bài trí sao. Về phần sau đó Lý Đình Sơn đột nhiên hỏi Đỗ Song Lâm dùng sinh viên mới ra trường chỉ là đột nhiên nghĩ tới, muốn thử phản ứng của mọi người, lại không ngờ Đỗ Song Lâm lại là người rất nhanh nhạy, không ngờ đưa Trương Tín Dĩnh ra. Điều này làm Lý Đình Sơn vừa không ngờ vừa thầm khen Đỗ Song Lâm tuy rằng nhìn như ngay thẳng, dám ngay mặt chống đối Trương Thục Anh nhưng thực ra cũng có trí tuệ và thủ đoạn chính trị. Nếu không thì Đỗ Song Lâm sao có thể ngồi vào vị trí trưởng ban tuyên giáo? Chẳng qua Lý Đình Sơn cũng có chút không hiểu vì sao Đỗ Song Lâm lại rộng lượng đề bạt Trương Tín Dĩnh. Khó hiểu là khó hiểu, y vốn bàn với Hạ Tưởng là qua một thời gian nữa rồi đề bạt Hạ Tưởng lên một cấp, nhưng lúc này có cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Y liền thuận nước đẩy thuyền đưa Ngưu Hồng Muội để thử Lưu Thế Hiên, lại mượn miệng Ngô Anh Kiệt để nâng Ngô Anh Kiệt ra, làm cho mọi người có cảm tưởng y một lòng đề bạt Hạ Tưởng. Cuối cùng lại nhẹ nhàng thu hồi lời nói lúc trước. Mục đích chính là tung mồi xem ai tình nguyện mắc câu. Làm mọi người đều nghĩ y nóng vội, y lại không hề vội vàng ngồi đó buông cần, chờ người khác nóng lòng.
Lý Đình Sơn nhìn thoáng qua Hạ Tưởng làm nhân viên ghi chép, ánh mắt hai người lén trao đổi với nhau. Hạ Tưởng là thư ký của bí thư huyện ủy nên làm nhân viên ghi chép hội nghị, không có quyền lên tiếng và đề nghị, không có quyền biểu quyết nhưng ít ra được nghe, hiểu được hướng đi của mọi người, cũng là cho hắn có thêm tính toán. Ngay cả Lý Đình Sơn cũng không đoán được Đỗ Song Lâm đột nhiên nói ra tên Trương Tín Dĩnh là do Hạ Tưởng ám chỉ. Hạ Tưởng không có tư cách ngồi trên, hắn luôn ngồi phía dưới, trong tay cầm một quyển sổ ghi chép. Khi Lý Đình Sơn hỏi Đỗ Song Lâm, Đỗ Song Lâm ngẩn ra một lát, Hạ Tưởng liền nhân cơ hội rót nước cho Đỗ Song Lâm mà cố ý cầm quyển sổ trong tay đặt trước mặt đối phương, bên trên y viết to tên Trương Tín Dĩnh. Vốn không phải do Hạ Tưởng phụ trách rót nước nhưng hắn chủ động làm như vậy thì cũng không ai nói. Đỗ Song Lâm liếc mắt một cái là thấy tên rất to bên trên, ám chỉ rất rõ ràng. Hạ Tưởng cũng không tin mấy, hắn chỉ là đưa cơ hội đến trước mặt Đỗ Song Lâm, có nắm được hay không là do y. Kết quả làm hắn rất hài lòng, Đỗ Song Lâm nhìn cái là ra và đọc tên Trương Tín Dĩnh. Sau khi tan họp mọi người có tâm trạng khác nhau mà rời đi. Ngô Anh Kiệt là người cuối cùng đi ra. Y chờ mọi người đi hết liền bảo người dọn phòng. Sau đó y mới lặng lẽ đến văn phòng Lý Đình Sơn, gõ cửa phòng ngoài. Hạ Tưởng đang sửa lại văn bản thấy là Ngô Anh Kiệt liền không hề ngạc nhiên mà nói. Tránh văn phòng Ngô, thật có lỗi. Bí thư Lý hơi mệt nên nghỉ ở bên trong, không có chuyện gì quan trọng thì lát nữa gặp. Ngô Anh Kiệt cười cười trông rất tùy ý mà nói. Tiểu Hạ, tối có việc gì không? Không có việc gì thì chúng ta cùng uống mấy chén. Tôi mời khách, dù như thế nào tôi cũng đến huyện bá sớm hơn cậu 2 năm, coi như nửa chủ, phải thể hiện hết tình của chủ nhà. Hạ Tưởng biết Ngô Anh Kiệt đang rất cấp bách, bởi vì y muốn dựa vào Lý Đình Sơn, nhưng Lý Đình Sơn vẫn lạnh nhạt với y, khiến y không tự tin. Hôm nay Ngô Anh Kiệt cố ý mời hắn ăn cơm là muốn kéo gần quan hệ. Thực ra người muốn tỏ vẻ dựa vào như Ngô Anh Kiệt thì dùng hay không chỉ là hai sự lựa chọn. Nhưng bây giờ không ai dùng thì cũng có thể dùng. Lý Đình Sơn không ra mặt mà do hắn ra mặt giao tiếp với Ngô Anh Kiệt, như vậy càng làm cho Ngô Anh Kiệt lúc nào cũng phải cẩn thận, vì tiến gần hơn mà thêm cố gắng cũng là việc tốt. Hạ Tưởng đặt văn bản xuống và nói. Tránh văn phòng mời tôi sao dám không nghe lãnh đạo sai bảo. Lãnh đạo nói đến đâu, tôi nhất định đúng giờ mà tới. Ngô Anh Kiệt đi rồi, Hạ Tưởng liền nói ý của Ngô Anh Kiệt với Lý Đình Sơn. Lý Đình Sơn cũng tán thành. Y vừa nãy tránh ở trong phòng gọi điện cho bạn, người bạn cũng mơ hồ nói có chuyện khai thác làng du lịch Tam Sơn, chẳng qua không quá chú ý nên sau khi tìm hiểu sẽ nói rõ chi tiết với Y. Hạ Tưởng nghe xong cũng biết có một số việc không thể gấp nên chuyển đề tài mà nói. Bí thư Lý, ngài cảm thấy Trương Tín Dĩnh sau khi nghe được tin sẽ có phản ứng gì? Hội nghị hôm nay Lý Đình Sơn công khai tỏ thái độ đề bạt sinh viên mới ra trường, Đỗ Song Lâm cũng đề cử Trương Tín Dĩnh. Không cần nửa tiếng sẽ rơi vào tai Trương Tín Dĩnh, sau đó Trương Thục Anh sẽ biết. Với tính cách Trương Tín Dĩnh, nếu Đỗ Song Lâm đột nhiên không nói thêm gì thì cô ả không quá gấp mới là lạ. Chương 78, đi bước đầu tiên. Đối với Đỗ Song Lâm mà nói thì có một cơ hội khiến Trương Tín Dĩnh phát điên, sao y có thể bỏ qua? Khi không được Lý Đình Sơn nhắc từ trước, y có thể chủ động đề bạt Trương Tín Dĩnh, đây là biểu hiện trí tuệ chính trị, hơn nữa cái tát kia cứ thế mà ăn sao? Đương nhiên đây cũng là kết quả mà Hạ Tưởng lén giao tiếp với Đỗ Song Lâm. Hạ Tưởng coi như đoán được tính cách của Đỗ Song Lâm. Đỗ Song Lâm xuất thân là giáo viên, có khí khái, ít nhất ngoài mặt sẽ xử lý một chuyện làm cho người ta không thể tìm ra sơ hở. Tên này tuy có thủ đoạn, cũng có chút tâm tư nhưng không dám làm quá đáng. Cho nên hắn hiểu nếu để Đỗ Song Lâm đứng bên Lý Đình Sơn, công khai chống đối đám người Lưu Thế Hiên là không có cửa. Nhưng nếu Lý Đình Sơn ra mặt khiến Đỗ Song Lâm có thể làm người tốt, đồng thời lại có thể thầm đâm Trương Tín Dĩnh một phen, cũng có thể xả giận với Trương Thục Anh đáng ghê tởm kia, còn có thể làm Lưu Thế Hiên có nỗi khổ không nói thành lời, y đột nhiên sẽ lập tức đồng ý. Hạ Tưởng đúng là bởi vì thấy Đỗ Song Lâm muốn đối phó với Trương Tín Dĩnh nên làm vậy. Về phần Đỗ Song Lâm và Trương Thục Anh còn có ân oán nào khác không thì tạm thời hắn không cần hiểu rõ. Dù sao hắn cũng có đủ thời gian phân tích triệt để từng người mà. Tối Hạ Tưởng và Ngô Anh Kiệt ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng dành trước đi thanh toán. Ngô Anh Kiệt là thường vụ, tránh văn phòng huyện ủy, đối phương chủ động mời hắn ăn cơm đã là tỏ thái độ rồi. Hắn nếu làm Ngô Anh Kiệt trả tiền thì có nghĩa cái đuôi vểnh lên quá cao.
vấn đề thái độ không được có sự sơ hở, chỉ cần đến lúc quan trọng Ngô Anh Kiệt đồng ý ra mặt thì chút tiền cơm có đáng gì. Hơn nữa sự nhiệt tình của Ngô Anh Kiệt làm Hạ Tưởng thầm than thở đây là nhân tài vì đối phương là thường vụ mà có thể hạ thấp mình như vậy. Hai ngày sau Hạ Tưởng không nhận được tin trên Bắc Kinh, cũng không nghe thấy tin Trương Tín Dĩnh tìm Đỗ Song Lâm gây rối. Nhưng hắn lại đợi được Phùng Húc Quang đến, làm cho Hạ Tưởng không ngờ đó là Phùng Húc Quang không chỉ đến một mình, còn mang theo cả Tiếu Giai. So sánh với lần trước thì Tiếu Giai gầy hơi, cằm nhọn hơn, thêm đôi mắt lúng liếng, thân hình đầy quyến rũ của cô đứng trước mặt làm người ta không nhịn được thấy thương tiếc. Hạ Tưởng thầm lắc đầu, đúng là yêu tinh quyến rũ chết người không đền mạng. Tiếu Giai đúng là một cô gái quyến rũ tận xương tủy. Phùng Húc Quang đến nhanh như vậy không làm Hạ Tưởng kinh ngạc mấy. Hắn biết đối phương là người làm ăn nên rất quyết đoán. Chẳng qua hắn không ngờ Tiếu Giai lại cùng Phùng Húc Quang đến huyện bá. Khi hắn thấy Tiếu Giai cười hì hì xuống xe theo Phùng Húc Quang, vẫy tay phải với hắn. Trên cổ tay phải đeo sợi dây màu đỏ, trên sợi dây còn có một chiếc răng bạc rất khéo léo. Tay cô vung lên khiến chiếc chuông kêu leng keng làm cho hắn ngẩn ra. Hắn đột nhiên nghĩ tất cả cảnh trước mặt đều là trong cơn mơ. Tiếu Giai đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới buổi ân ái đêm đó nên miệng lưỡi khô khốc mà nói. Sao em lại đến đây? Mặt Tiếu Giai đỏ lên vì không quá thích ứng với không khí vùng cao nguyên cao hơn mặt nước biểu nhiều, hai mắt như có sương mù nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng có cảm giác cả người bị ánh mắt của Tiếu Giai bao phủ, rơi vào trong mây mù và không thể thoát ra. Nhìn anh ngẩn ra kìa, không biết vui mừng vì gặp Tổng Giám Đốc Phùng, hay là không ngờ em sẽ đến. Sợ em làm hỏng chuyện tốt của anh và Tổng Giám Đốc Phùng. Tiếu Giai thấy Hạ Tưởng không hề ngạc nhiên như cô nghĩ liền cố ý nói hắn. Uổng công cô ngày đêm nghĩ về hắn, hắn lại ít gọi điện cho cô, hơn nữa hình như chưa từng nói lời yêu đương nào cả. Hạ Tưởng thấy Phùng Húc Quang cười cười đứng bên, nháy nháy mắt với mình làm hắn có chút xấu hổ. Lần trước khi hắn giới thiệu Tiếu Giai với Phùng Húc Quang thì chỉ nói là đồng nghiệp cũ, không nói có quan hệ gì đặc biệt cả. Cảnh vừa rồi đã bị Phùng Húc Quang thấy, không cần nói thì ai cũng có thể nhìn ra Tiếu Giai đang làm nũng và nhớ về hắn. Sao không báo trước cho anh đã đột nhiên tới rồi? Định đột nhiên tập kích sao? Ông anh cũng đúng là, dẫn Tiếu Giai đến cũng phải báo cho em trước một tiếng chứ, để em tắm rửa trước hay gì đấy. Nếu không với hình ảnh này mà đi ra gặp người thì quá mất mặt. Hạ Tưởng không muốn tỏ vẻ quá thân mật với Tiếu Giai trước mặt người khác nên đành lấy cớ trêu Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang ho khan một tiếng, đóng cửa xe Audi lại, châm một điếu thuốc lá rồi nói. Đột nhiên có quyết định, tôi định đi thì Tiếu Giai mới quyết định muốn đi theo, còn dặn tôi không được lộ tin. Tiếu Giai rất lợi hại, tôi sợ cô ấy nên sao dám không nghe lời. Chẳng qua nói thật đó Hạ Tưởng, Tiếu Giai không giúp tôi quản lý siêu thị Giai ra đúng là tổn thất quá lớn. Trên đường tôi đã không ngừng đề nghị với cô ấy, rất thú vị đó. Tôi lần đầu tiên phục một người phụ nữ. Không là một cô gái, một cô bé nhỏ hơn tôi chục tuổi, đơn giản là có đầu óc giỏi. Phùng Húc Quang nói chuyện vài câu liền nhắc đến việc kinh doanh. Y đúng là luôn suy nghĩ việc Tiếu Giai không đồng ý gia nhập siêu thị Giai ra, luôn muốn cô thay đổi ý đồ. Hạ Tưởng, hay là chú khuyên Tiếu Giai, bảo cô ấy gia nhập siêu thị Giai ra. Tôi chia cho cô ấy 1% cổ phần. Phùng Húc Quang vừa nói vừa cười cười xấu xa với Hạ Tưởng. Sau đó lại quay đầu lại nhìn phản ứng của Tiếu Giai. Tiếu Giai nháy mắt, nũng nịu nói. Được đó Tổng Giám Đốc Phùng, hay là tôi làm trợ lý của anh, mỗi ngày ở bên anh. Đi qua đi lại trước mắt chị dâu, anh đồng ý không? Phùng Húc Quang cũng không chịu được sự quyến rũ của Tiếu Giai, y run lên nói. Trợ lý thì thôi, để vợ tôi thấy tôi có trợ lý như vậy thì không giết tôi mới lạ. Bỏ đi, không muốn vào siêu thị Giai ra thì thôi. Đỡ làm cô đến công ty chúng tôi sẽ hại đám thanh niên công ty cả ngày ngây ngô, làm thế nào mà công tác được. Y thân thiết ôm vai Hạ Tưởng rồi nói. Đi ăn thôi, đói chết mất, vừa ăn vừa nói chuyện, để anh nghe tư tưởng kỳ diệu của chú. Thị trấn huyện bá không lớn, không có mấy nhà hàng lớn. Hạ Tưởng ngồi trong xe Audi, chỉ Phùng Húc Quang đến nhà hàng hôm trước hắn ăn cùng Ngô Anh Kiệt, tên là Lạc Anh Tuyển. Hạ Tưởng phát triển ở thành phố chương trình cũng vậy. Huyện bá cũng vậy, tuy không giàu nhưng có một điểm thú vị đó là tên nhà hàng đều được đặt rất nho nhã. Mới đầu hắn đến chỗ ăn mà Hồ Tăng Chu nói ở thành phố chương trình gọi là An Định Uyển Tử Khí Các thì còn nghĩ Hồ Tăng Chu đây là học đòi văn vẻ.
nhưng sau khi đến huyện bá thì hắn mới phát hiện tất cả các nhà hàng huyện bá, cho dù là mấy cửa hàng buôn bán đồ dùng sinh hoạt đều đặt tên dễ nghe có ý thơ. Khí hậu một nơi nuôi ra người nơi đó, lời này không sai. Ông anh mua xe Audi này từ bao giờ thế, không phải đang thiếu tài chính sao? Hạ Tường ngửi xe thấy toàn mùi mới, lại thấy Phùng Húc Quang lái xe không quá thạo nên đột nhiên nhớ lần trước xe của đối phương hình như là xe Santana. Mượn thôi. Phùng Húc Quang cũng không giấu Hạ Tường, đỗ xe xong liền nói. Bây giờ không phải là lúc mua xe tốt, có tiền dư giả còn không bằng đầu tư, mua Audi gì chứ? Tôi mượn một người bạn, xe đều kia của tôi đi đường dài không được, rất mệt. Lại nói đi Audi đến đây bàn chuyện làm ăn, cũng phải có thứ làm mặt tiền chứ. Chương 79, mời anh tự trọng. Tiếu Dài không xuống xe, do cảm thấy quần bò bị nhăn, nên mới cúi người sửa lại. Lưng quần phía sau hơi hạ xuống lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết ở trên lưng, làm cho đầu óc Hạ Tưởng nhộn nhạo. Thấy Phùng Húc Quang đi trước vào nhà hàng, hắn biết đối phương đây là cho mình không gian. Hắn liền đi tới một bước, cầm tay của Tiếu Dài, nhẹ nhàng nói. Làm anh bất ngờ, có phải là nhớ anh không? Tiếu Dài dựng người dậy, vung tay Hạ Tưởng ra rồi nói. Đừng có tưởng bở, ai nhớ anh, nằm mơ đi. Em đến nói chuyện làm ăn. Trong việc làm ăn thì mời anh Hạ tự trọng. Hạ Tưởng không nhịn được mà nói. Lời gì mà trong toàn mùi thuốc súng thế? Em đến mua súng ống à? Tiếu Dài không nhịn được mà phì cười, mặt sáng rực lên như ánh mặt trời sau cơn bão tuyết. Cô đảo đảo mắt mà nói. Em đến là có việc quan trọng cần nói, đương nhiên ngoài chuyện công việc thì đến chào hỏi đồng nghiệp cũ cũng không sao mà, phải không? Chỉ sợ người khác có suy nghĩ, nghĩ linh tinh cho rằng em chui đầu vào lưới. Em dù có lý cũng không thể nói rõ. Đừng trách em trước đó không nói rõ. Hạ Tưởng, em chủ yếu là cảm thấy hứng thú việc anh đề xuất siêu thị làm các sản phẩm có thương hiệu riêng. Nhưng không hề có hứng thú mấy đối với bản thân anh. Hạ Tưởng gật đầu nghiêm túc nói. Tôi đại biểu quần chúng huyện bá chào mừng cô Tiếu đến khảo sát đầu tư, mời vào trong để tôi tỏ lòng địa chủ. Tiếu Dài cũng gật đầu nói. Ít nhất thái độ cũng được, ấn tượng đầu tiên là hợp cách. Ba người vào trong một căn phòng trong Lạc Anh Uyển, điều kiện mặc dù bình thường, bàn ghế đều cũ, vệ sinh đồ ăn cũng bình thường chẳng qua không hề ai suy nghĩ nhiều. Phùng Húc Quang tùy tiện ngồi xuống, cũng không khách khí mà tự mở miệng gọi vài món ăn rồi nói. Hai người có cần chọn không? Tôi lớn tuổi nhất nên làm chủ thay hai người. Hạ Tưởng gọi nhân viên phục vụ nhỏ giọng nói vài câu. Ba người lấy ba chai bia, chút đồ ăn nhẹ, uống vài chén. Phùng Húc Quang uống cạn bia trong chén rồi nhìn Tiếu Dài mà nói. Tiếu Dài, tôi đến nói chuyện kinh doanh. Cô đến là phát hiện cơ hội kinh doanh. Ở đây có ba người chúng ta, chỉ nói chuyện chính, không nói chuyện khác, được không? Tiếu Dài đương nhiên hiểu ám chỉ của Phùng Húc Quang nên không khách khí nói. Ý của Tổng Giám Đốc Phùng là nói để tôi biết điều ăn xong là sang bên ngồi, cho hai người đàn ông các anh một không gian, thuận tiện cho các anh ra ngoài lêu lổng. Cũng đúng. Thành phố Yến đầy ong bướm, mà huyện bá lại là nơi núi non trùng điệp, nhất định có món ăn thôn quê, có thú vị khác. Ăn thì cá quen nên muốn đổi sang rau dại, phải không? Vừa lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn vào, nghe thấy câu cuối cùng của Tiếu Dài liền nói. Rau quý khách gọi lập tức mang nên, mời quý khách không nên vội. Nhân viên phục vụ vừa đi, Phùng Húc Quang thiếu chút nữa úp mặt xuống bàn, Hạ Tưởng không nhịn được, chỉ vào rau trên bàn mà nói. Người huyện bá không thích ăn ớt, sao vừa nãy Tiếu Dài như ăn quả ớt to vậy nhỉ? Ngại em nói chuyện không dễ nghe hả? Tiếu Dài như tức tối mà uống cốc bia vào bụng. Không dễ nghe thì đừng nghe, ai chẳng biết ý đồ đen tối của đàn ông các anh. Các anh thích thế nào là việc của các anh, đừng để tôi thấy là được, mắt không thấy thì tim không bực. Hạ Tưởng cười cười với Phùng Húc Quang. Tổng Giám Đốc Phùng, còn dám mời cô ấy gia nhập siêu thị Dài ra không? Cô gái tính cách nóng nảy, không biết chừng lúc nào đó sẽ ăn sạch anh, hơn nữa còn cay như vậy, làm anh nửa ngày cũng không chịu được. Phùng Húc Quang cố nhịn cơn buồn cười, bất đắc dĩ nói. Từ sau khi chú giới thiệu Tiếu Dài với anh sớm đã thành người bị hại. Cũng may anh đã luyện mãi thành quen, bây giờ cuối cùng đã quen với việc cô ấy đột nhiên phát tác, biến thành tường đồng vách sắt, không sợ mắng, không sợ nghe lời khó nghe, coi như không nghe thấy là được mà. Tiếu Dài đột nhiên thay đổi thái độ, nhẹ nhàng nói.
Tổng Giám đốc Phùng, hay là tôi làm thư ký của anh được không? Tiền không cần nhiều, một tháng 15 ngàn là được. Phùng Húc Quang vội vàng nói. Đừng, bà cô của tôi thà để sau này cô phụ trách một chi nhánh, một tháng cho cô 20 ngàn để cô tránh xa tôi. Vậy còn anh, Hạ Tưởng, cảm thấy tôi như thế nào? Tiếu Dai lại nhằm sang Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết phụ nữ đều thích an ủi, thích dụ dỗ. Có phụ nữ lấy mềm thắng cứng, có phụ nữ dùng vẻ kiên cường bên ngoài che giấu sự yếu đuối trong lòng. Hắn không thể không khiến Tiếu Dai phát tác, tuy biết cô cố ý thị uy cũng phải chấp nhận, ai bảo cô từ xa đến huyện bá, ngay cả người và tiền đều muốn giao cho hắn. Phụ nữ có quyết định như vậy, đàn ông mà không chịu trách nhiệm thì không phải đàn ông. Tôi đúng là hơi động tâm. Hạ Tưởng cười hì hì mà nói, mắt rất sáng. Chỉ là không có tiền, một tháng 15 ngàn quá cao. Tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, một tháng trả 150 tệ cũng không thể kiếm ra. Trong lòng Tiếu Dai không hiểu sao lại hơi đau. Đây là người đàn ông như thế nào, làm cho cô ngày đêm nhung nhớ, không thể nào xua đi được. Mặc dù cô rất muốn thừa thắng tiến lên, hơn nữa cô cũng tin với tình cảm và những gì mình bỏ ra, Hạ Tưởng cuối cùng nhất định sẽ có lời hứa với cô, cho cô một danh nghĩa chính thức. Chẳng qua cô không làm như vậy, mới đầu cô có ấn tượng tốt, sau đó là thích, đến bây giờ lại lún sâu vào, từng bước bị người đàn ông này hấp dẫn và chế phục. Làm sao lại không muốn mãi mãi ở bên hắn? Phụ nữ muốn sống mãi bên nhau hơn đàn ông. Chỉ có điều cô không muốn ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm nhận của mình, không suy nghĩ đến tiền đồ của Hạ Tưởng, không nên bất chấp tất cả ở bên hắn. Lại nhìn ánh mắt trong suốt của Hạ Tưởng, trong đó vừa có vẻ chân thành, vừa có vẻ chín chắn, kết hợp hoàn mỹ tuổi trẻ và kinh nghiệm với nhau. Đã không còn sự xúc động, lỗ mãng của tuổi trẻ, lại thêm sự điềm đạm chín chắn. Càng chủ yếu chính là hắn còn không có vẻ lọc lõi rõ ràng của người đàn ông trung tuổi. Tiếu Dai thiếu chút nữa đau đến độ chảy nước mắt. So với tính cách tham lam và háo sắc của Văn Dương, Hạ Tưởng đối xử tốt với cô như vậy, lại yên tâm để tiền của hắn vốn được trong tay cô. Người đàn ông như vậy gần như chính là người đàn ông hoàn hảo cuối cùng còn tồn tại. Tiếu Dai hít sâu một hơi cố áp chế suy nghĩ không thực tế trong lòng, mặt từ từ khôi phục vẻ quyến rũ. Chỉ bằng hai người đàn ông các anh còn không thể khiến tôi động tâm. Không nói linh tinh với các anh nữa. Hạ Tưởng nói đi, nói thẳng suy nghĩ của anh ra, tốt nhất làm mắt tôi sáng lên thì mới không uổng chuyến đi này. Phùng Húc Quang đoán được quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tiếu Dai rất gần, chẳng qua đến mức nào thì y không dám xác định. Thấy Tiếu Dai đột nhiên đổi đề tài, mặt rất bình thường và không có gì khác thường, y không khỏi có chút khó hiểu nhìn Hạ Tưởng vài lần. Thấy Hạ Tưởng cũng rất bình tĩnh. Còn gật đầu nữa. Y liền nói thầm chẳng lẽ mình nhìn lầm, chẳng lẽ Hạ Tưởng và Tiếu Dai không có quan hệ yêu đương. Phùng Húc Quang lại nghĩ đến sự thân mật giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hắn so sánh Tào Thù Lê với Tiếu Dai liền hiểu ra. Tào Thù Lê đoan trang, xinh đẹp, đáng yêu. Tiếu Dai mặc dù rất quyến rũ nhưng đàn ông mà lấy cô về nhà sẽ vì yêu quá mà nghi ngờ. Xem ra Tào Thù Lê sẽ tốt cho chồng hơn. Y tự thấy kết luận của mình là đúng. Chương 80, ý tưởng kinh doanh của Hạ Tưởng. Vừa lúc nhân viên phục vụ mang một đĩa nấm khẩu bắc xào thịt và một đĩa rau quyết một trộn tới đặt lên bàn, Phùng Húc Quang liền kêu lên. Tôi không phải gọi hai món này, mang nhầm rồi. Một, nấm khẩu bắc là một loại nấm màu trắng sinh trưởng ở thảo nguyên Mông Cổ, hương vị rất ngon. Rau quyết, một loại cây thuộc họ Dương Sỉ. Hạ Tưởng phất tay cho nhân viên phục vụ lui ra. Tôi gọi, mối làm ăn đợt tới đấy. Tiếp đó hắn mời Phùng Húc Quang và Tiếu Dai dùng bữa. Mau ăn đi, đừng thất thần. Nếm thử chút đi, món ăn thôn quê sơn dã chân chính. Tiếu Dai lườm Hạ Tưởng một cái, nghĩ hắn cố tình trêu ghẹo mình. Hạ Tưởng làm bộ không phát hiện, thấy Phùng Húc Quang vẫn chậm chạp không chịu động đũa, biết trong lòng y có việc thì không có tâm ăn uống, liền cười nói. Tôi muốn nói mối làm ăn chính là hai món đồ ăn trước mặt hai vị. Đầu tiên cứ nếm thử xem hương vị thế nào mới có thể tiếp tục thảo luận được. Nấm khẩu bắc và rau quyết tuy rằng không tính là hiếm có nhưng lúc này vẫn chưa tiến vào thị trường với khối lượng lớn, hơn nữa nhà hàng và khách sạn của thành phố Yến còn chưa phát đạt như đời sau, Phùng Húc Quang và Tiếu Dai không có khái niệm gì về hai món này cũng là bình thường. Tuy nhiên sau khi hai người nếm qua mấy miếng đều khen không dứt miệng, gắp ăn liên tục, nhất là Phùng Húc Quang. Chỉ hai ba lượt gắp. Y đã tiêu diệt quá nửa đĩa nấm khẩu bắc xào thịt,
còn đĩa rau quyết trộn thì gần như một mình y giải quyết toàn bộ. Sau khi lau miệng rất không hình tượng, Phùng Húc Quang cười ha hả nói. Trên đường chưa ăn cơm nên hơi đói. Tốt rồi, tôi ăn xong rồi, ngon lắm. Nói đi, chẳng lẽ cậu cũng nghĩ giống Thiếu Giai, muốn bán đồ ăn à? Phùng Húc Quang cũng coi như nói trúng đích, quả thật là Hạ Tưởng muốn bán đồ ăn, tuy nhiên là đồ ăn đã trải qua gia công và đóng gói thành phẩm. Nếu có thể lợi dụng đầy đủ, nấm khẩu bắc và rau quyết ở huyện Bá Chính là một đống của cải thật lớn. Nếu triển khai thực hiện tốt, chẳng những Phùng Húc Quang có thể kiếm được một khoản tiền lớn còn có thể kéo nông dân làm giàu. Tuy nhiên hiện tại nguồn tài nguyên này đang bị Lưu Hà một tay nắm giữ. Để cho y ăn một mình không nói, quan trọng là dân chúng không chiếm được nửa điểm ích lợi nào. Ý tưởng của Hạ Tưởng là khiến Phùng Húc Quang bỏ vốn thành lập một nhà máy gia công thực phẩm. Đầu tiên lấy danh nghĩa nhận thầu mua ngọn núi hoang có nấm khẩu bắc và rau quyết, sau đó phân chia khu vực sản xuất ấm khẩu bắc và rau quyết để không phá hỏng môi trường sinh thái, tổ chức cho thôn dân thu hái, đồng thời tiến hành cho thôn dân gieo trồng trong núi, vừa duy trì vừa mở rộng khu vực gieo trồng, đảm bảo không đứt đoạn nguồn cung cấp. Thu hoạch nấm khẩu bắc và rau quyết gia công phơi khô rồi đóng gói, dán nhãn, có thể cung cấp cho siêu thị Giai Gia chuyên doanh. Cho dù từ đầu lượng tiêu thụ tại siêu thị Giai Gia hữu hạn nhưng dần dà sẽ chiếm cứ tiên cơ của thị trường, hơn nữa ngành công nghiệp ẩm thực của thành phố Yến đang phát triển rất nhanh, nhu cầu về nấm khẩu bắc và rau quyết sẽ ngày càng lớn. Đến lúc đó, là người mở đường cho thị trường, Phùng Húc Quang muốn không kiếm tiền cũng khó. Hạ Tưởng tính sơ một chút, bởi vì huyện Bá có rất nhiều tài nguyên và núi hoang, xây dựng một nhà máy gia công thực phẩm ở cạnh thôn, chi phí đất gần như có thể không cần tính tới. Chính sách ưu đãi tự nhiên không cần lo, huyện sẽ xây dựng và đưa ra. Phí xây dựng cơ bản hẳn là khoảng hơn 100.000 tệ là được. Chỉ có thiết bị gia công thực phẩm thì hắn chưa kịp nghiên cứu nhưng có lẽ sẽ không quá đắt, bởi vì cũng không phải gia công chuyên sâu mà chỉ là xử lý đơn giản. Phương tiện vận chuyển và chứa đựng hẳn là cũng không cần mua thiết bị quá đắt đỏ, quý hiếm. Phùng Húc Quang cầm một chén rượu, đặt lên miệng, vẫn giữ nguyên tư thế, sau một lúc lâu vẫn không nhúc nhích. Lẳng lặng nghe Hạ Tưởng chậm rãi nói. Tiếu Giai lại nhấp nháy đôi mắt to mọng nước, trong mắt có đủ các loại sắc thái nghi vấn, khâm phục, ngạc nhiên, còn có cả hơi khiếp sợ. Đây là Hạ Tưởng vốn thành thật, chất phác, nhát gan, trầm mặc lúc trước sao? Nghe hắn nói chuyện như thể một vị tinh anh trong thương giới, giới thương nhân, đang nói chuyện làm ăn, làm gì có nửa điểm nhát gan trước kia chứ? Trong lòng Phùng Húc Quang cũng khiếp sợ không hiểu. Y cũng cảm thấy kinh ngạc vì ánh mắt và giải thích độc đáo trong phương diện kinh doanh của Hạ Tưởng. Tuy rằng trước kia cũng đã nhận được những chỉ điểm quan trọng của Hạ Tưởng mà thu không ít tiền, giúp siêu thị Giai Gia vượt qua được cửa ải khó khăn thứ nhất, nhưng lúc ấy Y chỉ cho rằng Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một vài ý tưởng mà thôi, không ngờ rằng hóa ra hắn đúng là có thiên phú trong phương diện kinh doanh. Y nhìn Hạ Tưởng, lại nhìn Thiếu Giai, bỗng nhiên sinh ra cảm giác bùi ngùi. Đôi nam nữ trước mặt này còn rất trẻ nhưng lại thông minh khác thường, khiến y vốn tự hào về tài năng kinh doanh của mình cũng phải tự sinh ra một tia hoài nghi và tự diễu. Y đi theo nghiệp kinh doanh đã bao năm nay, còn Hạ Tưởng và Tiếu Giai mới chỉ tốt nghiệp đại học vài năm. Họ là dựa vào cái gì mà được như vậy? Không phục là không phục nhưng Phùng Húc Quang vẫn cảm giác cao hứng từ đáy lòng vì có thể kết giao được với hai bằng hữu ưu tú như vậy. Có một câu nói rất đúng, muốn nhìn tố chất một người. Vậy hãy xem bạn bè bên cạnh người đó. Trầm ngâm một lát, Phùng Húc Quang lại ăn mấy miếng nấm khẩu bắc và rau quyết, sau đó cười ha hả nói. Hương vị không tồi, nhưng lượng tiêu thụ của nhà hàng, khách sạn trong thành phố Yến sẽ không nhỏ, mà huyện Bá có tài nguyên tốt như vậy, tại sao không có ai phát hiện? Không phải là không ai phát hiện, mà là không ai dám cướp thịt từ trong miệng hổ ra thôi. Hơn nữa, giao thông ở huyện Bá không tiện, tin tức bế tắc. Lại thêm cha con Lưu Thế Hiên cố ý giấu giếm, cho nên tài nguyên thiên nhiên quý giá như vậy mới không bị người ngoài phát hiện, cũng khiến cho Hạ Tưởng nhặt được bảo vật. Hạ Tưởng không chút giấu giếm chuyện thế lực của cha con Lưu Thế Hiên ở huyện Bá, cũng như thủ đoạn khác thường mà Lưu Hà sử dụng. Hắn còn cố ý nhắc nhở Phùng Húc Quang. Có bí thư Lý mạnh mẽ ủng hộ, anh xây dựng nhà xưởng ở huyện Bá sẽ không có vấn đề gì về việc chính sách ưu đãi và chiếu cố. Nhưng có một vấn đề. Cha con Lưu Thế Hiên khẳng định sẽ rất bất mãn, bọn họ bề ngoài không quấy rối nhưng sẽ quấy rối ngầm. Ông anh, không biết anh có ứng phó được không? Phùng Húc Quang phì một tiếng, khinh thường cười nói. Ông anh năm đó là người của tỉnh đoàn,
sau khi từ chức đi lăn lộn làm ăn đã nhiều năm mới kiếm được chút tiền. Nói thật với chú em, mấy năm trước lăn lộn áp lực khổ sở lắm, muôn hình muôn vẻ dạng người, có loại người nào mà chưa gặp chứ. Nó mà dám đến tôi liền dám ứng chiến, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nó mà muốn giả thần giả quỷ, tôi cho nó toàn bộ quỷ thần đều diệt hết. Ngừng lại một chút, y hơi khó hiểu nhìn Hạ Tưởng, hỏi. Chú em, nói đi, cậu toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho tôi là có yêu cầu gì? Hay là muốn lấy ưu đãi gì? Hạ Tưởng không hề né tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của Phùng Húc Quang mà cười rất thẳng thắn, thành khẩn. Hai nguyên nhân, thứ nhất là làm chút chuyện vì bí thư Lý. Anh tới đầu tư xây dựng nhà máy xem như chiến tích của bí thư Lý, đồng thời mang đến ưu đãi cho thôn dân, một công đôi việc. Thứ hai là cũng vì đa dạng hóa sản nghiệp của ông anh, bước một bước đầu tiên để tập đoàn phát triển. Nói đi nói lại, dường như cậu không có chút lợi ích nào thì phải. Phùng Húc Quang vẫn không tin nói nửa đùa nửa thật. Em và bí thư Lý là đồng tâm hiệp lực, em là bạn thân của ông anh. Bí thư Lý thăng quan, ông anh phát tài. Bí thư Lý là người nhớ ân tình cũ, cũng đối xử với người bên cạnh rất thân thiết, rộng rãi. Về phần ông anh, nếu sau khi công việc thành công lại nhẫn tâm đá em sang một bên, mà vẫn không tự cảm thấy lương tâm bất an, vậy em cũng không còn lời nào để nói, tự nhận là xui xẻo. Hạ Tưởng cũng nửa đùa nửa thật thử trêu lại. Phùng Húc Quang đứng dậy, cầm một chén đầy nói. Đàn ông không ăn nói lằng nhằng, uống hết chén rượu này chính là anh em tốt đồng cam cộng khổ, chung hoạn nạn, cộng phú quý. Chương 81, mục đích của Tiếu Giai là gì? Tiếu Giai nhấp nháy mắt, trên mặt đầy vẻ tươi sáng khác thường, cũng cầm chén rượu lên. Hạ Tưởng nhìn cô đầy vẻ ôn hòa, nói. Tiếu Giai, cô cảm thấy ý tưởng của tôi có khả thi hay không? Tôi muốn làm đại lý cho Tổng Giám Đốc Phùng, đem nấm khẩu Bắc và rau quyết tiến đánh vào thị trường Bắc Kinh. Tiếu Giai cũng ly xong liền uống một ngụm rượu, hăng hái nói. Lời này vừa ra, ngay cả Hạ Tưởng cũng hơi cảm thấy kinh hãi. Tiếu Giai thật sự là một cô gái thông minh tuyệt đỉnh, ý tưởng kinh doanh hạng nhất, chỉ liếc mắt một cái là thấy được điểm sáng. Chỉ cần chờ đường núi thông suốt, khoảng cách từ huyện Bá tới Bắc Kinh sẽ từ Thiên Sơn Vạn Thủy biến thành gần gang tấc. Chỉ cần cô có thể mở thị trường Bắc Kinh, đối mặt với thị trường khổng lồ của Bắc Kinh, toàn bộ nhà máy gia công thực phẩm nấm khẩu Bắc và rau quyết cũng sẽ cung không đủ cầu. Có nhìn xa hiểu rộng, lại có một bước động tác nhanh hơn người khác, rất nhiều ông trùm bởi vậy mà sinh ra. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng dẫn Phùng Húc Quang và Tiếu Giai cùng đi gặp Lý Đinh Sơn. Trước khi Phùng Húc Quang đến, Hạ Tưởng đã lộ ra với Lý Đinh Sơn tính toán của hắn. Lý Đinh Sơn tự nhiên không phản đối. Nói là huyện nhất định mạnh mẽ ủng hộ. Đây cũng là bước đầu tiên khai đao với Lưu Thế Hiên mà hai người đã sớm thương lượng kỹ. Lý Đinh Sơn ngay trước mặt tỏ thái độ ủng hộ, cho Hạ Tưởng bắt tay đi làm, lấy danh nghĩa tiến cử đầu tư phát triển kinh tế huyện Bá, cho dù đám người Lưu Thế Hiên cực kỳ bất mãn cũng không dám công khai phản đối. Hơn nữa cũng có lý do tin tưởng, Thạch Bảo Lũy ít nhất cũng sẽ giữ thái độ ủng hộ. Bản thân Thạch Bảo Lũy là chủ tịch huyện. Nếu kinh tế huyện Bá tăng lên một bậc thang mới, y cũng có một phần chiến tích trong đó. Lý Đinh Sơn và Phùng Húc Quang là lần đầu gặp nhau. Vì đều là người thành phố Yến nên cũng không khách sáo nhiều lắm, lại có Phùng Húc Quang giỏi giao tiếp, ăn nói khôi hài, hai người mới quen mà như đã thân, nói chuyện rất vui vẻ. Lý Đinh Sơn cũng không nói nhiều lời khách sáo của quan trường, trực tiếp nói. Tổng Giám Đốc Phùng muốn tới huyện Bá đầu tư xây dựng nhà máy, tôi chỉ có một câu. Tuyên truyền và chính sách ưu đãi không có vấn đề gì. Tôi có thể cam đoan ủng hộ hết sức về mặt chính sách, nhưng các phương diện khác còn phải nhờ anh tự giải quyết. Phùng Húc Quang cũng hiểu được ẩn ý của Lý Đinh Sơn. Huyện Bá rất nghèo, không thiếu sức lao động rẻ tiền, không thiếu đất, chỉ sợ thiếu tiền, chỉ sợ muốn vay tiền từ ngân hàng cũng có khó khăn nhất định. Y cũng thầm tính toán, theo lời Hạ Tưởng, xây dựng một nhà máy ở huyện Bá quả thật cũng không tiêu phí bao nhiêu, mấy trăm ngàn tài chính. Chỉ cần chi tiêu tiết kiệm cộng với nghĩ thêm biện pháp, hẳn là không thành vấn đề. Vấn đề tài chính tôi sẽ tự mình giải quyết, xin bí thư Lý yên tâm, chỉ có điều lo lắng lớn nhất chính là giao thông. Hạ Tưởng cũng đã nói rõ cho y việc khai phá làng du lịch Tam Sơn sẽ mang đến ích lợi rất lớn, tuy nhiên trước khi có được tin tức xác thực, nếu nói Phùng Húc Quang không lo lắng là lừa mình dối người. Xây dựng nhà máy thực phẩm ở huyện Bá có ưu thế rất lớn nhưng nếu không có một con đường tắt đi tới Bắc Kinh như Hạ Tưởng nói,
vậy tất cả cố gắng chỉ có thể là không tưởng. Từ huyện Bá vòng tới thành phố Chương Trình, lại từ thành phố Chương Trình đến Bắc Kinh, tiếp đó lại từ Bắc Kinh đến thành phố Yến. Quá xa, chi phí vận chuyển cũng sẽ khiến người ta phải lắc đầu lè lưỡi. Lý Đình Sơn nói rất thật. Bạn bè tôi ở Bắc Kinh đang hỏi thăm tin tức, chỉ cần có tin tức tôi sẽ biết trước tiên, cũng chỉ mất 2-3 ngày mà thôi. Dù sao Tổng Giám đốc Phùng thật vất vả mới đến huyện Bá một chuyến, khẳng định sẽ muốn đi xung quanh một chút để khảo sát thực địa. Để Hạ Tưởng đi cùng các anh một vòng, vừa lúc trong thời gian chờ tin tức từ Bắc Kinh tới. Khi còn ở công ty, Tiếu Giai và Lý Đình Sơn cũng không quá thân thiết, tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Cô đột nhiên xuất hiện cũng khiến Lý Đình Sơn cảm thấy giật mình. Tuy nhiên khi giới thiệu, Hạ Tưởng nói cô là trợ lý của Phùng Húc Quang, Lý Đình Sơn cũng không hỏi nhiều, chỉ âm thầm quan sát một chút, phát hiện Hạ Tưởng vẻ mặt tự nhiên, Tiếu Giai cũng tự nhiên thoải mái, không chút gượng gạo và xấu hổ, bởi vậy gã cũng bình thường trở lại. Hiện tại Tiếu Giai cũng coi như khách thương, lập trường bất đồng, thân phận bất đồng, ở mặt ngoài vẫn phải giữ thái độ khách khí. Thỉnh thoảng Lý Đình Sơn lại liếc Hạ Tưởng với ánh mắt hồ nghi khiến Hạ Tưởng không kìm nổi bất đắc dĩ cười khổ. Tiếu Giai muốn gặp mặt Lý Đình Sơn, hắn cũng không nên ngăn cản, bởi vì theo kế hoạch lâu dài của hắn, trong bố cục của hắn, Tiếu Giai cũng là người không thể thiếu đối với sự phát triển của huyện Bá. Gặp sớm cũng tốt hơn là gặp muộn, cũng không cần giải thích quá nhiều. Chỉ có điều hắn không quá hiểu Tiếu Giai chủ động tới huyện Bá là có mục đích gì. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Không phải chỉ đơn giản là muốn gặp mặt hắn một lần như vậy chứ. Hắn hiểu, Lý Đình Sơn lo lắng hắn không chịu nổi sự hấp dẫn của Tiếu Giai, sẽ phát sinh gì đó với cô. Vấn đề là, sự tình đã phát sinh rồi. Hắn chỉ hơi lặng lẽ gật đầu với Lý Đình Sơn, ý tứ là hắn tự biết chừng mực. Trước khi trên Bắc Kinh truyền đến tin tức xác thực, Lý Đình Sơn không muốn những người trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện biết kế hoạch phát triển làng du lịch và nhà máy thực phẩm. Nếu chẳng may bởi vì chuyện làng du lịch Tam Sơn có biến, ảnh hưởng tới việc nối thông đường núi, làng du lịch và nhà máy thực phẩm sẽ thành một chuyện cười, sẽ hạ thấp uy tín của Lý Đình Sơn trong huyện. Nhà khách huyện ủy huyện Bá cách tòa nhà huyện ủy một đoạn, ba người lái xe tới nơi, Hạ Tưởng lấy danh nghĩa văn phòng huyện ủy muốn lấy 2 phòng. Nhân viên phục vụ thấy Hạ Tưởng, thậm chí không cần chứng minh thư của Phùng Húc Quang và Tiếu Giai, chỉ cần Hạ Tưởng ký là xong việc. Tuy điều kiện của nhà khách rất bình thường nhưng ưu điểm là sạch sẽ, vệ sinh, hơn nữa còn yên lặng. Vốn huyện Bá có không nhiều người từ ngoài tới, nhà khách huyện ủy to như vậy nhưng không có mấy người vào ở. Hiện tại đúng là mùa huyện Bá đẹp nhất, trong nhà khách có nhiều cây cổ thụ râm mát, đâu đâu cũng màu sắc rực rỡ, hơn nữa còn rất nhiều loài chim nhỏ không biết tên bay tới bay lui, tiếng hót êm tai, khiến người ở trong này có cảm giác thế ngoại đào nguyên. Tâm trạng Tiếu Giai rất vui. Từ thành phố Yến nóng bức đi tới huyện Bá mát mẻ, lại được một nơi yên lặng tốt đẹp thế này, khiến cô lưu luyến không muốn về, tuy nhiên cô vẫn không quên trêu Hạ Tưởng. Được, không hổ là đại thư ký của bí thư huyện ủy, một khi quyền tới tay liền làm gì cũng được, ngủ trọ cũng không cần tiêu tiền. Tôi coi như tới nơi này nghỉ tạm 10 ngày, nửa tháng cũng tốt. Hạ Tưởng liền cười. Chỉ sợ địa phương nhỏ sơn dã phong tình không lưu giữ được mỹ nữ tâm cao bằng trời ở thành phố tới. Nếu nghỉ ngơi thì được chứ thật sự công tác và sinh hoạt ở đây lâu dài, sẽ cảm thấy đơn điệu và phiền chán. Được rồi, đừng cảm khái, hiện tại chúng ta đi thảo nguyên nhìn một chút, khảo sát thực địa. Hắn quay đầu lại nói với Phùng Húc Quang. Đáng tiếc ông anh đi xe Audi, nếu đi một chiếc xe Việt dã thì có thể đi một mạch tới sâu trong thảo nguyên. Hiện tại muốn tới xem nơi sinh trưởng của nấm khẩu bắc và rau quyết, chúng ta phải cưỡi ngựa đi. Cưỡi ngựa thì tôi không thành vấn đề. Chỉ sợ Tiếu Giai không biết cưỡi, ảnh hưởng chúng ta. Nếu không, Tiếu Giai cô cứ ở lại phòng nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Không biết xuất phát từ suy xét gì, Phùng Húc Quang không ngờ lại đề xuất để Tiếu Giai ở lại. Tiếu Giai tự nhiên không chịu. Mơ tưởng, ai nói tôi không biết cưỡi ngựa, trước kia tôi đã từng cưỡi lừa, coi thường người ta. Tổng Giám đốc Phùng, hay là anh có tâm tư khác, muốn tách tôi ra để một mình anh nói chuyện kinh doanh với Hạ Tưởng, đúng không? Phùng Húc Quang khoát tay, lắc đầu cười. Coi như tôi chưa nói. Không thấy lòng tốt của người ta. Đến lúc đó cô cưỡi ngựa không chịu được khổ thì đừng trách tôi không nhắc cô trước. Dừng xe ở một gò đất xã cổ trại, Hạ Tưởng không mất bao nhiêu sức lực đã tìm được Hoàng Hải, bảo hắn dắt đến 4 con ngựa,
sau đó dẫn đường tới Cổn Long Câu khe suối mà nấm khẩu bắc và rau quyết sinh trưởng như trong miệng của dân bản xứ. So với lần trước, biển hoa của Cổn Long Câu rộng lớn hơn không ít, hạ tưởng đặt tên là hoa hải nguyên, còn dân bản xứ kêu là hoa điện tử, đồng cỏ hoa chăn nuôi. Hoàng Hải hứng thú bừng bừng xoay xung quanh hạ tưởng không ngừng, nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Phùng Húc Quang thấy vậy trong lòng không tự tin, liền kéo hạ tưởng sang một bên hỏi nhỏ. Cậu thuê hắn bao nhiêu tiền mà khiến hắn vui vẻ tới mức này? 4 con ngựa lại thêm 1 người, có đắt lắm không? Chương 82, chỉ thích hợp làm bạn làm ăn. Hạ tưởng chỉ thảo nguyên mênh mông vô bờ. Nếu muốn, anh có thể xây dựng nhà xưởng ở nơi đất trời rộng lớn này, còn có lao động giá rẻ cũng rất tiện. 4 con ngựa và 1 người dẫn đường vốn chỉ cần 2 bao thuốc lá là được, tuy nhiên nếu anh cho anh ta 20 tệ, vậy anh ta sẽ càng thêm ra sức. Phùng Húc Quang há hốc mồm. Quả nhiên là dân chúng lương thiện, dễ bảo, chăm làm. Tiếu Dài từ phía sau giục ngựa lên, vượt qua 2 người, khiêu khích cười nói. Ai dám nói tôi không biết cưỡi ngựa, có bản lĩnh thì đuổi theo đi. Nói rồi cô vung cương, thúc ngựa chạy về phía trước, chỉ một lát đã biến thành một điểm đen giữa đất trời mờ mịt. Tiếu Dài mặc quần bò bó, chân đi giày du lịch trắng, áo khoác cởi ra buộc bên hông. Trên đầu đội một chiếc mũ lá che nắng, xinh đẹp động lòng người, trông như một con chim hoàng oanh. 2 chân cô kẹp chặt bụng ngựa, mông hơi nhếch lên, đúng tư thế cưỡi ngựa cực kỳ tiêu chuẩn. Dáng người cô lả lướt, những đường cong ẩn hiện, cực kỳ phong tình mê người. Hơn nữa khi cô lắc mình, ngoái đầu lại nhìn quả thật đúng là, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, một khiến hạ tưởng tăng vọt chiến ý, đột nhiên thúc mạnh ngựa, hô lên với Phùng Húc Quang. Tôi đuổi theo trước, anh đoạn hậu. Hô! Phùng Húc Quang cười mắng một câu. 2 người liếc mắt đưa tình, liên quan gì tới tôi? Cái gì mà đoạn hậu, cậu cho là đi đánh giặc sao? Trên thảo nguyên mênh mông, 2 con ngựa một trước một sau phi rất nhanh, càng lúc càng tiếp cận nhau, thỉnh thoảng còn truyền đến từng tràng cười trong trẻo vui vẻ. Phùng Húc Quang lắc đầu, cưỡi ngựa rung lắc nhiều quá đau cả mông, liền nói với Hoàng Hải ở bên cạnh. Tiểu Hoàng, chúng ta cứ đi từ từ, không vội. Cứ để cho họ hóng mát với nhau. Hoàng Hải cười lấy lòng. Cũng không xa nữa, chậm rãi đi nửa giờ nữa là tới. Tổng giám đốc Phùng là thương nhân làm ăn lớn, quen ngồi ô tô, sao chịu được khổ cưỡi ngựa thế này. Phùng Húc Quang là người giao tiếp với đủ loại người, không bao lâu liền tán gẫu với Hoàng Hải rất tâm đầu ý hợp. Thông qua miệng Hoàng Hải, y liền mò ra được rõ ràng tình huống ở địa phương. Trong lòng càng thêm kết luận xây dựng nhà máy gia công thực phẩm như hạ tưởng nói là một lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên, trong lòng y cũng nổi lên lo lắng mơ hồ về cha con Lưu Thế Hiên. Hiện tại bọn họ làm việc này đúng là cướp thịt từ trong miệng hổ, hoàn toàn cắt đứt đường làm ăn của Lưu Hà, hắn không sốt ruột mới là lạ. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không quản được nhiều như vậy, trong kinh doanh phải nói lời kinh doanh, đã làm ăn thì sớm muộn gì cũng sẽ phải phá vỡ sự lũng đoạn. Nếu mình đã tới đây, vậy mình làm người đầu tiên phá vỡ lũng đoạn cũng tốt. Hạ tưởng thật không ngờ Tiếu Dài cũng cưỡi ngựa giỏi như vậy, dường như trên người cô còn rất nhiều bí mật mà hắn chưa biết. Ví dụ như hắn chưa bao giờ biết Tiếu Dài là người ở đâu, trong nhà có những ai, tốt nghiệp đại học gì, v.v. Hắn chỉ biết cô tên là Tiếu Dài, là đồng nghiệp với mình. Mặc dù 2 người đã đột phá giới hạn nam nữ nhưng trong mắt hạ tưởng, Tiếu Dài vẫn xa lạ như trước kia. Chạy song song với Tiếu Dài trên thảo nguyên mênh mông, không phân biệt đông tây nam bắc, chỉ nghe tiếng gió vù vù bên tai, không ít cành cây quất vào đùi, tuy rằng không quá đau nhưng cũng hơi tê dại. Hạ tưởng lại nhìn Tiếu Dài, thấy mông cô hơi nhổm lên khỏi yên ngựa vào xiêm, cặp đùi thon dài banh thẳng, bởi vì gắng sức nên làm cho quần bò căng phòng, mỗi tấc da thịt non mịn mà hạ tưởng đã từng âu yếm tưởng như sắp nứt ra theo nhịp phi của tuấn mã. Khuôn mặt Tiếu Dài đỏ ửng. Thân mình cô gần như nằm sấp trên lưng ngựa, bộ ngực nhấp nhô dậy sóng mãnh liệt. Hạ tưởng vốn đã được thể hội bộ ngực mê người đó, giờ không khỏi cảm giác nóng lên, một cơn tình cảm mãnh liệt lập tức tràn ngập toàn thân. Tiếu Dài, em thật đẹp. Hắn lớn tiếng hô lên suy nghĩ trong lòng. Anh nói gì, tôi không nghe thấy. Tiếu Dài nghiêng mặt, đôi mắt bị gió thổi mạnh hơi nheo lại, không còn vẻ đẹp rung động câu hồn người nhưng lại thêm vẻ kích động tâm tưởng của người ta. Dường như đang làm núng, khiêu khích vậy. Thế nào, có phục không? Trình độ của tôi cũng không kém các anh chứ. Tình cảm của hạ tưởng vừa mới dâng lên lại bị một câu nói kiêu ngạo của Tiếu Dài tiêu diệt.
Tiếu Dai rất tranh cường háo thắng, ở đâu cũng không chịu phục người khác, lúc nào cũng muốn mình là nhất. Là con gái mà quá mức mạnh mẽ như vậy quả thật đàn ông rất khó động tâm với cô, rất khó để nói những lời dịu dàng từ đáy lòng. Địa danh tên là Cổn Long Câu câu bằng kênh, ngòi, mương, rạch tuy nhiên lại giống một khu rừng hơn. Rừng cây diện tích không nhỏ, địa thế rất mấp mô, cao thấp không đồng đều, rừng cây nhìn từ xa quả thật giống một con rồng đang lăn lộn tại chỗ. Hạ Tưởng và Tiếu Dai xuống ngựa, hai người đều mệt mỏi thở hồng hộc, đặc biệt là Tiếu Dai. Trên mặt cô trải một tầng mồ hôi mịn, càng khiến khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô thêm động lòng người. Ngửi mùi hương quen thuộc phát ra từ người cô, Hạ Tưởng không khỏi hơi động tình. Hắn ngoảnh lại nhìn, không thấy bóng dáng của Phùng Húc Quang và Hoàng Hải, có lẽ chưa thể tới ngay được. Hắn đang định giơ tay nắm lấy tay cô, không ngờ còn chưa giơ tay ra, đã thấy Tiếu Dai cởi mũ xuống, tháo tóc cho buông xõa theo gió, nghiêm túc hỏi Hạ Tưởng. Ở huyện Bá, trừ nấm khẩu Bắc và rau quyết thì còn tài nguyên nào khác không? Anh đã ở đây, chỉ cần thông đường, ưu thế của huyện Bá sẽ lộ ra, tôi cũng phải nắm lấy cơ hội trước mắt, làm ăn lớn một lần. Ngọn lửa trong lòng Hạ Tưởng vừa bốc lên đã bị Tiếu Dai vô ý dập tắt. Hắn thầm thở dài, thoáng hiện lên một tia mất mát, đành trả lời Tiếu Dai. Tài nguyên và ưu thế còn có không ít, tôi cũng đang cố gắng khai phá, trước mắt chủ yếu tập trung tinh lực và việc đầu tư nhà máy thực phẩm. Thế nào, cô có ý tưởng gì mới à? Tiếu Dai giơ tay chỉ về phía xa xa. Huyện Bá có thảo nguyên thiên nhiên tốt như vậy, không phát triển du lịch thật rất đáng tiếc. Nếu đúng như anh nói, có thể mượn gió đông của việc khai phá làng du lịch Tam Sơn, nối thông đường tới thủ đô, thị trường du lịch huyện Bá rất có triển vọng. Trời xanh bao la, thảo nguyên vô tận, phong cảnh như tranh, nếu trên thảo nguyên khai phá làng du lịch, tin tưởng rằng đến mùa hè, ở thủ đô sẽ có rất nhiều kẻ có tiền đều muốn đến đây nghỉ hè. Trời đất mênh mang, gió thổi trong lành, cỏ mượt xanh thật sự là khiến người ta lưu luyến quên cả lối về. Tiếu Dai quả thật có ý tưởng kinh doanh, khôn khéo hơn xa người thường, tuy nhiên phụ nữ thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng Hạ Tưởng đủ loại cảm xúc, không biết nên tán thưởng ánh mắt kinh doanh của cô hay âm thầm bi ai cho một mặt phụ nữ mạnh mẽ của cô. Hay là Tiếu Dai thật sự chỉ thích hợp làm một người bạn làm ăn. Sau khi Phùng Húc Quang và Hoàng Hải tới, bốn người cùng dẫn ngựa đi vào rừng, không bao lâu sau đã tới một mảnh đất rộng rãi. Nấm khẩu Bắc giá trị đắt đỏ thấy lăn lóc khắp nơi như thể cỏ dại. Hai mắt Phùng Húc Quang sáng ngời, liếc Hạ Tưởng một cái. Nếu Hoàng Hải mà không ở đây, y chắc hẳn đã không kìm nổi hoan hô ầm lên. Quả thực chính là vàng ròng ở khắp nơi. 1. Trường Hận Ca Bạch cư dị. Hán Việt. Hán Hoàng Trọng Sắc Tư Khuynh Quốc. Ngự Vũ Đa Niên Cầu Bất Đắc. Dương Gia Hữu Nữ Sơ Trưởng Thành. Dưỡng Tại Thâm Khuê Nhân Vị Thức. Thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nhất chiêu tuyển tại quân vương chắc. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc. Xuân hàn tứ dục hoa thanh trì. Ôn tuyền thủy hòa tẩy ngưng chi. Thị nhi phù khởi kiều vô lực. Thủy thị tân thừa ân trạch thì. Vân mấn hoa nhan kim bộ giao. Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi. Tòng thử quân vương bất tảo triều. Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ. Xuân tòng xuân du giả chuyển giả. Hậu cung giai lệ tam thiên nhân. Tam thiên sủng ái tại nhất nhân. Kim ốc trang thành kiều thị giả. Ngọc lâu yến bãi túy hòa xuân. Tỷ muội huynh đệ giai liệt thổ. Khả liên quang thái sinh môn hộ. Toại linh thiên hạ phụ mẫu tâm. Bất trọng sinh nam trọng sinh nữ. Ly cung cao sứ nhập thanh vân. Tiên nhạc phong phiêu sứ sứ văn. Hoãn ca mạn vũ ngưng ti trúc. Tận nhật quân vương khan bất túc. Ngư dương bề cổ động địa lai. Kinh phá nghê thường vũ y khúc. Cửu trùng thành khuyết hiên trần sinh. Thiên thẳng vạn kỵ tây nam hành. Thúy hoa giao giao hành phục chỉ. Tây xuất đô môn bách dư lý. Lục quân bất phát vô nại hà. Uyển chuyển nga mi mã tiền tử. Hoa điền ủy địa vô nhân thu. Thúy kiều, kim tước, ngọc tao đầu. Quân vương yểm diện cứu bất đắc. Hồi khan huyết lệ tương hòa lưu. Hoàng ai tản mạn phong tiêu tác. Vân sản oanh vô đăng kiếm các. Nga mi sơn hạ thiểu nhân hành. Tinh kỳ vô quang nhật sắc bạc. Thục giang thủy bích thục sơn thanh. Thánh chủ chiêu chiêu mộ mộ tình. Hành cung kiến nguyệt thương tâm sắc. Dạ vũ văn linh trường đoạn thanh. Thiên tuyển địa chuyển hồi long ngự. Đáo thử trừ trừ bất nhẫn khứ.
Mã Ngôi pha hạ nê thổ trung. Bất kiến ngọc nhan không tử xứ. Quân thần tương cố tận chiêm y. Đông vọng đô môn tín mã quy. Quy lai trị uyển giai y cựu. Thái dịch phù dung vị ương liễu. Phù dung như diện liễu như mi. Đối thử như hà bất lệ thùy. Xuân phong đảo lý hoa khai nhật. Thu vũ ngô đồng diệp lạc thì. Tây cung, nam nội đa thu thảo. Lạc diệp mãn giai hồng bất tảo. Lê viên đệ tử bạch phát tân. Tiêu phòng a giám thanh nga lão. Tịch điện huỳnh phi tứ tiểu nhiên. Cô đăng khiêu tận vị thành miên. Trì trì trung cổ sơ trường giả. Cảnh cảnh tinh hà dục thự thiên. Uyên ương ngõa lãnh xương hoa trọng. Phỉ thủy khâm hàn thủy giữ cộng. Du du sinh tử biệt kinh niên. Hồn phách bất tằng lai nhập mộng. Lâm cùng đạo sĩ hồng đô khách. Năng dĩ tinh thành trí hồn phách. Vị cảm quân vương triển chuyển tư. Toại giao phương sĩ ân cần mịch. Bài không ngự khí bôn như điện. Thăng thiên nhập địa cầu chi biến. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Lưỡng sứ mang mang dài bất kiến. Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn. Sơn tại hư vô phiếu diểu gian. Lâu các linh lung ngũ vân khởi. Kỳ trung sước ước đa tiên tử. Trung hữu nhất nhân tự thái chân. Tuyết phu hoa mạo sâm si thị. Kim khuyết tây xương khấu ngọc quinh. Chuyển giao tiểu ngọc báo song thành. Văn đạo hán gia thiên tử sứ. Cửu hoa chướng lý mộng hồn kinh. Lãm y thôi trầm khởi bồi hồi. Châu bạc ngân bình di lý khai. Vân kết bán thiên tân thụy giác. Hoa quan bất chỉnh há đường lai. Phong suy tiên duệ phiêu phiêu cử. Do tự nghê thường vũ y vũ. Ngọc dung tịch mịch lệ lan can. Lê hoa nhất chi xuân đới vũ. Hàm tình ngưng thế tả quân vương. Nhất biệt tâm dung lưỡng diểu mang. Chiêu dương điện lý ân ái tuyệt. Bồng lai cung trung nhật nguyệt trường. Hồi đầu hạ vọng nhân hoàn xứ. Bất kiến trường an kiến trần vụ. Duy tương cựu vật biểu thâm tình. Điến hạp kim hoa ký tương khứ. Thoa lưu nhất cổ, hạp nhất phiến. Thoa tích hoàng kim hạp phân điến. Đãn giao tâm tự kim điến kiên. Thiên thượng nhân gian hội tương kiến. Lâm biệt ân cần trung ký từ. Từ trung hữu thể lưỡng tâm chi. Thất nguyệt thất nhật trường sinh điện. Dạ bán vô nhân tư ngữ thì. Tại thiên nguyệt tác tị dược điểu. Tại địa nguyện vi liên lý chi. Thiên trường địa cửu hữu thì tận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Dịch thơ, tản đà. Đức vua Hán mến người khuynh quốc. Trải bao năm tìm chuốc công tai. Nhà Dương có gái mới trai. Buồn xuân khóa kín chưa ai bạn cùng. Lạ gì của tuyết đông ngọc đúc. Trốn ngai vàng phút chốc ngồi bên. Một cười trăm vẻ thiên nhiên. Sáu cung nhan sắc thua hờn phấn son. Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm. Ra mỡ đông kỳ tắm ao hoa. Vua yêu bận ấy mới là. Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay. Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái. Màn phù dung êm ái đêm xuân. Đêm xuân vắn vủn có ngần. Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra. Suốt ngày tháng tiệc hoa vui mãi. Đêm xuân tàn, xuân lại còn đêm. 3.000 xinh đẹp chị em. 3.000 yêu quý chất nêm một mình. Nhà vàng đúc, đêm thanh ấm áp. Lầu ngọc cao, say ấp màu xuân. Anh em sướng đủ mọi phần. Mà cho thiên hạ có lần rẻ trai. Vàng tiên nhạc khắp nơi nghe biết. Làn gió đưa cao tít ly cung. Suốt ngày múa hát thung dung. Tiếng tơ, tiếng trúc say lòng quân vương. Âm tiếng trống ngư dương kéo đến. Khúc nghê thường tan biến như không. 9 lần thành khuyết bị tung. Nghìn xe, muôn ngựa qua vùng Tây Nam. Đi lại đứng hơn trăm dặm đất. Cờ thúy hoa bóng phất lung lay. 6 quân rúng rắng làm giày. Mày ngài trước ngựa lúc này thương ôi. Ai người nhặt thoa rơi bỏ đất. Ôi, thúy kiều ngọc nát vàng phai. Quân vương bưng mặt cho rồi. Quay đầu trông lại, máu trôi lệ dàn. Gió tung bụi mê man tản mát. Đường thang mây kiếm các lần đi. Vắng tanh, dưới núi Nga Mi. Mặt trời nhạt thếch, tinh kỳ buồn tênh. Đát ba thục non xanh nước biếc. Lòng vua cha thương tiếc hôm mai. Thấy trăng luống những đau người. Đêm mưa đứt ruột, canh dài tiếng chuông. Phút trời đất quay cuồng vận số. Bánh xe rồng đến chỗ ngày xưa. Đất bùn chỗ chết còn trơ. Thấy đâu mặt ngọc, bây giờ Mã Ngôi. Đầm vạt áo, vua tôi giọt lệ. Sóng dây cương, ngựa tế về đông. Cảnh xua dương liễu, phù dung. Vị ương, thái dịch hồ cung vẹn 10. Phù dung đó, mặt ai đâu tá.
Mày liễu đâu, cho lá còn như. Càng trông hoa liễu năm xưa. Càng xui nước mắt như mưa ướt đầm. Xuân đào lý gió đêm huê nở. Thu khi mưa rụng lá ngô đồng. Kia Nam Uyển, nọ Tây Cung. Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi. Vườn lê cũng những ai còn hát. Mái tóc coi trắng phất lạ lùng. Những ai coi giữ tiêu phòng. Mày xanh thuở ấy nay cùng giả nhăn. Trước cung điện nhìn sân đêm tối. Đom đóm bay gợi mối u sầu. Ngọn đèn khêu đã cạn dầu. Khó thay, giấc ngủ dễ hầu ngủ xong. Tiếng canh tối tùng tùng điểm trống. Năm canh dài chẳng giống đêm xưa. Sông ngân lấp lánh sao thưa. Trời như muốn sáng, sao chưa sáng trời. Trên mái ngói xương rơi ướt lạnh. Trong chăn nằm bên cạnh nào ai. Cách năm sống thác đôi nơi. Thấy đâu hồn phách vãng lai rất nồng. Khách đạo sĩ lâm cùng có gã. Chơi hồng đô phép lạ thần thông. Xót vì vua chúa nhớ nhung. Mới sai phương sĩ hết lòng ra tay. Cưỡi luồng gió như bay như biến. Trên trời xanh, dưới đến đất đen. Hai nơi bích lạc, hoàng tuyền. Dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chi. Sực nghe nói tìm đi mé bể. Có non tiên ngoài phía hư không. Dỡ dàng cung điện linh lung. Xa trông năm sắc mây lồng đẹp sao. Trong tha thướt biết bao tiên tử. Một nàng tiên tên chữ Ngọc Trân. Mặt hoa da tuyết trắng ngần. Dáng như người ấy có phần phải chăng. Mái tây gõ cửa vàng then ngọc. Cậy đưa tin tiểu ngọc, song thành. Nghe tin sứ giả Hán Đình. Cửa hoa trong trướng giật mình giấc mơ. Cầm áo dậy, thần thơ buồn bực. Mở rèm châu, bình bạc lần ra. Bâng khuâng nửa mái mây tà. Thềm cao xuống chiếc mũ hoa lệch đầu. Phất tay áo bay màu ngọn gió. Giống nghe thường khúc múa năm xưa. Lệ dàn mặt ngọc lưa thưa. Cành lê hoa chĩu hạt mưa xuân đầm. Ngừng nước mắt âm thầm buồn bã. Đội ơn lòng, xin tạ quân vương. Từ ngày cách trở đôi phương. Vắng tanh tăm tiếng, mơ màng hình rong. Nơi đế điện dứt vòng ân ái. Trốn tiên cắn thư thái hàng ngày. Cõi trần ngoảnh lại mà hay. Chàng an chẳng thấy, thấy đầy bụi nhơ. Lấy chi tỏ tình xưa tham thú. Gửi cành hoa vật cũ cầm xuôi. Thoa vàng hộp khảm phân đôi. Nửa xin để lại nửa thời đem đi. Chỉ xin nguyện lòng ghi giả tạc. Tựa hoa vàng bền chắc không phai. Thời cho cách trở đôi nơi. Nhân gian rồi với trên trời gặp nhau. Ân cần dặn mấy câu lâm biệt. Lời thề xưa lòng biết với lòng. Là đêm trùng thất ngồi chung. Trường sinh sẵn điện vắng không bóng người. Xin kết nguyện chim trời liền cánh. Xin làm cây cành nhánh liền nhau. Thấm chi trời đất dài lâu. Giận này giặc giặc dễ hầu có nguôi. Nguồn. Chương 83, Tiếu Giai rất bao che khuyết điểm. Mấy người lại cùng Hoàng Hải tới nơi âm u sinh trưởng của rau quyết, thấy mọc khắp nơi như cỏ dại, số lượng vượt xa tưởng tượng của Hạ Tường. Phùng Húc Quang cố kìm chế nỗi vui mừng như điên trong lòng, càng không ngừng gật đầu với Hạ Tường, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chỉ cần tiêu tốn hơn 100.000 xây nhà xưởng, thuê thôn dân vào thu hoạch, gần như không cần bất cứ khoản chi phí nào khác nữa. Nấm khẩu Bắc và rau quyết mọc đầy đất chẳng khác nào tiền ném đầy đường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đương nhiên điều kiện mấu chốt là phải thông đường, nếu không thì hết thảy đều chỉ là nói suông. Tuy Tiếu Giai có chút hứng thú với nấm khẩu Bắc và rau quyết nhưng hiển nhiên không cuồng nhiệt bằng Phùng Húc Quang. Cô chỉ lặng lẽ đi phía sau như một nữ sinh, không nói gì mà chỉ thỉnh thoảng ngắt lấy một đóa hoa nhỏ cầm trong tay xoay chuyển không ngừng, vẻ mặt như đang suy nghĩ, cũng không biết là đang tính toán gì. Phùng Húc Quang vô cùng cao hứng. Trừ việc trên xe có bao nhiêu thuốc lá đều cho Hoàng Hải hết, y còn cho thêm Hoàng Hải 50 tệ khiến Hoàng Hải mừng rỡ quả thật muốn giữ chặt Phùng Húc Quang không cho đi. Cuối cùng khuyên can mãi mới miễn được việc Hoàng Hải muốn mời bọn họ tới nhà ăn cơm. Phùng Húc Quang cũng không có tâm tư ở lại xã cổ trại ăn bữa cơm thôn quê mà trực tiếp lái xe về nhà khách huyện ủy, bàn bạc chuyện xây dựng nhà máy thực phẩm với Hạ Tường và Tiếu Giai. Tôi đã nghĩ ra tên rồi, gọi là nhà máy thực phẩm Húc Quang. Bước đầu tính toán đầu tư 200.000, các thiết bị và chi phí khác. Phùng Húc Quang vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng lại đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại. Ông em thật là tốt quá, chú thật sự là phúc tinh của tôi. Từ sau khi quen chú, con đường tôi đi đặc biệt thuận, hơn nữa còn không ngừng có việc tốt. Chú nói cho tôi xem, chuyện làng du lịch Tam Sơn rốt cuộc có bao nhiêu phần tin tưởng.
Tiếu Dài bất mãn lườm Phùng Húc Quang nói. Đường đường tổng giám đốc Phùng, như thế nào lại thiếu kiên nhẫn vậy? Đi tới đi lui, anh không biết mệt à? Phùng Húc Quang cũng không biết đã bị Tiếu Dài bắt bẻ bao nhiêu lần, chỉ cười ngượng ngùng không phản bác, ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn Hạ Tưởng không chớp. Nếu tiến trình lịch sử không thay đổi, làng du lịch Tam Sơn là chuyện ván đã đóng thuyền, tuy nhiên hiện tại Hạ Tưởng cũng không dám cam đoan 100%. Độ tin tưởng rất cao nhưng trước khi khởi công thì cho dù là lập dự án rồi, ai dám nói sẽ không phức tạp chứ? Bí thư Lý cũng đang trăm phương ngàn kế hỏi thăm, chúng ta chờ tin lành là được. Em nói này ông anh đã kinh doanh đã bao nhiêu năm, sau khi gặp chuyện lại vội vàng sao động như thế? Đầu tiên là bị Tiếu Dài trách móc, tiếp đó là bị Hạ Tưởng oán giận, nhưng Phùng Húc Quang vẫn không hề tức giận, chỉ gượng cười ha hả, uống một ngụm nước, nói. Đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi phát hiện ra ngoài siêu thị còn có ngành khác kiếm được tiền sao? Đương nhiên là cao hứng. Tôi vốn nghĩ chỉ cần nắm vững một siêu thị cũng đủ cho tôi vui chơi giải trí, nhưng không ngờ còn chưa xây xong siêu thị thì dã tâm đã càng ngày càng lớn. Ông em, có phải tôi đã bị chú ảnh hưởng, bị chú làm hư rồi không? Tiếu Dài đặt mạnh cái chén xuống bàn, vẻ mặt không vui. Tổng giám đốc Phùng, anh nói chuyện kiểu gì vậy? Sao lại bảo Hạ Tưởng làm hư chứ? Tôi cảm thấy ngược lại, trung niên hư hỏng như anh mới dễ dàng làm hư nam sinh tư tưởng thuần khiết như Hạ Tưởng mới đúng chứ. Hơn nữa con người Hạ Tưởng thông minh, làm gì cũng suy nghĩ cho anh còn nói bậy về anh ấy. Rốt cuộc là anh có lương tâm hay không? Giọng Tiếu Dài rất dễ nghe, vừa vào tai đã lọt vào tận tâm can người ta. Phùng Húc Quang kinh doanh đã nhiều năm, sớm quen việc bị người chửi giáp mặt, nhưng bị Tiếu Dài không chút lưu tình chỉ trích thẳng mặt ngay trước mặt Hạ Tưởng như vậy. Mà toàn là những điều đúng đắn, bởi vậy cho dù y đã quen tính cách sốt sắng của Tiếu Dài nhưng cũng cảm thấy mất mặt, không khỏi biến sắc mặt. Hạ Tưởng biết rõ Tiếu Dài bảo vệ mình, tuy nhiên cũng cần phải xem là nhắm vào ai, bởi vậy trong lòng hơi giận, liền nói với cô với vẻ không vui. Tiếu Dài, về sau chú ý cách nói chuyện của cô. Tôi và Tổng Giám Đốc Phùng hiểu cô nên sẽ không trách tội cô, nhưng nếu người khác bị cô trách mắng như vậy, ai còn làm ăn với cô nữa? Người khác sẽ không đại nhân đại lượng, bao dung như Tổng Giám Đốc Phùng đâu. Tiếu Dài còn muốn cãi lại, Hạ Tưởng đã chỉ tay ra phía ngoài. Ra ngoài lạnh một chút cho bình tĩnh lại. Ánh mắt hắn tuy rằng ôn hòa nhưng lại có một sự quyết đoán không thể làm trái. Từ trước tới giờ Tiếu Dài vốn không chịu cúi đầu khuất phục ai nhưng không hiểu vì sao tim cô chợt nhảy dựng lên. Cô khẽ ừ một tiếng, không hề phản bác, rón rén đẩy cửa đi ra ngoài. Khi ra khỏi cửa còn quay đầu lại khẽ mỉm cười. Phùng Húc Quang cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách hơi thất thố, y đã bình ổn cơn tức giận trong lòng, còn âm thầm cười nhạo bản thân không ngờ bị một cô bé chọc giận. Tuy nhiên không ngờ một người luôn không bao giờ chịu thiệt và bất chấp lý sự như Tiếu Dài lại ngoan ngoãn như một nữ sinh trước mặt Hạ Tưởng. Điều này khiến y không khỏi mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên Hạ Tưởng không cho y cơ hội truy hỏi việc này. Liền trực tiếp nói tới các công việc thao tác cụ thể với y. Sau khi thảo luận và tính toán thật sự kỹ lưỡng, hai người nhận định, kim ngạch đầu tư chừng 1 triệu tệ, đầu tiên phải nhận thầu vùng núi Hoang Cổn Long Câu. Nếu muốn cam đoan đủ cung ứng cho sản xuất thì 1.000 mẫu núi hoang là ít nhất, hơn nữa còn phải suy xét tới việc mở rộng diện tích gieo trồng sau này, v.v. Nhận thầu 1.000 mẫu núi hoang, mỗi mẫu mất 10 tệ tiền thuê một năm, kỳ hạn thuê 20 năm, vậy cần 200.000 tệ. Hạ Tưởng đề nghị khoản tiền 200.000 tệ này tốt nhất là chuyển giao một lần để biểu lộ thành ý của nhà đầu tư. Phùng Húc Quang cũng không phản đối điều này. Y cũng biết Lý Đình Sơn cần chiến tích, thật sự cần có được thành tích để người khác phải phục. Hơn nữa theo y thấy, mỗi mẫu núi hoang chỉ mất 10 tệ mỗi năm, quả thật giá quá rẻ, đồng thời bên trong còn ẩn chứa giá trị lợi nhuận cực kỳ lớn. Những chi phí khác như xây dựng nhà xưởng và thiết bị, có lẽ cũng có thể khống chế trong khoảng 500.000. Cộng với các khoản chi chưa dự tính được, trong ngắn hạn thì chỉ cần 1 triệu vốn lưu động cũng đủ cam đoan nhà máy thực phẩm sẽ đưa ra được thành phẩm. Hạ Tưởng nói Phùng Húc Quang trực tiếp hứa với huyện sẽ đầu tư không ít hơn 2 triệu tệ nhưng không phải đầu tư một lần mà dùng 1 triệu để hoàn thành tất cả các hạng mục, sau đó chỉ cần có sản phẩm có thể tiêu thụ là có hàng để bán, vấn đề tài chính cũng dễ giải quyết. Báo ra hơn 1 triệu tệ, tương đương với việc chiến tích của Lý Đình Sơn gia tăng gấp đôi. Mức độ coi trọng của huyện đối với Phùng Húc Quang cũng sẽ tăng cao tương ứng. Đây cũng là chuyện vẹn cả đôi bên. Hai người nói chuyện tới tận khuya,
Phùng Húc Quang dậm chân xoa tay, tươi cười nói. Chuyến đi này rất được, ông em, ánh mắt của chú quá chuẩn, quá xa, về sau ông anh này còn phải thỉnh giáo chú nhiều. Đi, tối nay anh mời cơm, uống một chút. Hai người xuống lầu, thấy Tiếu Dài vẫn một mình chán chết đi qua đi lại dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thỉnh thoảng còn đá mấy hòn gạch dưới chân. Dưới ánh trăng, có thể thấy trên khuôn mặt cô có chút không vui. Khuôn mặt vốn quyến rũ động lòng người được ánh trăng chiếu lên như tỏa sáng, càng tôn lên vẻ đẹp kinh tâm động phách của cô. Ngắm mỹ nhân dưới ánh trăng, đã đẹp lại càng thêm đẹp. Quả nhiên là không hề sai chút nào. Phùng Húc Quang nói nhỏ với Hạ Tưởng. Ông em, đừng nói anh không nhắc nhở chú. Tiếu Dài rất xinh đẹp, tuy nhiên đầu óc rất thông minh. Đàn ông bình thường không thu phục được cô ta đâu. Cho dù hiện tại chú trị được cô ấy nhưng khó tránh khỏi sau này sẽ không bị bắn ngược. Phụ nữ vừa xinh đẹp vừa thông minh thì tốt nhất là chớ chọc vào. Nếu thật sự cưới về nhà, vừa mất công mất sức vừa bị trói buộc cả đời. Lời của Phùng Húc Quang rất chân thành, sâu sắc, đầy vẻ dạy bảo của kẻ bề trên. Y nhìn thoáng qua Tiếu Dài dưới ánh trăng, lại vội vàng né tránh ánh mắt của cô như thể chỉ nhìn cô thêm một lần là phạm thêm một tội lỗi vậy. Chương 84, ai là tiểu lưu manh? Hạ Tưởng cười cười không nói gì. Trong lòng hắn không phải không có ý tưởng đối với Tiếu Dài, chỉ có điều hắn cũng càng ngày càng cảm giác được, đôi khi giữ một khoảng cách thỏa đáng lại càng tốt hơn cho cả hai người. Tiếu Dài có cá tính mạnh, còn hắn nhìn thì mềm mại nhưng kỳ thật là trong bông có kim. Hai người ở cùng một chỗ nếu phát sinh mâu thuẫn, có khi sẽ dẫn tới một kết cục lưỡng bại câu thương. Ba người tùy tiện ăn tối xong, Tiếu Dài đề nghị đi dạo. Phùng Húc Quang do dự một lát, kéo Hạ Tưởng sang một bên. Lại dặn dò vài câu đơn giản kiểu như hắn tiền đồ vô lượng, không đáng vì Tiếu Dài mà khiến con đường làm quan bị ngăn cản, hy vọng hắn cân nhắc kỹ lưỡng rồi làm gì thì làm. Phùng Húc Quang có thể nói trực tiếp những lời này khiến Hạ Tưởng âm thầm cảm kích. Phùng Húc Quang thật sự coi mình là bạn bè thân thiết, trở thành đồng bọn quan trọng không thể thiếu trong quá trình làm ăn sau này, cho nên mới quan tâm tới mình như vậy, sợ mình đi nhầm một bước làm hỏng đại sự. Hạ Tưởng khoát tay, nhẹ nhàng nói. Ông anh, em biết anh lo lắng cái gì. Em cũng thừa nhận Tiếu Dài rất xinh đẹp, quả thật đàn ông bình thường nào cũng rất khó cưỡng nổi. Tuy nhiên mặc kệ làm gì thì em đều tự có chừng mực, sẽ không vì chuyện nhỏ mà lỡ chuyện lớn đâu. Phùng Húc Quang yên tâm. Ha ha, được rồi, vậy tôi về nghỉ sớm, đi xe cả ngày, mệt mỏi. Buổi đêm ở huyện Bá, nhiệt độ không khí giảm rất nhanh, mới tháng 8 đã hơi có cảm giác mát lạnh. Thấy Tiếu Dài tự ôm vai. Hạ Tưởng liền vươn tay ôm cô vào trong ngực. Ánh trăng như nước, mỹ nhân như ngọc, trong mũi lại truyền đến mùi thơm cơ thể đặc biệt của Tiếu Dài, vừa quen thuộc vừa nóng bỏng. Hạ Tưởng đang tuổi thanh niên máu nóng, không khỏi hơi động tình. Tiếu Dài đã thay đổi trang phục không biết từ khi nào. Một bộ áo liền váy bằng lụa mỏng, chẳng những rất vừa vặn còn làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Dưới ánh trăng, trông cô như một nàng tiên giáng trần. Váy lụa mỏng phất động. Xẹt qua cánh tay Hạ Tưởng khiến hắn có cảm giác tê tê. Hạ Tưởng là một người đàn ông bình thường, mỹ nữ trong lòng, lại từng có một đêm ân ái triền miên, không có cảm giác động tình mới là không bình thường. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nói nhỏ. Thật sự không phải cố ý tới huyện Bá thăm anh chứ. Hai mắt Tiếu Dài sáng như hai vì sao trong đêm, cô để một tay mặc cho Hạ Tưởng cầm, một tay nâng cằm, hơi đặt cạnh chiếc cổ dài mà thanh tú. Mơ hồ có thể thấy được bờ vai gợi cảm mê người, nhưng trên mặt cô không có vẻ kích động người khác mà ngược lại có vẻ suy nghĩ. Hạ Tưởng, anh nói em nên bán sỉ rau dưa hay là tới huyện Bá đầu tư làng du lịch hơn? Tương lai của bán sỉ rau quả là khá tốt, tuy nhiên nếu một khi làng du lịch Tam Sơn được khai phá, tài nguyên du lịch huyện Bá sẽ lập tức thể hiện sức hấp dẫn rất lớn, đồng thời cũng sẽ phát ra giá trị kinh doanh không thể đo lường được. Chỉ có điều đầu tư cho làng du lịch quá lớn. Trong tay em không có nhiều tài chính như vậy. Nếu không đúng là em rất muốn thử một lần. Nếu thực thi làng du lịch, lực cản sẽ rất lớn, trong lúc nhất thời sẽ không thể có tiến triển quá lớn, cần bàn bạc kỹ hơn. Hạ Tưởng nhận thấy khi Tiếu Dài nói chuyện kinh doanh thì thường cực kỳ tập trung, cả người đều như tỏa ra một hào quang sáng rọi mê người, toàn bộ tâm thần đều chìm vào trong đó, trên mặt hiện lên vẻ quyết đoán hiếm thấy. Người ta thường nói đàn ông trầm tư suy nghĩ khiến phụ nữ say mê. Hóa ra phụ nữ trầm tư suy nghĩ cũng khiến đàn ông mê đắm. Hơn nữa em cũng không thích hợp đến huyện Bá đầu tư làng du lịch,
và anh cũng không cho phép em nhúng tay vào việc này. Hạ Tưởng có tính toán khác đối với làng du lịch, Phùng Húc Quang không phải người tốt nhất để đầu tư, Tiếu Giai lại càng không. Bởi vì một Lý Đình Sơn đưa chuyện đầu tư làng du lịch ra bên ngoài, nhất định sẽ tác động tới ích lợi khắp nơi, đến lúc đó gió nổi mây phun, chẳng biết trước được sẽ xuất hiện dạng nhân tố bất lợi gì. Phùng Húc Quang và Tiếu Giai đều không thích hợp tham gia vào vũng nước đục. Nếu thao tác thích đáng, chẳng những làng du lịch có thể mang đến lợi ích thiết thực cho nhân dân huyện Bá mà còn có thể viết thêm chiến tích dày đặc cho con đường làm quan của Lý Đình Sơn. Đương nhiên, cũng không thể tránh được sẽ mang đến cho chính đàn của huyện Bá một trận rung chuyển, có khi còn là một hồi tẩy rửa lớn cũng không chừng. Vì sao không cho em kiếm tiền? Tiếu Giai bất mãn nói thầm, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp lộ rõ vẻ bất mãn. Anh là gì của em mà dám nói với giọng mệnh lệnh không cho phép em nhúng tay? Em càng muốn nhúng tay, anh có thể làm gì em? Phụ nữ vừa biết làm nũng vừa biết dịu dàng mới càng động lòng người. Tiếu Giai vừa thu lại vẻ trầm tư lập tức lộ ra cảnh xuân tươi đẹp, dường như lập tức xua tan hắc ám xung quanh. Hạ Tưởng cười cười, ôm chặt lấy vai cô. Chuyện này rất phức tạp, tạm thời không thể nói được nhiều lắm. Nghe anh đi, em làm ăn bán sỉ rau quả ở thành phố Yến rất tốt, về sau khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Còn nữa, anh đề nghị em mau chóng bắt tay vào việc này, trong thời gian ngắn nhất tiến vào thị trường rau quả thành phố Yến. Chờ khi em có thực lực kinh tế nhất định, sẽ tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Bắc Kinh. Nói không chừng, anh còn có thể cho em một sự ngạc nhiên to lớn ở huyện Bá. Có thể cho em sự ngạc nhiên gì chứ? Tiếu Giai bị vẻ tự tin và cương nghị trên mặt Hạ Tưởng đả động, cũng không biết hắn lại nghĩ ra ý tưởng kinh doanh gì. Tóm lại, hắn luôn có thể khiến người ta ngạc nhiên, hơn nữa mỗi lần đều tính toán vô cùng chu đáo, khiến trong lòng cô bị thuyết phục. Cứ tạm thời giữ bí mật đã. Hạ Tưởng nửa đùa nửa thật, có một số việc không thể tiết lộ quá sớm, cho dù là Tiếu Giai cũng vậy. Nói trước bước không qua, có những bí mật chỉ mình hắn biết là được. Tuy nhiên anh rất khen việc em coi trọng tương lai của thị trường rau quả. Ánh mắt cô bé không tồi, đáng khen. Đừng nịnh bợ, ai lạ gì giọng điệu lừa người của anh chứ. Tiếu Giai nhìn như trách cứ nhưng kỳ thật trong mắt không hề có chút tức giận nào, thậm chí trên mặt còn thoảng nụ cười. Cái gì mà cô bé chứ, thật khó nghe. Em cũng không phải cô bé không hiểu gì về đời. Có phải anh lại lừa cô bé nào ở huyện Bá, nhất thời lỡ miệng đúng không? Mau thành thật khai ra. Nếu phụ nữ không ghen với đàn ông chỉ có thể chứng minh hai điểm, một là cô không thèm để ý tới hắn, hai là trong lòng cô đã có người khác, chẳng qua gặp dịp thì chơi với hắn chút mà thôi. Trong giọng Tiếu Giai nồng đậm ý ghen tuông, nửa là trêu đùa, nửa là chất vấn. Hạ Tưởng liền hàm xúc cười nói. Vấn đề này không tiện trả lời, bởi vì anh chưa thử về sức hấp dẫn của mình. Hơn nữa anh cũng không nghiên cứu tỉ mỉ về việc lừa các cô bé, kỹ thuật cũng không quá thành thục. Nếu nói bị các cô bé lừa thì có lẽ đúng. Ai thèm coi trọng anh chứ? Hơi đen hơi gầy, đẹp trai nhưng không phải quá tuấn tú, bộ dạng coi như nhanh nhẹn tuy nhiên không phải quá tinh thần. Tiếu Giai khôi phục vẻ quyến rũ vốn có, cười hi hi đẩy Hạ Tưởng ra, đứng cách hắn mấy thước, làm bộ đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hạ Tưởng đứng im, còn bày ra tư thế cố ý để Tiếu Giai thưởng thức. Tiếu Giai nhìn trái nhìn phải. Ánh mắt như thể đang đánh giá một bộ quần áo khiến Hạ Tưởng hơi kinh hãi, cười nói. Xem đủ chưa, dáng người ngon lành của anh đang mặc quần áo nên không dễ phát hiện ưu điểm bên trong. Tiếu Giai đương nhiên hiểu ám chỉ của Hạ Tưởng, đỏ mặt cười mắng. Tiểu lưu manh, giọng Tiếu Giai không lớn, không ngờ cô vừa dứt lời, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói rất vang. Một người từ trong bóng tối đi ra, mặc váy trắng liền áo. Tóc tai bù xù, tay còn cầm một chiếc giỏ trúc. Sao lại là anh, tiểu lưu manh? Anh lại đùa giỡn con gái nhà ai? Hừ, háo sắc đúng là háo sắc, không đổi được bản tính lưu manh. Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Chương 85, hai mỹ nữ gặp nhau, ai chí người đó thắng? Hạ Tưởng giật mình, Tiếu Giai lại, a, một tiếng, lập tức nhảy vào trong ngực Hạ Tưởng, hết hồn kêu lên. Nữ quỷ! Áo váy trắng bị hai người phản ứng quá khích, cũng hoảng sợ không nhẹ, lui ra sau một bước, lấy tay vỗ ngực một hồi mới thở phào một hơi nói. Kính nhờ, một đại mỹ nữ lại bị các người nói thành nữ quỷ. Không có mắt à, cũng khó trách cô bị tiểu lưu manh lừa. Ở cùng một chỗ với tiểu lưu manh,
có lẽ cô cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Trương Tín Dĩnh mặc áo liền váy, vừa khít với thân hình đầy đặn, tôn lên bộ ngực cao vút và cặp mông tròn trịa của cô, còn cả eo thon lả lướt, gần như cực kỳ hoàn mỹ. Trong chiếc giỏ trúc trên tay cô là khăn mặt, xà phòng và dầu gội đầu. Nhìn tóc cô còn ướt sũng, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống vài giọt nước, trên mặt không trang điểm, tuy rằng không xinh đẹp bằng Tào Thù Lê hay quyến rũ như Tiếu Giai nhưng cũng có một vẻ xinh đẹp tươi mát, thanh tú. Cô hơi bĩu môi, cằm nghênh lên, khinh miệt nhìn Hạ Tưởng. Tiếu Giai tránh ở phía sau Hạ Tưởng, vẫn còn sợ ma. Trương Tín Dĩnh không thấy rõ cô liền gật đầu hỏi Hạ Tưởng. Tiểu lưu manh, tôi hỏi sao anh không trả lời. Hạ Tưởng cảm giác bên sườn đau rát, bị móng tay sắc nhọn nhéo vào, đau tới mức hắn phải há mồm, lắp bắp nói. Trương Tín Dĩnh, cô, xin chào, đi tắm à? Thình lình bị Hạ Tưởng chào hỏi với giọng thân thiết, Trương Tín Dĩnh không phản ứng kịp, chỉ đáp theo bản năng. Đúng thế, vừa mới thư giãn tắm rửa một chút. Ồ, sao anh biết? Hạ Tưởng chỉ tóc cô, lại chỉ tay phải cô. Tay phải Trương Tín Dĩnh vẫn đặt trên ngực vỗ vỗ chưa hạ xuống, trong lúc vô ý đè ép cặp núi nhỏ rung động. Bởi vì mặc váy mỏng nên cặp núi nhỏ càng kiêu ngạo vươn lên, dù đèn đường mờ nhạt vẫn có thể thấy khá rõ. Trương Tín Dĩnh hiểu được, lập tức vừa thẹn vừa tức, mặt đỏ tai hồng xì Hạ Tưởng một cái. Đồ lưu manh chết tiệt, đại khốn khiếp, tiểu bại hoại, đại sắc lang. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chẳng qua là nhắc nhở cô đừng để lộ cảnh xuân, lại bị cô phản ứng quá mạnh, lại đội lên đầu hắn cái nhãn người xấu. Chẳng lẽ hắn thực sự hư hỏng vậy sao? Đang muốn hỏi Tiếu Giai một chút, hắn lại cảm giác bên sườn truyền đến cơn đau thứ hai, đồng thời một giọng nói uy hiếp vang lên. Bị người ta mắng ngay trước mặt là lưu manh. Nói đi, có phải lừa cô bé nhà người ta hay không? Đàn ông xấu xa chẳng ai là tốt cả. Vì sao phụ nữ đều không nói lý lẽ gì nhỉ? Hạ Tưởng đang muốn giải thích, đột nhiên Trương Tín Dĩnh ở đối diện thẹn quá hóa giận vọt tới, vung tay đánh. Tâm tư của phụ nữ rất kỳ quái, khi không thích một người đàn ông, cô sẽ cảm thấy người đàn ông này không có sức hấp dẫn, mặc kệ phương diện nào đều không hề có chút ưu điểm cuốn hút. Tuy nhiên sau khi đã thích một người đàn ông, cô sẽ để ý từng cử động của anh ta, sẽ cảm thấy mỗi hành động của anh ta đều cực kỳ phong độ, sẽ coi anh ta là người đàn ông hấp dẫn phụ nữ nhất thế giới. Dường như chỉ cần người phụ nữ khác vừa nhìn thấy sẽ thích người đàn ông mà cô thích, sẽ thần phục anh ta. Hiện tại Tiếu Giai cho rằng giữa Trương Tín Dĩnh và Hạ Tưởng khẳng định đã xảy ra chuyện gì cho nên Trương Tín Dĩnh mới có thể vừa gặp đã mắng Hạ Tưởng là tiểu lưu manh, hơn nữa không nói hai câu liền muốn ra tay đánh người. Đánh là thân mắng là yêu, Tiếu Giai đang vừa yêu vừa ghen sao có thể tha thứ cho Trương Tín Dĩnh đánh Hạ Tưởng ngay trước mặt mình chứ. Cô giơ tay ra tóm lấy tay Trương Tín Dĩnh, lạnh lùng nói. Muốn đánh Hạ Tưởng phải hỏi tôi có đồng ý hay không? Trương Tín Dĩnh biết bên cạnh Hạ Tưởng là một cô gái, tuy nhiên vẫn đứng trốn sau lưng hắn nên không thấy rõ lắm. Đến khi Tiếu Giai xuất hiện, quả thật như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc hiện ra trước mặt Trương Tín Dĩnh, khiến Trương Tín Dĩnh vốn luôn tự cho mình là mỹ nữ cũng không kìm nổi sửng sốt, ngừng thở. Tiếu Giai thật đẹp, thật kiều diễm, đẹp tới mức lóa mắt. Đẹp tới mức khiến Trương Tín Dĩnh tự cảm thấy xấu hổ. Cô là bạn gái Hạ Tưởng. Đàn ông gặp phải mỹ nữ rất dễ mất tự tin, phụ nữ cũng vậy, khí thế của Trương Tín Dĩnh lập tức biến mất, lắp bắp nói. Tôi không phải thật tâm muốn đánh anh ta. Thật sự là anh ta rất đáng ghét, còn thích đùa giỡn lưu manh. Nếu cô là bạn gái anh ta, cần phải quản lý thật kỹ, đừng để cho anh ta tùy tiện đùa giỡn cô gái khác. Suýt nữa thì Hạ Tưởng che mặt mà chạy, bản lĩnh phá hủy sự trong sạch của người khác của Trương Tín Dĩnh quả thật là hạng nhất, chỉ nói hai ba câu đã biến hắn thành hình tượng một kẻ lưu manh vô lại, như thể hắn là một tên côn đồ không chuyện ác nào không làm. Trương Tín Dĩnh, cô đừng ăn nói lung tung được không? Tôi đùa giỡn người khác khi nào? Đùa giỡn ai? Hạ Tưởng sốt ruột muốn giải thích mấy câu. Tiếu Giai kéo hắn sang một bên, lộ ra một nụ cười tinh quái, nói. Hiện tại anh không có việc gì, anh chỉ cần thành thật đứng ở bên cạnh, ngậm miệng lại là được. Cô lại quay đầu thản nhiên cười kéo tay Trương Tín Dĩnh sang một bên, nói nhỏ. Anh ta làm chuyện gì xấu, cô cứ tố cáo với tôi sẽ thu thập anh ta gọn gàng. Trương Tín Dĩnh nửa tin nửa ngờ nhìn Tiếu Giai, hơi hoài nghi vì sao Tiếu Giai lại nói chuyện với mình như vậy. Suy nghĩ một chút,
Trương Tín Dĩnh vẫn không kìm nổi tươi cười với Tiếu Giai, nói ra mâu thuẫn giữa cô và Hạ Tưởng, cuối cùng còn cường điệu. Ánh mắt anh ta luôn hiềm híp lại nhìn người khác, người có ánh mắt bất chính thì tâm địa cũng bất chính. Cô cần phải quản lý kỹ anh ta, không cẩn thận anh ta sẽ chạy theo cô gái khác. Tiếu Giai cố nín cười, vẫy tay với Hạ Tưởng, nói với Trương Tín Dĩnh. Tôi không phải bạn gái anh ta, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hạ Tưởng vừa lúc nghe được câu cuối, thấy vẻ trêu cợt trong mắt Tiếu Giai, biết cô định trêu đùa Trương Tín Dĩnh. Ngẫm lại cũng đúng, với tính cách Tiếu Giai, có thể dễ dàng tha thứ cho người càn quấy tai quái như Trương Tín Dĩnh sao? Cô xinh đẹp như vậy, khẳng định là ghét anh ta chứ? Cũng đúng, anh ta bộ dạng đen thui, không hề đẹp, cũng không cao nổi tới 1m8. Trương Tín Dĩnh vẫn không quên đả kích Hạ Tưởng vài câu. Cô đoán sai rồi. Hạ Tưởng nháy mắt với Thiếu Giai, nói với Trương Tín Dĩnh. Là tôi không thích cô ấy. Gạt người, khoác lác, thổi kèn khen lấy. Trương Tín Dĩnh tự nhiên sẽ không tin tưởng. Thiếu Giai thở dài một hơi, vẻ u oán. Anh ta nói đúng đấy, là anh ta không thích tôi. Bên cạnh anh ta mỹ nữ như mây, ít nhất có 3 đại mỹ nữ vây quanh. Ai cũng đẹp gấp 100 lần so với tôi. Trong mắt anh ta, tôi quả thật là không đáng nhắc tới. Dù biết rõ là Tiếu Giai đang làm bộ nhưng Hạ Tưởng vẫn bị giọng điệu thật giả khó phân của cô mê hoặc, trong lòng không khỏi rung động, bỗng nhiên cảm giác Tiếu Giai dường như đang mượn giả nói thật. Trương Tín Dĩnh há hốc mồm. Không thể nào, một kẻ đen thui nghèo túng như anh ta mà có mỹ nữ đẹp hơn cô thích sao? Đừng nói giỡn. Tiếu Giai bỗng đổi giọng, cay nghiệt nói. Ngay cả tôi mà anh ta còn không thèm, liệu anh ta có thể coi trọng cô sao? Có phải cô tự mình đa tình hay không? Người khác liếc cô một cái, cô lại mắng người ta là lưu manh. Nếu cô không hy vọng bị người khác đùa giỡn lưu manh, sao người ta chỉ liếc cô một cái cô đã nghĩ là lưu manh? Nếu không phải cô tâm lý biến thái thì chính là rất tự kỷ. Đề nghị cô tự tìm một cái gương soi lại mình. Nếu như cô mà đã tự gọi là mỹ nữ thì ai ai cũng là mỹ nữ cả. Đừng nói Hạ Tưởng đã quen nhìn mỹ nữ sẽ không có ý tưởng với cô, cho dù là đàn ông bình thường thấy cô, nhiều lắm cũng chỉ là nhìn một cái chứ cũng không thèm nhìn cái thứ hai. Chương 86, trên thế giới có hai loại hoa si. Lời Thiếu Giai như mưa lớn giữa trời, nháy mắt khiến Trương Tín Dĩnh lạnh thấu tim. Mặt Trương Tín Dĩnh đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ, run rẩy nửa ngày, chỉ Thiếu Giai. Cô. Nửa ngày vẫn không nói nổi một câu đầy đủ. Hạ Tưởng xoa tay, Tiếu Giai thật lợi hại, lời nói như châu ngọc, lại như một con dao găm đoạt mạng, trúng chỗ yếu hại của Trương Tín Dĩnh. Tuy rằng Trương Tín Dĩnh rất mãnh liệt nhưng sao có thể ăn nói được như Tiếu Giai. Trương Tín Dĩnh lắp bắp nửa ngày, đột nhiên òa lên khóc lớn. Hai người đều là lưu manh, một nam lưu manh, một nữ lưu manh, một đôi nam nữ lưu manh. Trương Tín Dĩnh quay người bỏ chạy. Mấy thứ trong giỏ trúc bị rơi ra ngoài cũng không thèm để ý, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Tiếu Giai thở phào một hơi nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tỏ vẻ cảm kích muốn cả đêm ở với cô không rời lại bị Tiếu Giai khéo léo từ chối. Lý do của cô rất đầy đủ, cô không muốn Phùng Húc Quang biết sẽ sinh ra suy nghĩ này khác, lại càng không muốn Lý Đinh Sơn sinh ra tâm lý bất mãn với Hạ Tưởng. Tiếu Giai biết rõ, Lý Đinh Sơn không có ấn tượng tốt đối với mình, chỉ ôn hòa như đối với người xa lạ. Với sự thông minh của cô, sao không đoán được sự e dè trong lòng Lý Đinh Sơn chứ? Khẳng định là ông ta không muốn Hạ Tưởng và cô có gì gút mắc. Tuy rằng Hạ Tưởng rất muốn một đêm triền miên với Tiếu Giai nhưng hắn cũng biết quả thật Tiếu Giai đã suy nghĩ cho hắn. Hơn nữa, nếu quả thật mình qua đêm với Tiếu Giai, dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Lý Đinh Sơn sẽ lưu lại khúc mắc. Phải nhịn, nếu đàn ông không kiềm chế được nửa người bên dưới, hơi một chút là động dục. Sớm muộn gì cũng sẽ té ngã trong quan trường. Quả nhiên một lát hắn trở về chỗ ở với Cổ Hợp liền vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng cười nói. Có phải Thiếu Giai cố ý tới tìm cậu hay không? Tôi còn tưởng rằng tối nay cậu không trở lại, không ngờ ý chí vẫn còn khá kiên định. Hôm sau, Hạ Tưởng xin phép Lý Đinh Sơn, lấy danh nghĩa dẫn Phùng Húc Quang và Thiếu Giai chọn đất xây nhà xưởng, chuẩn bị đi tới xã Cổ Trại. Mục đích lần này rất rõ ràng. Chính là muốn lựa chọn một địa điểm thích hợp. Một khi tin tức về làng du lịch Tam Sơn được khẳng định, sẽ chính thức đề xuất với huyện nhận thầu núi hoang, sau đó khởi công xây dựng nhà máy. Phùng Húc Quang quyết tâm triển khai dự án nhà máy thực phẩm, lại khuyên bảo Tiếu Giai trợ giúp hắn một tay.
Tiếu Dai chỉ lắc đầu cười, không nhận lời Phùng Húc Quang. Bước đầu lựa chọn xây dựng nhà máy ở giữa xã Cổ Trại và Cổn Long Câu, cách xã Cổ Trại 2 km, xa Cổn Long Câu một chút, khoảng 5 km. Nếu gần Cổn Long Câu thêm chút nữa thì quá mức hoang vắng, cũng không tiện cho việc vận chuyển, đành phải xây ở trung gian. Xem địa điểm xong, tới trưa họ ăn bữa trưa thôn quê ngay tại quán ăn của xã Cổ Trại. Hoàng Hải chạy trước chạy sau vô cùng ân cần. Ấn tượng của Phùng Húc Quang đối với y vô cùng tốt, chuẩn bị sau khi xây dựng nhà máy xong, việc đầu tiên là thu nhận y vào làm đội trưởng bảo vệ nhà máy. Cần phải làm tốt quan hệ giữa nhà máy và thôn dân xung quanh. Vốn Hạ Tưởng còn muốn mời hai người đi dạo một chuyến tới Hoa Hải Nguyên thảo nguyên hoa, không ngờ Phùng Húc Quang và Tiếu Dai đều đồng thanh tỏ vẻ không hứng thú, khiến hắn có chút buồn bực. Phùng Húc Quang là một người đàn ông không thích thảo nguyên hoa thì còn dễ hiểu, Tiếu Dai là mỹ nữ lại không thích, trừ việc nói chuyện kinh doanh, cô không hề có hứng thú với thứ gì khác. Điều này khiến Hạ Tưởng phải cảm thán, nếu phụ nữ muốn trở thành một người mạnh mẽ, cho dù là mỹ nữ cũng là một việc không thú vị cho lắm. Ăn trưa xong, lái xe dạo một vòng quanh huyện Bá, đề tài của hai người thủy chung không rời khỏi kinh doanh. Tiếu Dai không có hứng thú đối với nhà máy gia công thực phẩm, lại muốn Hạ Tưởng cung cấp tài liệu liên quan của huyện Bá cho cô xem qua một lần, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thích hợp. Hạ Tưởng thấy bộ dạng nghiêm túc say mê của Tiếu Dai, cũng cảm thấy buồn cười nhưng đành phải chịu đựng, lại không thể nói trước cho cô biết tính toán của hắn, đành phải để mặc cô suy tính, cho cô động cân não cũng tốt. Trong suy tính của Hạ Tưởng, xây dựng nhà máy thực phẩm là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là phát triển khách du lịch, khai phá làng du lịch, đẩy thảo nguyên hoa ra thị trường. Bước thứ ba cũng là kế hoạch lâu dài, thực thi phải mất 2-3 năm. Hắn muốn tranh thủ khoa học kỹ thuật phát triển nông nghiệp, để cho tối thiểu 50% nông dân huyện Bá được lợi. Đương nhiên tất cả đều dựa trên điều kiện tiên quyết là làng du lịch Tam Sơn khởi công đúng hạn, đường nối huyện Bá tới Bắc Kinh được khai thông. Nếu không thì hết thảy không phải bàn nữa. Thấy hai người đều không có hứng thú, Hạ Tưởng đề nghị quay về thị trấn chờ tin tức Bắc Kinh. Vừa trở lại nhà khách huyện ủy, vừa xuống xe liền bất ngờ gặp một người quen phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Thục Anh. Trương Thục Anh mặc đồng phục đi làm, trang điểm nhẹ nhàng, dù tuổi không còn nhỏ nhưng trang điểm và ăn mặc rất khéo, tóc tai gọn gàng, vẫn giữ được vẻ duyên dáng. Dưới bóng chiều tà, trong đầu Hạ Tưởng đột nhiên nhớ tới một câu thơ cũ, cảm thấy dùng trên người Trương Thục Anh khá thích hợp, tuy rằng trên thực tế cô còn chưa tới 40 tuổi, còn xa mới tới mức hoa tàn bướm giã. Trương Thục Anh không đi một mình, bên cạnh đang nói chuyện với cô chẳng phải Trương Tín Dĩnh thì là ai. Hạ Tưởng rất không muốn gặp Trương Tín Dĩnh nhưng nếu đã gặp thì không cách nào tránh thoát, đành phải kiên trì tiến lên nói chuyện. Xin chào Phó trưởng Ban Trương, sao hôm nay lại tới thị sát công tác huyện Bá vậy? Không đi ra ngoài thành tiếp đón Phó trưởng Ban Trương, thất lễ, thất lễ. Ngoài miệng Hạ Tưởng nói năng rất khách khí nhưng trong lòng hắn hiểu lúc này Trương Thục Anh tới đây khẳng định không phải vì công việc, bởi vì huyện không hề nhận được thông báo. Trương Thục Anh đang nói chuyện với Trương Tín Dĩnh, nghe thấy phía sau có người gọi mình, nhìn lại lập tức sắp mặt giãn ra, tươi cười vô cùng thân thiết. Tiểu Hạ à, vừa khéo nhỉ, đừng khách khí với tôi như vậy, tôi cũng không phải tới thị sát công tác, là tới thăm người thân, đồng thời tới thảo nguyên một chuyến. Cậu cũng biết, ở trong thành phố lâu ngày, hai mắt đều xám xịt, mở cả đi. Những lời này khiến Hạ Tưởng muốn nhíu mày. May mắn là cô lại chú ý thấy Phùng Húc Quang và Tiếu Dai sau lưng hắn, hơi sửng sốt, lại hỏi. Hai vị này là... Khác với Trương Tín Dĩnh khi mới gặp Tiếu Dai, tuy cũng bị kinh ngạc vì vẻ đẹp của Tiếu Dai, nhưng ánh mắt Trương Thục Anh chỉ dừng lại trên mặt Tiếu Dai không đến một giây đã chuyển rời sang người Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang thuộc dạng người cao lớn, to béo, vừa nhìn thấy, ánh mắt Trương Thục Anh liền nóng lên, nhìn chằm chằm Phùng Húc Quang không rời. Trương Tín Dĩnh lườm Hạ Tưởng một cái, giơ tay che ngực theo bản năng, cũng may vẫn để cho hắn chút mặt mũi, chỉ cúi đầu hừ khẽ. Tiểu lưu manh, thối sắc lang. Trên thế giới có hai loại hoa si, thứ nhất là loại cực kỳ thèm khát đàn ông, vừa nhìn thấy đàn ông sẽ muốn nhào tới, chủ động si mê. Một loại khác là cực kỳ tự kỷ, tự cho mình là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, đàn ông chỉ cần nhìn mình một cái là sẽ có ý đồ bất lương với mình, đồng thời có nhu cầu về phương diện kia. Kỳ thật đó chỉ là cô ta tự lừa mình dối người, là ảo tưởng mà thôi. Hiển nhiên, Trương Tín Dĩnh thuộc loại hoa si thứ hai. Tuy nhiên nói thật,
Tuy rằng bộ dạng Trương Tín Dĩnh không kiều diễm như Tiếu Giai nhưng cũng được tính là dễ nhìn. Khuôn mặt tinh xảo mê người, dáng người cân đối, tỷ lệ thích đáng khiến người ta không bắt lỗi được điểm nào. Cô mặc một chiếc áo váy dài tay, trên có thêu một đóa hoa đỏ thẫm, vừa thấy còn tưởng rằng thiếu nữ dân tộc thiểu số xinh đẹp. Mỹ nữ có gai không sợ, chỉ sợ mỹ nữ chính là gai. Tuy nhiên Hạ Tưởng mặc kệ cô ta, chỉ quay người nhiệt tình giới thiệu Trương Thục Anh với Phùng Húc Quang và Tiếu Giai. Hắn chỉ nói hai người là bạn hắn ở thành phố Yến, tới huyện Bá du ngoạn. Phùng Húc Quang và Tiếu Giai tự nhiên ngầm hiểu, cũng phụ họa Hạ Tưởng nói vài câu khách sáo. Ánh mắt Trương Thục Anh càng không ngừng quét tới quét lui trên người Phùng Húc Quang. Chương 87, Phùng Húc Quang cũng có chỗ dựa là phó chủ tịch tỉnh. Hạ Tưởng thấy Trương Thục Anh rất có hứng thú đối với Phùng Húc Quang. Cô hết hỏi đông lại hỏi tây, lại nói bóng nói gió muốn biết càng nhiều tình huống về Phùng Húc Quang khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đành phải trực tiếp đẩy Phùng Húc Quang ra làm tấm mộc. Húc Quang, phó trưởng ban Trương tuy là cán bộ thành ủy nhưng không hề cao ngạo, rất bình dị gần gũi. Phó trưởng ban Trương lại là người huyện Bá, nhiều năm làm quan, cực kỳ hiểu biết tình hình huyện Bá và thành phố Trương Trình. Không phải anh muốn biết ở huyện Bá có nơi nào chơi tốt hay sao? Hỏi phó trưởng ban Trương là tìm đúng người đó. Nghe Hạ Tưởng nói lời có ám chỉ, lại bị ánh mắt nóng bỏng của Trương Thục Anh nhìn chăm chú khiến trong lòng Phùng Húc Quang thầm sợ hãi, chỉ cười khổ, thầm mắng Hạ Tưởng không ra gì, lại bán mình cho một bà cô như vậy, tuy nhiên trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tươi, xoa tay nói. Cậu xem, tôi chân tay luống cuống tới mức này, còn chưa bao giờ gặp cán bộ lãnh đạo cao cấp thế này. Phó trưởng ban Trương, rất vinh hạnh quen ngài. Hạ Tưởng rất hài lòng với biểu hiện của Phùng Húc Quang. Hắn cũng không có ý đồ bất lương, tuy nhiên vì Trương Thục Anh hơi có vẻ thiên vị với dáng người cao lớn của Phùng Húc Quang, nghĩ thầm rằng có thể vì bản thân cô cũng là người cao lớn nên khi thấy đàn ông cao lớn mới có cảm giác an toàn. Phùng Húc Quang cũng có thể tận dụng ưu thế bản thân, có lẽ sẽ tìm hiểu được một ít thông tin nào đó từ miệng cô. Không ngờ Trương Thục Anh không có suy nghĩ như Hạ Tưởng cô đánh giá Phùng Húc Quang từ trên xuống dưới vài lần hỏi. Tổng Giám đốc Phùng biết Phó Chủ tịch tỉnh Mã không? Phùng Húc Quang sửng sốt lắc đầu. Phó trưởng ban Trương là quan lớn nhất tôi đã từng gặp. Phó Chủ tịch tỉnh Mã là cán bộ cấp tỉnh, tôi sao dám trèo cao? Trương Thục Anh ra vẻ khó hiểu nhìn Phùng Húc Quang vài lần, nhìn tới mức trong lòng hắn hơi phát cáu, một lúc lâu sau cô mới cười gật đầu nói. Giống thật, bộ dạng anh và Phó Chủ tịch tỉnh Mã rất giống. Tôi nghĩ anh là họ hàng gì đó của ông ta thì phải. Nếu không phải thì coi như tôi chưa nói. Cô mất đi hứng thú với Phùng Húc Quang, liền quay người vẫy Hạ Tưởng. Thư ký Hạ, lại đây một chút. Cô lại khẽ gật đầu với Trương Tín Dĩnh. Tiểu Dĩnh cũng lại đây. Phó Chủ tịch tỉnh Mã chính là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mã Vạn Chính, xếp hàng gần với Phó Chủ tịch Thường trực Phạm Duệ Hằng, hơn nữa còn rất trẻ, hẳn là rất có tiền đồ. Nghe Trương Thục Anh vừa nói vậy, Hạ Tưởng bỗng nhiên cũng cảm thấy Phùng Húc Quang và Mã Vạn Chính thật sự rất giống nhau, cụ thể tại sao giống thì không thể nói được. Dù sao hắn mới chỉ thấy Mã Vạn Chính trên TV, lên TV thì con người cũng có chút sai lệch đi. Chưa từng nghe Phùng Húc Quang nói y có chỗ dựa gì, nhìn vẻ mặt y cũng không giống như giả vờ, có lẽ là Trương Thục Anh hơi nhạy cảm. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi cũng không để trong lòng. Hạ Tưởng đi theo Trương Thục Anh và Trương Tín Dĩnh tới dưới một gốc cây bạch dương. Cách Phùng Húc Quang và Tiếu Giai chừng 10 thước. Ánh mặt trời hơi chói mắt, Trương Thục Anh hơi nheo mắt lại rồi mỉm cười rất thân thiện. Tiểu Hạ, tôi gọi cậu là Tiểu Hạ nhé, cho có vẻ thân thiết, được không? Đúng rồi Tiểu Hạ, cậu và Bí Thư Lý đến đây lâu như vậy, đã quen với khí hậu huyện Bá chưa? Rất nhiều người tới huyện Bá đều không quen với thủy thổ của nơi này. Thấy Trương Thục Anh nhiệt tình như vậy, Hạ Tưởng cũng không cho rằng cô thật sự quan tâm tới cuộc sống của hắn và Lý Đinh Sơn. Hắn bước sang bên đứng cách xa Trương Tín Dĩnh một chút, vừa lúc đứng dưới bóng cây. Cảm ơn Phó trưởng ban Trương quan tâm, không những không hề cảm thấy không thích ứng với khí hậu huyện Bá, lòng nhiệt tình của nhân dân huyện Bá đã khiến Bí Thư Lý và tôi coi huyện Bá thành quê hương thứ hai. Trương Tín Dĩnh lườm Hạ Tưởng một cái trắng mắt. Dối trá. Đàn ông tốt không thèm đấu với phụ nữ. Hạ Tưởng không thèm đấu võ mồm cũng không thèm để ý tới cô ta, nghiêm trang nói. Phó trưởng ban Trương có chuyện gì muốn tôi làm cứ thoải mái phân phó. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.
Bí thư Lý quả nhiên là cán bộ tỉnh thành tới, trình độ chính trị phi thường cao, rất chú trọng kiến thiết đội ngũ cán bộ có tố chất, có cái nhìn về việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ cực kỳ phù hợp với yêu cầu xã hội. Trương Thục Anh thấy Hạ Tưởng nói thẳng như vậy, cũng không nói vòng vo nữa, tuy nhiên vẫn kết nối vào chủ đề rất khéo léo. Tôi ở ban tổ chức cán bộ thành ủy cũng nhiều lần nhấn phải dũng cảm đưa những sinh viên trẻ tuổi vào làm phong phú đội ngũ cán bộ. Phải dám giao cho họ trọng trách, đưa họ tới cơ sở rèn luyện, bồi dưỡng họ thành lực lượng nối nghiệp của đảng. Cậu và Tiểu Dĩnh là hai cán bộ sinh viên ưu tú điển hình của huyện Bá, tôi giới thiệu người hiền không tránh người thân, cho rằng bí thư Lý hẳn là nên tăng thêm cơ hội trao trọng trách cho các cậu. Phản ứng không tính là chậm, chỉ trong vài ngày, Trương Thục Anh đã không ngồi yên được tại thành phố Chương Trình, chủ động tới huyện Bá hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xem ra kế sách của hắn và Lý Đinh Sơn đã có hiệu quả. Lần trước trong hội nghị thường ủy, Lý Đinh Sơn nhắc lại việc đề bạt Trương Tín Dĩnh, Ngô Anh Kiệt phi thường thức thời cũng nhắc tới Hạ Tưởng. Kết quả Lý Đinh Sơn giơ cao đánh khẽ, cuối cùng lại nhẹ nhàng buông, về sau rốt cuộc không đề cập tới việc này nữa. Tuy nhiên phong thanh vẫn rơi vào tai Trương Tín Dĩnh. Cô tìm Đỗ Song Lâm hai lần, kết quả đều bị nói cho có lệ, bảo còn phải nghiên cứu. Trương Tín Dĩnh cũng không phải người kiên nhẫn, liền nói cho Trương Thục Anh.